Chương 1211. Đối với cái này, Kiệt Sâm tự nhiên là không có ý kiến, hắn không giống Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp chủ dùng thuần linh thức lưu linh dược sư. Bởi vì người khác quan sát mà bị ảnh hưởng dẫn tới thất bại trong gang tấc, Kiệt Sâm thân là linh dược sư kỹ thuật lưu, dù là người quan sát nhiều hơn nữa, cũng không cách nào đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. Được sự chấp nhận của Kiệt Sâm, toàn bộ thành viên bát giai cấp thấp linh dược đế sư của linh dược sư tháp trở lên đều triệu tập lại quan sát. Mau nhìn, Kiệt Sâm đại nhân bắt đầu hành động rồi. Vô số thành viên linh dược sư tháp trong lòng kích động nghị luận nhau nhau, thì trên đảo hoang, Kiệt Sâm thủy chung lẳng lặng ngồi xếp bằng rốt cục đã bắt đầu quá trình phối chế điên cuồng của mình. Một đóa hoa hỏa diễm hư ảo như là sương mù lập tức xuất hiện trong tay Kiệt Sâm, cả gốc đóa hoa hiện lên hình rồng, như là một đầu hỏa long hư vô đang tiềm hành trong đám mây làm, cho người ta có một loại cảm giác mộng ảo mông lung. Gốc linh dược hỏa long này là một trong ba gốc cửu giai linh dược, Kiệt Sâm ở Kim Thông Điện thông qua khảo thí đoạt được hỏa ảnh mỹ long hoa. Ba loại cửu giai linh dược gồm cửu thải hoa liên cùng hư kim long quả, Kiệt Sâm phân biệt để cho Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng phụ thân Lôi Nặc Tấn cấp cửu giai cấp thấp thánh linh sư. Hỏa ảnh mỹ long hoa thì Kiệt Sâm lưu cho Khắc Lôi Nhã. Gốc hỏa ảnh mỹ long hoa vừa xuất hiện, trong hai tròng mắt của Kiệt Sâm bỗng nhiên tuôn ra một đoàn tinh mang, sau một khắc, hai tay của hắn bỗng dưng cử động. Trong nháy mắt ảo ảnh đầy trời, như là tật phong bạo vũ bao phủ tài liệu linh dược trước mặt. Thanh âm như sấm tạc, bỗng nhiên vang lên trong thiên địa, chấn triệt thiên địa. Kiệt Sâm di động trên mặt đất rất nhiều thất giai, bát giai linh dược tài liệu sớm đã dựa theo trình tự đặc biệt xếp đặt ở ánh mắt rung động của tất cả mọi người ở phía xa đều chậm rãi phía xa bay lên không trung, rồi sau đó nhao nhao bạo liệt, biến thành một cổ dược khí nồng đậm. Dưới ánh mắt quan sát của vô số thành viên linh dược sư tháp, Kiệt Sâm rốt cục đã bắt đầu màn phối chế kinh thiên của mình. Một phiến cô đảo trên bạo loạn linh hải, Kiệt Sâm đã bắt đầu quá trình phối chế điên cuồng của mình. Nguyên một đám tài liệu dưới sự phân giải của Kiệt Sâm đều bạo liệt ra trong hư không, biến thành một cổ dược khí nồng đậm, quanh quẩn lưu chuyển không ngừng. Trên đảo hoàng, sắc mặt Kiệt Sâm trầm ổn, cử chỉ nhẹ nhàng, trên mặt không có bất kỳ vẻ ngưng trọng nào mà lại có một loại trầm ổn. Như Thái Sơn, từng bước một, bắt đầu lấy rất nhiều linh dược phản ứng với nhau. Nói đến quá trình phối chế cửu giai thánh cấp linh dược tề, Kiệt Sâm hiện giờ đã có thể xem như quen việc dễ làm rồi. Phải biết rằng, ban đầu lúc ở trên thất tinh đảo, hắn mới chỉ là bát giai trung cấp đế linh sư, cường độ thân thể mới chỉ là cửu giai đế cấp, mà có thể chế biến trôi chảy ra rất nhiều cửu giai thánh cấp linh dược tề. Hôm nay, hắn dĩ nhiên đã là bát giai đỉnh phong đế linh sư, vô luận là cường độ thân thể hay cường độ linh thức. Thậm chí là kinh nghiệm phối chế đều được đề cao hơn trước kia rất nhiều, lúc phối chế tự nhiên vô cùng thành thạo rồi. Trên bầu trời trên hòn đảo, vô số hỏa hệ dược khí dưới sự khống chế của Kiệt Sâm không tiết ra ngoài một tia, hoàn toàn bị bao lại trong phiến thiên địa này. Linh dược khí tức do các loại tài liệu sinh ra giờ phút này, giống như đang không ngừng chạy trong thiên địa vậy, hóa thành từng đạo linh lực thủy triều, giao hòa lẫn nhau. Lúc này đây, Kiệt Sâm cũng không như lúc trên thất tinh đảo, hoàn toàn chỉ dùng kỹ thuật lưu linh dược học phối chế, mà hoàn toàn kết hợp ba loại phương pháp phối chế linh thức lưu, kỹ thuật lưu và A Phục Già Đức La lại với nhau. Dù sao, lấy cấp bậc bát giai đỉnh phong đế linh sư của Kiệt Sâm hiện nay, ở phương diện linh thức cũng không hề yếu chút nào. Cái này, Kiệt Sâm đến cùng là dùng phương pháp phối chế gì thế? Vì sao hắn phối chế lại không chọn dùng bình phối chế? Không dùng bất cứ dụng cụ nào cả. Khí tức khủng bố và kinh người không ngừng tán giật, xa xa, sau khi chứng kiến phương pháp phối chế của Kiệt Sâm. Rất nhiều trưởng lão, điện chủ cùng thành viên, các đệ tử chưa từng thấy Kiệt Sâm phối chế nguyên một đám đều lộ ra vẻ khiếp sợ, trừng lớn hai mắt, trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mà trong hay trong mắt Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ càng tuôn ra một đoàn tinh mang, xem xét cẩn thận mỗi một động tác của Kiệt Sâm, muốn từ đó nhìn ra gì đó. Trên không đảo hoang, trong ánh mắt khiếp sợ của vô số người, từng đạo hỏa hệ linh lực cường hoành dưới sự phối chế của Kiệt Sâm, rất nhanh dung hợp, hóa thành từng đạo nộ long hỏa hồng sắc. Không ngừng phát động công kích lên hòn đảo, phát ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, muốn lao ra khỏi phương thế giới này, linh lực chấn động cực lớn, kinh thiên động địa. Nhưng dưới sự khống chế của Kiệt Sâm, vô luận những linh dược cường đại có thể so với linh lực khí tức của một gã cửu giai đế cấp thánh linh sư này có táo bạo thế nào, điên cuồng như thế nào thì đều bị Kiệt Sâm gắt gao kiềm chế, thời gian dần trôi qua dung hợp, kết hợp hoàn mỹ lại với nhau. Thời gian trôi qua từng chút một, cũng không biết đã qua bao lâu, hỏa hệ linh dược khí tức đầy trời kia rốt cục cũng bị Kiệt Sâm triệt để dung hợp lại với nhau, ở trên bầu trời tạo thành một đoàn dược khí cực lớn, rồi sau đó dưới sự khống chế của Kiệt Sâm, chậm rãi rót vào trong bình dược tề trước mặt hắn. Tất cả mọi người đều nín thở, hai mắt trừng lớn, không hề chớp mắt nhìn qua Kiệt Sâm trên hòn đảo xa xa kia. Ầm ầm. Sau khi Kiệt Sâm rót những linh dược khí tức kia vào bình dược tề,
thì một đạo oanh minh đinh tai nhức óc liền vang vọng trong thiên địa, đồng thời một đạo ánh sáng hỏa hồng sắc ẩn chứa khí tức khủng bố xuất hiện trên không hòn đảo này, hỏa hệ linh lực nguyên tố trên khắp hòn đảo vào thời khắc này liền bắt đầu cuồng bạo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vô số hỏa hệ linh lực không ngừng phóng lên trời, hình thành một cổ vòi rồng linh lực đáng sợ, hóa thành từng đạo nguyên tố hồng lưu hỏa hồng sắc, xông lên thiên không, như tạo thành một mảnh hải dương hỏa diễm trên bầu trời vậy. Hỏa diễm hải dương màu hồng đỏ thẫm không ngừng cuồn cuộn, tạo thành từng mảnh cực quang màu đỏ sáng lạn, ở bên trong cực quang, từng đạo hỏa nguyên tố pháp tắc huyền ảo không ngừng lưu chuyển, tản mắt ra đại đạo hồng âm. Đây là pháp tắc thiên kiếp. Thật sự là pháp tắc thiên kiếp lúc cửu giai thánh cấp linh dược tề xuất thế. Cái này, đại tháp chủ đại nhân không phải nghe nói chỉ mới là bát giai đỉnh phong đế linh sư sao? Nghe nói đại tháp chủ đại nhân ban đầu lúc ở thần phong đế quốc đã lợi dụng pháp tắc thiên kiếp lúc cửu giai thánh cấp linh dược tề xuất thế để đuổi giết ngũ đại cường giả thần phong đế quốc, trước kia ta còn có chút hoài nghi, hiện giờ. Bây giờ cách lúc đại tháp chủ đại nhân bắt đầu phối chế linh dược tề chỉ mới qua có một canh giờ, dĩ nhiên đã phối chế xong. Hơn nữa còn là cửu giai thánh cấp linh dược tề, trời ạ, xa xa trên bầu trời. Vô số người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn pháp tắc thiên kiếp kinh khủng trên bầu trời, trong miệng phát ra tiếng kinh hô. Bọn hắn lúc bị bỉ tư pháp mẫu tháp chủ hiệu triệu đến, chỉ là nghe nói đến đây quan sát Kiệt Sâm phối chế linh dược tề. Về phần phối chế linh dược tề gì thì lại không có nói với bọn họ. Hôm nay sau khi nhìn thấy pháp tắc thiên kiếp kinh khủng kia, mỗi người bọn hắn đều sợ ngây người. Trong ánh mắt kinh ngạc của rất nhiều trưởng lão, điện chủ, đệ tử và thành viên, Kiệt Sâm phóng lên trời như thiểm điện. Đón nhận lấy đạo pháp tắc thiên kiếp đáng sợ kia. Pháp tắc thiên kiếp có thể đơn giản đuổi giết bát giai đỉnh phong đế linh sư, đánh tan cửu giai đế cấp thánh linh sư, ở trước mặt Kiệt Sâm lại phảng phất như một đứa con nít nhỏ yếu, căn bản không mang đến cho Kiệt Sâm một chút khó khăn nào cả. Sau một lát, Kiệt Sâm đã vượt qua pháp tắc thiên kiếp, cùng lúc đó, trong tay dĩ nhiên đã nhiều hơn một lọ linh dược tề tản ra hỏa nguyên tố khí, tức khủng bố. Cái này đã xong rồi sao? Tổng thời gian sử dụng một canh giờ. Một lọ cửu giai thánh cấp hỏa hệ linh dược tề, cái này là phối chế thành công sao? Vô số cường giả đều phảng phất như gặp quỷ nhìn qua Kiệt Sâm, há to miệng, cũng không biết phải biểu đạt rung động trong lòng mình thế nào. Phải biết rằng, bọn hắn thân là bát giai linh dược đế sư, coi như là phối chế một lọ thất giai hoàng cấp linh dược tề, ít nhất cũng phải mất một canh giờ, nhưng Kiệt Sâm phối chế lại là cửu giai thánh cấp linh dược tề, khác biệt trong đó phảng phất như trời đất vậy, khiến bọn họ đều không cách nào tưởng tượng được. Chẳng những cường giả này, coi như là bỉ tư pháp mẫu tháp chủ, trong lòng cũng vô cùng rung động. Hắn thân là cửu giai đế cấp linh dược thánh sư, nên hiểu rõ thật sâu phối chế cửu giai thánh cấp linh dược tề khó khăn cỡ nào. Nếu như là hắn muốn phối chế một lọ cửu giai thánh cấp linh dược tề, trước đó ít nhất phải chuẩn bị thật tốt, đồng thời toàn bộ quá trình phối chế ít nhất phải cần suốt một ngày. Hơn nữa thành công còn không dám cam đoan, cơ hồ chỉ có xác suất 1/3. Hôm nay Kiệt Sâm vẻn vẹn chỉ tốn thời gian một canh giờ. Đã hoàn thành phối chế một lọ cửu giai thánh cấp linh dược tề, khiến bỉ tư pháp mẫu tháp chủ rung động đồng thời trong lòng cũng cuồng hỉ dị thường. Có như vậy một đệ tử thiên tài thiên phú khủng bố đến kinh người như vậy, kế thừa linh dược sư tháp, bản thân mình sao phải lo linh dược sư tháp không thịnh hành chứ? Trên đảo hoang, đối mặt với sự giật mình của mọi người, Kiệt Sâm đã hoàn toàn dung nhập vào trong phối chế lại không có chút phản ứng nào. Sau khi phối chế xong cửu giai thánh cấp linh dược tề cho Khắc Lôi Nhã xong, Kiệt Sâm không có bất kỳ dừng lại đã bắt đầu phối chế bình linh dược tề thứ hai. Bình linh dược tề thứ hai Kiệt Sâm phối chế cũng là hỏa hệ thánh cấp linh dược tề, là phối chế cho khảo hạch điện A Phương Tát Tư điện chủ. Trong ánh mắt vô cùng rung động của tất cả đệ tử, lần phối chế thứ hai của Kiệt Sâm, vẻn vẹn hao tốn không đến một canh giờ là đã xong. Rồi sau đó, Kiệt Sâm ngựa không dừng vó, lại bắt đầu, thay Khắc Phu Lâm trưởng lão phối chế một bình cửu giai thánh cấp linh dược tề mộc hệ. Kiệt Sâm phối chế càng ngày càng thuần thục và thuận buồm xuôi gió, lúc này, thời gian so với lần thứ nhất đã ngắn hơn nhiều, không đến một canh giờ đã chế biến ra được cửu giai thánh cấp mộc hệ linh dược tề, rồi. Thủ pháp phối chế kinh khủng đến kinh người của Kiệt Sâm, tốc độ phối chế càng lúc càng nhanh khiến tất cả mọi người đều triệt để sợ ngây người. Không đến 3 canh giờ, Kiệt Sâm đã chế biến ra 3 bình cửu giai thánh cấp linh dược tề, tốc độ như vậy, thực lực như vậy, chỉ sợ coi như là cửu giai trung cấp linh dược thánh sư cũng chưa chắc có thể làm được. Chẳng lẽ đại tháp chủ đại nhân cấp bậc linh sư chỉ mới là bát giai đỉnh phong này ở phương diện linh dược học, còn cường đại hơn một gã cửu giai trung cấp linh dược thánh sư sao? Thực lực mà Kiệt Sâm bày ra đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của mọi người ở đây, khiến bọn hắn chấn động rất lớn. Nhưng trong khi vô số cường giả, trong nội tâm khiếp sợ vì cách phối chế đáng sợ của Kiệt Sâm, thì trên đảo hoang, Kiệt Sâm,
đang phối chế bình cửu giai thánh cấp linh dược tề thứ tư lại không khỏi nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, chỉ phối chế cửu giai hạ phẩm thánh cấp linh dược tề đối với hắn mà nói, thật sự là quá mức đơn giản và dễ dàng, căn bản không có bất luận độ khó và khiêu chiến nào cả. Còn lại ba bình linh dược tề chưa phối chế, dùng thực lực của ta, có thể cùng lúc phối chế ba bình linh dược tề này hay không? Đúng lúc này, một ý niệm điên cuồng bỗng lướt qua trong óc Kiệt Sâm. Ý nghĩ này vừa ra, ngay cả Kiệt Sâm cũng không khỏi hoảng sợ. Nhưng kế tiếp, ý nghĩ này liền như một khối u ác tính, không ngừng điên cuồng sinh sôi trong nội tâm Kiệt Sâm, chiếm cứ lấy đại não hắn. Thời gian dần trôi qua, Kiệt Sâm càng ngày càng trở nên hưng phấn, đồng thời phân tích khả năng trong đó. Lấy thực lực Kiệt Sâm hiện giờ, kỹ thuật lưu linh dược học tương đương với một gã cửu giai trung cấp linh dược thánh sư, mà A Phục Già Đức La định luật và linh thức lưu linh dược học đều là bát giai đỉnh phong, ẩn ẩn chạm đến cánh cửa cửu giai đề cấp linh dược thánh sư. Ba người này kết hợp lại, năng lực phối chế của Kiệt Sâm cũng không phải đơn giản chỉ là một công một lại thêm một bằng ba, mà đã gia tăng lên gấp mấy lần. Đương nhiên, đồng thời phối chế ba loại cửu giai thánh cấp linh dược tề, độ khó cũng không như phối chế ba bình cửu giai thánh cấp linh dược tề liên tiếp mà, cũng gia tăng lên gấp mấy lần, nhưng, đối với Kiệt Sâm mà nói, đó cũng không phải căn bản không cách nào làm được, vẫn có khả năng, cho dù khả năng này phi thường nhỏ. Bất quá thân là một gã linh dược đại sư, không phải là cần gặp phải rất nhiều khiêu chiến và nan đề, rồi sau đó liều lĩnh công phá sao. Giờ khắc này, trong lòng Kiệt Sâm bốc lên hỏa diễm hừng hực, vô cùng lửa nóng. Ầm ầm. Pháp tắc thiến kiếp của bình cửu giai thánh cấp linh dược tề thứ tư đã đến, Kiệt Sâm ngửa mặt lên trời thét dài, nhảy vào trong thiên kiếp. Một lát sau, Kiệt Sâm vượt qua thiên kiếp thu hồi bình cửu giai thánh cấp linh dược tề thứ tư này, rồi sau đó trên mặt hưng phấn mạnh mẽ huy động tay trái. Bá! Đại lượng linh dược tài liệu và dụng cụ phối chế lập tức xuất hiện ở trên đất trống trước mặt Kiệt Sâm. Cái này, lúc Kiệt Sâm lấy ra đại lượng tài liệu linh dược, chúng cường giả ở xa xa tất cả đều ngây ngẩn cả người. Sau khi trải qua phối chế 4 lần trước, cho dù rất nhiều cường giả ở đây, vẫn không cách nào lý giải được phương pháp phối chế của Kiệt Sâm. Nhưng là đối với tài liệu và dụng cụ cần thiết để Kiệt Sâm phối chế, thì trong lòng mọi người đều đã rõ. Bình thường, một lọ cửu giai thánh cấp linh dược tề, cần một loại tài liệu cửu giai thánh cấp, nhiều loại bát giai đế cấp, cùng với hơn 10 loại tài liệu cấp bậc thất giai thậm chí thấp hơn. Nhưng giờ phút này, trong số tài liệu Kiệt Sâm lấy, ra lại thoáng một phát xuất hiện 3 loại cửu giai thánh cấp, gần 20 loại tài liệu bát giai đế cấp, thậm chí 40-50 loại thất giai, về mặt số lượng hoàn toàn không phù hợp với phối chế trước kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 3 loại tài liệu cửu giai thánh cấp, chẳng lẽ đại tháp chủ đại nhân là muốn phối chế cửu giai thượng phẩm thánh cấp linh dược tề sao? Cái này, làm sao có thể? Xa xa trên bầu trời bạo loạn linh hải, một vị điện chủ nhịn không được giật mình lên tiếng. Không, Kiệt Sâm hắn. Đây là muốn đồng thời phối chế 3 loại thánh cấp linh dược tề. Bỉ Tư Pháp Mẫu tháp chủ thế nhưng biết rất rõ mục đích Kiệt Sâm phối chế lần này, chính là chế biến ra 7 bình cửu giai thánh cấp linh dược tề. Bởi vậy sau khi nhìn thấy cử động của Kiệt Sâm, trên mặt của hắn đầu tiên là lộ ra nghi hoặc, sau đó, như nghĩ tới điều gì đó lên tiếng kinh hô. Đồng thời phối chế 3 loại cửu giai thánh cấp linh dược tề, Bỉ Tư Pháp Mẫu tháp chủ, điều này sao có thể? Đúng vậy, coi như là cửu giai cao cấp linh dược thánh sư, cũng không thể nào làm được điểm này. Những lời này của Bỉ Tư Pháp Mẫu tháp chủ lập tức nhắc lên sóng to gió lớn, tất cả mọi người đều lên tiếng kinh hô, trong đôi mắt mang theo khó có thể tin. Coi như bọn người Lam Nguyệt Cổ Sâm vô cùng tín nhiệm đối với thực lực của Kiệt Sâm, cũng không thể tin được. Nhưng khi tất cả mọi người giật mình, nghi hoặc thì trên đảo hoang, Kiệt Sâm lại bỗng dưng động, đã bắt đầu lần phối chế cuối cùng. Một cổ linh lực đáng sợ từ trong cơ thể Kiệt Sâm phóng thích ra ngoài, bao khỏa rất nhiều tài liệu linh dược ở trước mặt vào trong, rồi sau đó nhao nhao đánh tan ra. Một cổ linh dược khí, tức đáng sợ từ trong rất nhiều linh dược tài liệu bộc phát ra ngoài, giờ khắc này, toàn bộ đảo hoang đều đã trở thành hải dương linh dược khí tức ngập trời như phủ cả đảo hoang này lại. Linh dược nguyên tố u nổ vang phẳng phất như núi lửa phun trào, rung động thế gian, tĩnh, yên tĩnh như chế lặng. Xa xa trên bầu trời, rất nhiều cường giả linh dược sư tháp nhìn thấy Kiệt Sâm thật sự, đồng thời phối chế nhiều tài liệu như vậy, nguyên một đám hoàn toàn như phát mộng, phối chế rung động nhân tâm như thế khiến tất cả mọi người không biết phải biểu đạt khiếp sợ, trong lòng mình thế nào, bọn hắn chỉ có thể ngơ ngác nhìn, qua Kiệt Sâm trên đảo hoang đã hoàn toàn bị linh dược nguyên tố khủng bố bao phủ. Đầu óc tất cả đều đông lại, ngây ra như phỗng như một đám khôi lỗi. Mà ngay cả Bỉ Tư Pháp Mẫu tháp chủ và Lam Nguyệt Cổ Sâm đều không ngoại lệ, hoàn toàn ngây dại. Mà trong khi chúng cường giả trên bầu trời hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, thì trên đảo hoang, Kiệt Sâm cũng gặp phải khảo nghiệm lớn nhất,
từ sau khi hắn cấp cửu giai linh dược thánh sư. Đồng thời phối chế độ khó thật sự quá lớn, hoàn toàn khác với phối chế liên tục bình thường, điều này đại biểu hắn phải nhất tâm tam dụng, đồng thời phối chế 3 bình cửu giai thánh cấp linh dược tề, tiến hành 3 phần thao tác, mà không thể có nửa điểm sai lầm. Đây chính là cửu giai thánh cấp linh dược tề đỉnh phong nhất trên toàn bộ Tư Đặc Ân đại lục, bất luận một lọ nào cũng đều là truyền thế chi bảo, khó có thể đánh giá giá trị, mà Kiệt Sâm lại muốn đồng thời phối chế 3 bình. Cái này độ khó như thế nào chứ? Phải biết rằng, dùng thực lực cửu giai đề cấp linh dược thánh sư của Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp Chủ, là linh dược sư mạnh nhất 1.000 năm qua trên đại lục, coi như một mình phối chế một lọ, cũng phải hết sức chăm chú, hoàn toàn không thể phân tâm, tuy vậy, cũng có nguy hiểm thất bại rất lớn, xác suất thành công chỉ có 1/3, mà Kiệt Sâm lại muốn đồng thời phối chế 3 bình. Độ khó cao như vậy khiến Kiệt Sâm vừa mới bắt đầu phối chế liền cảm thấy gian nan, có một loại cảm giác kiệt lực. Dù sao, Kiệt Sâm ở hai phương diện linh thức lưu chỉ là tương đương với cảnh giới bát giai đỉnh phong, ẩn ẩn đụng chạm đến cửu giai đề cấp linh dược thánh sư thôi, còn chưa chính thức đạt tới cửu giai linh dược thánh sư. Thần kinh của hắn căng cứng cao độ, tư duy không dám có chút buông lỏng. Tam đại linh dược học phối chế dung hợp lẫn nhau, từ lúc mới bắt đầu phối chế đã đạt đến một cực hạn, cơ hồ ẩn ẩn muốn thất bại. Trước khi phối chế, Kiệt Sâm cũng có nghĩ tới khó khăn khi đồng thời phối chế, nhưng hắn lại thật không ngờ lại khó khăn như vậy, vừa mới bắt đầu đã khiến hắn không kiên trì nổi rồi. Nhưng sau khi cảm nhận được độ khó của phối chết, giờ phút này toát ra từ mắt Kiệt Sâm không phải là sợ hãi, không phải lùi bước, không phải hối hận, mà là hưng phấn. Đúng, là hưng phấn, đó là một loại hưng phấn và kích động phảng phất như gặp được một đối thủ tốt vậy, khiến huyết dịch trong cơ thể Kiệt Sâm như sôi trào cả lên. Quả thật, Kiệt Sâm chỉ cần phối chế từng bước thì có thể chế biến ra 3 bình cửu giai hạ phẩm thánh cấp linh dược tề còn lại, rất dễ dàng. Nhưng như thế thì có ý nghĩa gì chứ? Trên đường linh dược sư phát triển, không có thuận buồm xuôi gió mà tràn đầy bụi gai và nhấp nhô, muốn trở thành một gã linh dược sư vĩ đại, vốn là tràn đầy khó khăn. Trên đường đi, người gặp phải khó khăn, người gặp phải ngăn trở, người thậm chí gặp phải tuyệt cảnh, nhưng loại vui sướng không ngừng vượt qua khó khăn, đánh bại đối thủ, từng bước một tiến về phía trước này, không phải là một chuyện hoan hỉ vui mừng nhất của nhân sinh sao? Đồng thời phối chế 3 bình cửu giai thánh cấp linh dược tề, coi như là một gã cửu giai cao cấp thánh linh sư, cũng chưa chắc có thể làm được, nhưng chính vì như thế nên mới khiến Kiệt Sâm tâm huyết sôi trào, tràn ngập ý chí chiến đấu. Cường giả chân chính, vĩnh viễn sẽ không lùi bước trước khó khăn, giờ khắc này, trong nội tâm Kiệt Sâm tràn đầy tín nhiệm kiên định, tinh thần và linh hồn không cam lòng nhận thua kia cũng triệt để bị kích phát. Mục tiêu của hắn ở kiếp này là trở thành thập giai dược thần, nếu như ngay cả chút khó khăn ấy cũng không chịu được, vậy thì còn tư cách gì bước trên dược thần chi lộ vô cùng gian nan vất vả đây. Giờ khắc này, Kiệt Sâm triệt để thi triển ra toàn bộ thực lực của mình, linh thức bát giai đỉnh phong hoàn toàn phóng thích ra, không ngừng dung nhập vào trong phản ứng của dược tề, đồng thời, ngũ quan xúc cảm, lục đại cảm giác của hắn cũng được phóng đến trạng thái mẫn cảm nhất. Mồ hôi như từ trên người Kiệt Sâm rơi xuống như mưa, chỉ một lát, trán Kiệt Sâm đã tràn đầy mồ hôi, trường bào trên người cũng đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp. Linh thức lưu linh dược học, A Phục Già Đức La định luật và kỹ thuật lưu linh dược học, giờ phút này đã được hắn hoàn toàn thi triển, linh lực đáng sợ không ngừng phụt lên trong cơ thể, theo phối chế của hắn, trùng kích và áp bách hắn phải chịu cũng càng lúc càng lớn, tài liệu của 3 loại cửu giai thánh cấp linh dược tề không ngừng quấy nhiễu lấy nhau, muốn tránh thoát khỏi sự khống chế của Kiệt Sâm, khiến Kiệt Sâm cảm thấy vô cùng cố hết sức, lại ẩn ẩn có một loại cảm giác không thể khống chế được. Trên đảo hoang, Kiệt Sâm gắt gao cắn răng, hắn biết rõ, hắn ngàn vạn không thể lơi lỏng, một khi hắn có sơ sẩy thì toàn bộ phối chế sẽ triệt để thất bại, mà tài liệu của 3 loại cửu giai thánh cấp linh dược tề kia cũng sẽ hỏng mất, mất đi công hiệu. Xa xa trên bầu trời, Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp Chủ bọn họ đều nắm chặt nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm vào chỗ Kiệt Sâm, nín thở, ánh mắt không hề chớp lấy một cái, như động lại vậy. Bồng, bồng, bồng. Trên đảo hoang, tiếng nổ kinh người vang lên, Kiệt Sâm dĩ nhiên đã kiên trì tới cực hạn, nhưng cũng vô dụng, trong quá trình phối chế đáng sợ, cường đại như Kiệt Sâm cũng bắt đầu ẩn ẩn không thể khống chế nổi nữa. Vẫn chưa được sao? Dùng thực lực của ta vẫn không cách nào đồng thời phối chế 3 loại cửu giai thánh cấp linh dược tề sao? Kiệt Sâm trong nội tâm thì thào. Trong cơ thể hắn, linh thức bát giai đỉnh phong điên cuồng vung vẩy, phát tán, kéo lên đỉnh phong. Đồng thời trong đầu Kiệt Sâm, A Phục Già Đức La định luật cũng không ngừng hiện lên. Đại lượng số liệu, phảng phất từng đạo hồng lưu cọ rửa qua trong đầu hắn, trùng kích lấy cực hạn của hắn, khiến cho Kiệt Sâm phải đau khổ trèo trống. Linh dược khí tức kia cũng quá mức cường đại rồi, khiến linh thức của Kiệt Sâm đã hoàn toàn thoát ly khống chế, mà những số liệu điên cuồng cọ rửa qua cũng đã hoàn toàn vượt ra khỏi tính toán của 1030 A Phục Già Đức La định luật,
mà Kiệt Sâm biết. Trong phối chế lần này, kỹ thuật lưu có thể so được với cửu giai trung cấp linh dược thánh sư của Kiệt Sâm hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng số liệu lưu và linh thức lưu hai phương diện thật sự quá yếu, ngay cả cửu giai đề cấp linh dược thánh sư cũng chưa đạt tới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cân đối phối chế. Không, ta không tin, ta không tin, ta không thể phối chế được. Trong nội tâm Kiệt Sâm phát ra tiếng gào thét điên cuồng. Giờ khắc này trong cảm giác của Kiệt Sâm, tất cả chung quanh đều đã mất đi cảm giác, tất cả lục giác và linh thức cảm giác đều biến mất. Linh thức của Kiệt Sâm bằng vào một tốc độ kinh người điên cuồng tăng trưởng. Đồng thời, trong đầu Kiệt Sâm cũng càng ngày càng rõ ràng, vô số công thức hiện lên trong đầu hắn, một loại hiểu nảy sinh trong lòng hắn, rồi sau đó, ầm ầm, phảng phất một tia sớm mai đâm rách màn đen, Kiệt Sâm cảm giác linh thức của mình như đã phá tan gông xiềng nào đó, đồng thời trong đầu đại lượng công thức A phục giả Đức La định luật cũng không ngừng xoay tròn, sau đó hoàn mỹ dính liền lại với nhau. Cái này, trên đảo Hoàng, Kiệt Sâm vốn đang đau khổ trèo trống bỗng chừng lớn hai mắt. Tiếng cười to cười mở từ đảo Hoang truyền đi khắp thiên địa. Trong ánh mắt giật mình của bọn người Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp Chủ, đại lượng linh dược khí tức vốn liên tiếp nổ đùng, tựa hồ muốn sụp đổ giờ khắc này, phảng phất bị từng bàn tay khổng lồ vô hình khống chế lại vậy, ở trên không đảo Hoang chia làm ba cổ, rồi sau đó điên cuồng dung hợp lại. Lúc trước trong tuyệt cảnh, ở phương diện linh thức lưu vậy mà lại đột phá, hắn là một bát giai đỉnh phong đế linh sư. Vậy mà ở phương diện linh thức lưu linh dược học lại đột phá đến trình độ cửu giai đế cấp linh dược thánh sư, có thể nói là kỳ tích của linh dược giới. Đồng thời, ở phương diện A phục giả Đức La định luật, trong 50 công thức chưa từng hiểu rõ kia lại bị Kiệt Sâm hiểu rõ thêm 22, theo vốn là trình độ bát giai đỉnh phong linh dược đế sư, cũng đột phá đã đến trình độ cửu giai linh dược thánh sư. Vô tận linh dược nguyên tố dưới sự khống chế của Kiệt Sâm phẳng phất, như cá về tới biển cả, rất nhanh dung hợp, kết hợp hoàn mỹ lại với nhau. Tạo thành ba cổ linh dược khí tức không quấy nhiễu lẫn nhau, sau đó bị Kiệt Sâm rót vào trong bình dược tề. Ầm ầm. Giờ khắc này, ba cổ nguyên tố pháp tắc ẩn chứa khí tức kinh người từ trong ba bình dược tề phóng lên trời, ở phía chân trời, tạo thành ba cổ pháp tắc thiên kiếp hoàn toàn bất đồng. Cái này. Trên bầu trời xa xa, bọn người Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp Chủ triệt để kinh ngạc đến ngây người, trong miệng phát ra tiếng thì thào. Đồng thời phối chế ba loại cửu giai thánh cấp linh dược tề, Kiệt Sâm hắn thành công rồi sao? Nhìn qua ba đạo pháp tắc hồng lưu khủng bố trên đảo, xa xa, bọn người Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp Chủ đều trừng lớn hai mắt, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Đồng thời phối chế ba loại cửu giai thánh cấp linh dược tề, Kiệt Sâm hắn vậy mà thành công rồi sao? Rung động vô biển nổi lên từ đáy lòng mọi người, loại chấn động này hoàn toàn khiến tư duy trong đầu họ đình trệ lại, trong óc trống rỗng, chỉ ngơ ngác nhìn qua đảo hoang ở xa xa kia. Mà ngay cả Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp Chủ cũng giống như vậy. Miệng há ra thật to, hai mắt trừng tròn xoe, không còn uy nghiêm và khí độ của cửu giai cao cấp thánh linh sư, cửu giai đề cấp linh dược thánh sư như trước kia nữa. Thật sự là đồng thời phối chế ba loại cửu giai thánh cấp linh dược tề độ khó quá lớn, cho dù chỉ là cửu giai đề cấp thánh cấp linh dược tề, nhưng coi như là cửu giai cao cấp linh dược thánh sư, cũng chưa chắc có thể phối chế ra. Phải biết rằng, chúng cường giả ở đây rất nhiều đều là bát giai linh dược đế sư. Nhưng nếu để cho bọn hắn đồng thời phối chế ba bình thất giai hoàng cấp linh dược tề, bọn họ cũng không cách nào làm được, bởi vậy có thể thấy được độ khó khi đồng thời phối chế. Nhưng là Kiệt Sâm lại dùng thực lực bát giai đỉnh phong đế linh sư, dưới ánh mắt của tất cả mọi người chế biến ra ba bình cửu giai hạ phẩm linh dược tề. Loại rung động này đã hoàn toàn phá vỡ lý niệm trong lòng mọi người ở đây, loại nhận thức đã thâm căn cố đế, cắm vào linh hồn cứ như vậy bị đánh vỡ, khiến tất cả mọi người đều chấn động đến tột đỉnh. Ầm ầm. Trên không bạo loạn linh hải, linh lực khí tức đáng sợ ngưng tụ trên bầu trời, ba đạo pháp tắc thiên kiếp đại biểu cường độ cửu giai đế cấp thánh linh sư, không ngừng lưu chuyển, mang theo linh lực phong bạo khủng bố, hủy diệt hết thảy. Kiệt Sâm, pháp tắc thiên kiếp này, ta thay ngươi ngăn cản. Nhìn qua pháp tắc thiên kiếp do ba cổ pháp tắc thuộc tính bất đồng hình thành, Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp Chủ lo lắng Kiệt Sâm không chống nổi, lập tức phục hồi tinh thần lại từ trong khiếp sợ, đồng thời trong miệng hét to, cả người liền bay vút về phía Kiệt Sâm. Pháp tắc thiên kiếp, do cửu giai hạ phẩm thánh cấp linh dược tề hình thành sinh ra tương đương, với một kích toàn lực của một gã cửu giai đế cấp thánh linh sư, vô cùng lợi hại, mà tràng cảnh ba cổ pháp tắc thiên kiếp cùng nhau hiện ra cho dù là, trước kia cho tới giờ, cũng không xuất hiện qua, trong lịch sử cũng không có ghi lại, nhưng nghĩ đến độ khó tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản là cộng lại. Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp Chủ, để ta tự mình tới. Nhưng không đợi Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp Chủ đi đến trước mặt, trên đảo hoang, Kiệt Sâm phục hồi lại tinh thần từ trong niềm vui sướng do linh thức lưu, số liệu lưu song song đạt, tới cửu giai đề cấp linh dược thánh sư trong miệng liền phát ra một tiếng hét to,
đồng thời ngửa đầu nhìn qua pháp tắc thiên kiếp kia, thân hình mạnh mẽ phóng lên trời, hung hăng nghênh đón lấy. Đối với linh sư bình thường mà nói, độ kiếp là dày vò cùng thống khổ, nhưng đối với Kiệt Sâm mà nói, lại là một cơ hội tuyệt hảo để rèn luyện thân thể. Ầm ầm. Trong pháp tắc hồng lưu vô tận, Kiệt Sâm chìm nổi như lục bình không dễ, mặc cho pháp tắc nguyên tố như thác nước kia gột rửa lấy thân thể của mình, mà cả người hắn lại lù lù bất động trong đó, như một khỏa bàn thạch, vĩnh cố thế gian. Trong pháp tắc cực quang ngập trời, Kiệt Sâm cảm ngộ lấy tất cả chung quanh, đề cao lấy lĩnh ngộ pháp tắc huyền ảo của mình, đồng thời thân thể cửu giai trung cấp dưới sự cọ rửa của pháp tắc đáng sợ, cũng đang chậm chạp tăng lên. Trong hư không, Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ dừng thân hình lại, nhìn qua Kiệt Sâm bị bao phủ trong linh lực thao thiên, trong miệng không khỏi thở dài một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy kích động và vui mừng, còn có thưởng thức nồng đậm nữa. Lấy thực lực và thân phận của Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ, dạng thiên tài gì mà chưa từng gặp qua. Cứ nói hắn, chính là nhân vật phong vân tuyệt đại của Tư Đặc Ân Đại Lục, thiên tài bình thường căn bản không thể lọt vào pháp nhãn hắn được, nhưng Kiệt Sâm giờ phút này chẳng những khiến hắn chấn động, càng khiến từ sâu trong đáy lòng hắn dâng lên một tia kính nể nữa. Đúng, là kính nể. Dùng cấp bậc bát giai đỉnh phong đế linh sư đã, có thể đánh chết rất nhiều cửu giai trung cấp thánh linh sư, càng làm được chuyện coi như cửu giai cao cấp linh dược thánh sư như, hắn cũng chưa chắc làm được, đó là đồng thời phối chế 3 bình cửu giai hạ phẩm thánh cấp linh dược tề. Thiên phú kinh thái tuyệt diễm như vậy, dù là Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi sinh lòng thuyết phục. Trong lịch sử toàn bộ đại lục, sự tích mà Kiệt Sâm làm được đời xưa có hay không thì Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ không biết, nhưng mà ít nhất trong 6.000 năm lịch sử mà Linh Dược Sư Tháp ghi lại thì Bỉ Tư Pháp Mẫu ngay cả nghe, cũng chưa nghe nói qua. Có người thừa kế như vậy ở đây, Linh Dược Sư Tháp ta lo gì không thịnh hành. Bỉ Tư Pháp Mẫu trong miệng thì thào, khóe miệng mang cười. Thời gian từng chút trôi qua, cũng không biết đã qua bao lâu, pháp tắc thiên kiếp khủng bố giờ khắc này, rốt cục cũng đình chỉ. Linh lực nguyên tố bao phủ thiên địa chậm rãi tản ra, ánh mặt trời từ bầu trời chiếu rọi xuống, vù vù quét cuồng phong, đánh thức tất cả mọi người ở đây phục hồi lại từ trong khiếp sợ. Trong hư không, Kiệt Sâm thu hồi 3 bình cửu giai thánh cấp linh dược tề tản ra pháp tắc khí, tức kinh người, bay vút về phía mọi người. Kiệt Sâm, Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ kích động lên tiếng. Tháp chủ đại nhân, may mắn không làm nhục sứ mạng. Khóe miệng Kiệt Sâm mang theo tia cười lên tiếng, đồng thời tay trái của hắn nhoáng một cái, 7 lọ linh dược tề tản mát ra khí thế và pháp tắc khủng bố lập tức, dưới sự khống chế của Kiệt Sâm, lơ lửng giữa không trung, tán bật ra khí tức đáng sợ. Trên mặt Kiệt Sâm tràn đầy dáng tươi cười, lúc trước phối chế, khiến hắn linh thức lưu, và số liệu lưu song song đột phá đến cửu giai đê cấp linh dược thánh sư, đồng thời cảm ngộ đối với tất cả thuộc tính pháp tắc cũng được nhiều thêm không ít. Càng khiến cho thân thể cửu giai trung cấp của hắn cũng được đề cao trình độ nhất định, khiến trong nội tâm Kiệt Sâm có chút vui vẻ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên bầu trời, chứng kiến Kiệt Sâm xuất ra 7 bình cửu giai thánh cấp linh dược tề này, rất nhiều cường giả linh dược sư tháp ở đây trong mắt đều bắn ra hào quang nóng bỏng. Cửu giai thánh cấp linh dược tề, đây chính là vật báu vô giá, bất luận một lọ nào đều có được uy năng lớn lao, đủ để khiến cho vô số linh sư đỏ mắt. Giờ khắc này, chúng cường giả ở đây trong nội tâm đều cảm khái. Nếu mình có được một lọ cửu giai thánh cấp linh dược tề thì thật tốt biết bao. Đương nhiên, bọn hắn chỉ có thể ngẫm trong lòng, ai cũng biết, cửu giai thánh cấp linh dược tề trọng yếu đến cỡ nào, chỉ có cao thủ, như Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ mới có thể khiến nó phát huy ra, với trình độ lớn nhất, còn mình thì thôi đi. Tháp chủ phu nhân, mấy bình linh dược tề này để ở chỗ ngươi, do ngươi tới phân phối. Kiệt Sâm lên tiếng, đồng thời ngoại trừ bình hỏa hệ thánh cấp linh dược tề cho Khắc Lôi Nhã là, không nhúc nhích ra, 6 bình còn lại đều. Dưới sự khống chế của Kiệt Sâm bay về phía Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ. Mấy bình cửu giai thánh cấp linh dược tề này, mỗi một lọ cho ai, trước khi phối chế Kiệt Sâm cũng đã từng nói qua với Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ rồi, tự nhiên không cần Kiệt Sâm phải quan tâm nữa. Nhưng còn không đợi mấy bình linh dược tề này đi đến, trước mặt Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ, đã thấy Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ khẽ vươn tay, lập tức, 6 bình linh dược tề kia đình chỉ lại trên không trung, rồi sau đó một lần nữa về tới trước mặt Kiệt Sâm. Kiệt Sâm, những cửu giai thánh cấp linh dược tề này đều là ngươi phối chế cả, sao lại để ta phân phối được? Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ hơi cười ra tiếng, đồng thời ánh mắt nhìn về phía mọi người ở sau lưng, lên tiếng nói. Hơn nữa ta xem, nếu tất cả mọi người đều đã ở đây, những linh dược tề này ngươi muốn cho ai, đều phân phối ở đây cả đi. Cái gì? Những cửu giai thánh cấp linh dược tề này muốn phân phối xuống sao? Sau khi nghe được lời Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ, mọi người lúc trước trong nội tâm lửa nóng. Nhưng chỉ có thể nén lại trong nháy mắt đều bắt đầu kích động, hai mắt nguyên một đám đỏ thẫm, có người phát ra tiếng kinh hô. Bất quá rất nhanh,
đa số mọi người đều bình tĩnh lại, thành viên ở đây khoảng chừng hơn 100 người, nhưng cửu giai thánh cấp linh dược tề này cũng chỉ có vài bình, coi như phát xuống thì cũng không tới phiên mình. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều rời ánh mắt lên người mẫu thân Vưu Lợi Á, phụ thân Lôi Nặc của Kiệt Sâm, cùng với bọn người Lam Nguyệt Cổ Sâm, còn có mấy người A Lỗ Đế Ca trưởng lão nữa. Những người ở đây, chỉ có bọn họ là cửu giai thánh linh sư, hơn nữa còn có quan hệ tốt với Kiệt Sâm, thì mới có khả năng đạt được chính mình thì cũng không cần nghĩ đến nữa. Nhưng cho dù nội tâm mọi người đều nghĩ vậy, nhưng nguyên một đám vẫn nhịn không được dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía mấy bình thánh cấp linh dược tề ở trước mặt Kiệt Sâm, ánh mắt si mê. Nhìn qua ánh mắt nóng bỏng của mọi người, Kiệt Sâm nhìn về phía Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp Chủ ở một bên, không khỏi nhẹ gật đầu. Hắn cũng là minh bạch dụng ý của Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp Chủ, chính là để cho mọi người tiếp nhận thân phận đại tháp chủ của mình. Nghĩ đến đây, khóe miệng Kiệt Sâm lúc này lộ ra dáng tươi cười. Chư vị, bảy bình cửu giai thánh cấp linh dược tề này thật ra là phối chế cho các ngươi, mọi người đều biết, bởi vì linh sư tháp và mấy thế lực lớn, mà khiến cho linh dược sư tháp ta phải tổn thất cái tỷ phó tháp chủ, Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão. Hôm nay thế cục đại lục hỗn loạn như thế, linh dược sư tháp ta thân là thế lực cao cấp nhất đại lục, tự nhiên không thể đặt thân bên ngoài rồi, vì tăng lên thực lực cho linh dược sư tháp chúng ta, nên ta mới phối chế bảy bình cửu giai thánh cấp linh dược tề này. Trong hư không, Kiệt Sâm gấp rút nói. Công hiệu của những cửu giai thánh cấp linh dược tề này rất đơn giản, nó có thể khiến một gã bát giai đỉnh phong đế linh sư, tấn cấp cửu giai đế cấp thánh linh sư, hiện giờ, người được ta gọi tên thì đến nhận linh dược tề. Cái gì? Những linh dược tề này là chuyên môn phối chế cho chúng ta sao? Có thể khiến cho bát giai đỉnh phong đế linh sư, tấn cấp cửu giai thánh linh sư, trời ạ! Bát giai đỉnh phong đế linh sư. Trên mặt tất cả mọi người ở đây đều giật mình, trong miệng khiếp sợ lên tiếng, đồng thời tuyệt đại đa số đều rời ánh mắt lên người những bát giai đỉnh phong đế linh sư kia. Mà những bát giai đỉnh phong đế linh sư kia càng nguyên một đám kích động, toàn thân đều run rẩy, bọn hắn miệng há ra thật to, trong nội tâm nhảy lên bình bịch. Những bát giai đỉnh phong đế linh sư trong linh dược sư tháp đều là điện chủ các đại điện điện chủ, hoặc là tổng hội trưởng của các linh dược sư công hội trên đại lục, quyền cao chức trọng, nhưng vào giờ khắc này, bọn hắn nguyên một đám đều như tiểu hài tử, toát ra thần sắc kích động khó có thể ức chế. Bạo loạn linh hải, trong hư không, vô tận cuồng phong vù vù thổi mạnh, khiến trường bào mọi người đều bay phất phới. Không khí cơ hồ muốn động lại, tất cả mọi người đều nhìn qua Kiệt Sâm, trong nội tâm mang theo rung động, mà những người có cấp bậc bát giai đỉnh phong đế linh sư thân thể, càng run nhẹ nhẹ, trong nội tâm tràn đầy tâm thần bất định, tự hỏi mình có danh ngạch không. Tốt rồi, nếu mọi người đều đã biết công dụng của cửu giai hạ phẩm thánh cấp linh dược tề này rồi, ta cũng không muốn nói nhảm nhiều nữa. Hiện giờ, người được gọi tên thì hãy đi lên lấy một lọ linh dược tề. Khắc Lôi Nhã. Trong lúc trong nội tâm mọi người kích động, khẩn trương, cảm thụ được biểu lộ và cảm xúc của mọi người ở đây, Kiệt Sâm liền trực tiếp mở miệng lên tiếng. Ta. Khắc Lôi Nhã vốn sững sờ, sau đó chợt trên mặt toát ra vui sướng, đồng thời rất nhanh bay vút tới. Khắc Lôi Nhã, đây là ta cố ý phối chế cho ngươi đấy. Kiệt Sâm hơi cười ra tiếng. Vâng, thiếu gia. Tiếp nhận lấy bình linh dược tề đầu tiên. Trên mặt Khắc Lôi Nhã tràn đầy kích động, nàng cũng không phải vì cái này có thể khiến bản thân tăng lên đến cửu giai đế cấp thánh linh sư mà kích động, mà là vì thiếu gia có thể nghĩ đến mình. Điều này nói rõ, trong lòng thiếu gia có quan tâm đến mình, cái này đối với nàng mà nói, so với bản thân linh dược tề còn trọng yếu hơn nhiều. Tất cả mọi người ở đây đều dòng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Khắc Lôi Nhã, nhưng mọi người cũng chỉ hâm mộ thôi, trong lòng không có bất bình nào cả. Vô luận là từ trình độ thân mật với Kiệt Sâm, địa vị ở linh dược sư tháp hay là về mặt thực lực, Khắc Lôi Nhã đạt được một lọ cửu giai thánh cấp linh dược tề, đều là chuyện hợp tình lý, hơn nữa tất cả mọi người đều chú ý được, bình mà Kiệt Sâm cho Khắc Lôi Nhã chính là bình mà lúc trước hắn lưu lại. Khắc Phu Lâm trưởng lão. Sau khi đưa linh dược tề cho Khắc Lôi Nhã, Kiệt Sâm lại rời ánh mắt lên trên người Khắc Phu Lâm trưởng lão, khóe miệng hơi cười ra tiếng. Vâng, đại tháp chủ đại nhân. Trong đám người, Khắc Phu Lâm trưởng lão lập tức bay vút tiến lên, thân thể của hắn rung động. Trên mặt kiệt lực muốn giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt hơi kích động, hô hấp hổn hển đã biểu lộ kích động trong nội tâm hắn không sót chút nào. Cũng không trách được hắn kích động, trong linh dược sư tháp hôm nay, bọn người A Lỗ Đế Ca, Tạp Tắc Nỗ Tư, Ai Đức Mễ Tư đều là cửu giai thánh linh sư, chỉ có Khắc Phu Lâm hắn vẫn như cũ là bát giai đỉnh phong đế linh sư, cho dù cái này kỳ thật không có gì, nhưng Khắc Phu Lâm hiếu thắng trong nội tâm vẫn có chút để ý. Nhìn Khắc Phu Lâm trưởng lão dẫn mình vào linh dược sư tháp, vào trong vẫn đối có chút chiếu cố đến mình. Kiệt Sâm đưa bình linh dược tề trong tay tới, nhưng lại nhịn không được nghĩ tới cái tỷ phó tháp chủ và Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão ở thí luyện chi địa vì bảo vệ mình mà vẫn lạc, trong nội tâm không khỏi có chút sầu não.
Tạ đại tháp chủ đại nhân. Khắc Phu Lâm tiếp nhận linh dược tề, trong miệng kích động lên tiếng, nhìn Kiệt Sâm. Chẳng được bao lâu, tiểu gia hỏa lúc trước được mình dẫn vào linh dược sư tháp dĩ nhiên đã trở thành nhân vật được chú mục nhất trên toàn bộ đại lục. Người thừa kế của linh dược sư tháp là tồn tại mà ngay cả mình cũng phải ngưỡng mộ. Sau khi Khắc Phu Lâm lui ra, rất nhiều cường giả ở đây ánh mắt lại lần nữa nóng bỏng nhìn qua Kiệt Sâm. Ba Phổ Đế Tư Tháp điện chủ, danh tự thứ ba mà Kiệt Sâm hô lên đúng là Ba Phổ Đế Tư Tháp bát giai đỉnh phong kim hệ đế linh sư. Lạc Tát điện chủ, thứ tư là Lạc Tát điện chủ của Tình Báo Điện, cũng là bát giai đỉnh phong kim hệ đế linh sư. Ba Tư Đức điện chủ, người thứ năm là Ba Tư Đức điện chủ của Hạch Tâm Điện, lúc Kiệt Sâm ở Hạch Tâm cũng đã từng quen biết với hắn, chính là bát giai đỉnh phong thủy hệ đế linh sư. A Phương Tát Tư điện chủ, người thứ sáu là A Phương Tát Tư điện chủ của Khảo Hạch Điện, bát giai đỉnh phong hỏa hệ đế linh sư. Kiệt Sâm lúc trước trở thành đệ tử Hạch Tâm là do hắn khảo hạch thông qua. Cố Tư Mạn điện chủ, người cuối cùng chính là Cố Tư Mạn điện chủ của Gieo Trồng Điện, toàn bộ các dược điền cỡ lớn của linh dược sư tháp đều là do hắn phụ trách, bát giai đỉnh phong thổ hệ đế linh sư. Chứng kiến lọ linh dược tề cuối cùng bị Cố Tư Mạn điện chủ cầm lấy, chúng cường giả ở đây trong mắt đều toát ra vẻ thất lạc, đặc biệt là mấy cường giả bát giai đỉnh phong đế linh sư không lấy được linh dược tề, trong nội tâm càng vô cùng thất lạc. Tốt rồi, chư vị, linh dược tề này, các ngươi sau khi trở về, mau chóng phục dụng, căn cứ vào thực lực cá nhân bất đồng và linh dược tề bất đồng, ít thì 4-5 ngày, nhiều thì 1-2 tháng liền có thể tấn cấp cửu giai đế cấp thánh linh sư. Kiệt Sâm lạnh nhạt lên tiếng. Vâng, đại tháp chủ đại nhân. Bọn người Khắc Phu Lâm trưởng lão kích động lên tiếng, cẩn thận thu linh dược tề vào. Về phần Khắc Lôi Nhã, ánh mắt Kiệt Sâm lại rơi vào trên người Khắc Lôi Nhã, hơi cười ra tiếng nói. Bởi vì thực lực ngươi so với bọn hắn đều muốn mạnh hơn rất nhiều, nên cửu giai thánh cấp linh dược tề này, ngươi tùy thời có thể phục dụng, liền có thể tấn cấp cửu giai đế cấp thánh linh sư ngay. Thiếu gia, vậy giờ Khắc Lôi Nhã có thể dùng được không? Khắc Lôi Nhã không khỏi lên tiếng nói. Kiệt Sâm gật đầu cười. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều rời ánh mắt lên trên người Khắc Lôi Nhã, trong mắt mang theo vẻ nóng bóng đến bây giờ, bọn họ đều là nghe Kiệt Sâm nói, nhưng công hiệu của mấy bình cửu giai thánh cấp linh dược tề kia đến tột cùng như thế nào, mọi người lại chưa nhìn thấy. Khắc Lôi Nhã sau khi được Kiệt Sâm chấp nhận, lúc này dưới sự chú mục của mọi người, nàng mãnh liệt phục dụng linh dược tề mà Kiệt Sâm phối chế vào. Ừng ực, một tiếng nuốt rất nhỏ vang lên bên tai mọi người, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều gắt gao nhìn qua Khắc Lôi Nhã. Dưới ánh mắt của chúng cường giả linh dược sư tháp, bên ngoài thân Khắc Lôi Nhã đột nhiên mạnh mẽ tuôn ra một đoàn ngọn lửa nóng bỏng. Một cổ khí tức đáng sợ từ thể nội Khắc Lôi Nhã lan ra, bên ngoài thân Khắc Lôi Nhã tách ra đạo đạo hồng mang chói mắt, những hồng mang này càng ngày càng thịnh, khí tức kinh khủng tản mát ra kia khiến tất cả mọi người đều không tự chủ được lui về phía sau. Đạo đạo khí tức kinh người từ thể nội Khắc Lôi Nhã dần dần tách ra, ước chừng sau nửa canh giờ. Ầm ầm, một đạo uy áp đáng sợ lập tức từ trên trời giáng xuống, hàng lâm trong phiến thiên địa này. Trong cổ uy áp này ẩn chứa một cổ uy nghiêm đặc biệt khiến tất cả mọi người trong tràng đều tâm muộn như muốn thổ huyết. Đồng thời, một đầu hư ảnh hỏa diễm chân long bỗng nhiên bốc lên từ thể nội Khắc Lôi Nhã, xuất hiện ở trên hư không. Đạo đạo hỏa hệ pháp tắc huyền ảo quanh quẩn, đại biểu hỏa chi đại đạo pháp tắc. Hỏa hệ nguyên tố pháp tắc vô cùng từ bốn phương tám hướng vọt tới, điên cuồng tiến vào thể nội Khắc Lôi Nhã. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa đều trở thành hỏa diễm hải dương. Dưới cổ hỏa diễm đáng sợ này, coi như tạp tắc nỗ tư bọn hắn cũng cảm nhận được vẻ nóng bóng, nhao nhao tránh lui. Luận uy thế tấn cấp, lúc Khắc Lôi Nhã tấn cấp so với Lam Nguyệt Cổ Sâm, tạp tắc nỗ tư bọn họ đều đáng sợ hơn, khiến cho người phải líu lưỡi. Từng đạo hỏa diễm nguyên tố hồng lưu cọ rửa nhập vào thân Khắc Lôi Nhã, rốt cục, sau khi rằng co thời gian thật dài. Một cổ uy áp chỉ cửu giai thánh linh sư mới có ở, trong hư không tản mát ra bao phủ tất cả mọi người ở đây lại. Chân long lĩnh vực, hỏa nguyên tố lĩnh vực đáng sợ bao phủ Khắc Lôi Nhã, dưới lĩnh vực này rất nhiều cường giả bát giai đế linh sư lập tức cảm giác được bát giai đế cấp linh lực trong thể nội mình như ngủ động vậy, khó có thể điều động mảy may. Chẳng những bọn hắn, mà ngay cả tạp tắc nỗ tư đã tấn cấp cửu giai thánh linh sư cũng cảm thấy vạn phần cố hết sức, có cảm giác khó có thể chống đỡ được. Khắc Lôi Nhã, Kiệt Sâm cũng không khỏi giật mình, hắn có thể cảm nhận được Khắc Lôi Nhã hiện giờ về mặt thực lực đã đạt đến một độ cao vô cùng khủng bố, coi như so với hắn cũng không thua kém bao nhiêu. Khắc Lôi Nhã vừa mới tấn cấp cửu giai đế cấp thánh linh sư liền thu lĩnh vực của mình vào thể nội. Thiếu gia, Khắc Lôi Nhã, rốt cục đã có được lực lượng bảo hộ ngươi rồi. Trong lòng của nàng thì thào lên tiếng, hồn nhiên không cảm giác được ánh mắt hâm mộ, giật mình của vô số người chung quanh. Tốt rồi, về phần chư vị còn lại không có được linh dược tề,
các ngươi cũng không cần phải lo lắng. Kiệt Sâm nhìn qua rất nhiều cường giả bát giai đế linh sư còn lại, cùng vài tên bát giai đỉnh phong đế linh sư không có được linh dược tề nói. Bởi vì cửu giai tài liệu rất thưa thớt, và nguyên nhân thực lực chư vị nên tạm thời không có cửu giai linh dược tề, nhưng cái này cũng không đại biểu về sau không thể tìm được. Kiệt Sâm ta cam đoan, chỉ cần thực lực các ngươi đạt đến trình độ có thể tấn cấp cửu giai đế cấp thánh linh sư, hơn nữa làm ra cống hiện với linh dược sư tháp, Kiệt Sâm ta nhất định sẽ chế biến ra cửu giai thánh cấp linh dược tề, cho tất cả mọi người đạt tới cửu giai thánh linh sư. Sau khi nghe được Kiệt Sâm nói, mọi người đều giật mình, lập tức trong mắt toát ra thần sắc cuồng hỉ. Kiệt Sâm nói lời này, khiến bọn nội tâm vốn thất lạc phiền muộn của bọn hắn lại lần nữa nhảy lên, hơn nữa trải qua Kiệt Sâm nhắc nhở, bọn hắn cũng giật mình phát hiện, sự thật quả thật đúng như Kiệt Sâm nói. 7 người trước kia được Kiệt Sâm đưa cho linh dược tề, về mặt thực lực đều là 7 người cao cấp nhất trong bát giai đỉnh phong đế linh sư của linh dược sư tháp, mấy cường giả còn lại không có được linh dược tề tuy rằng cũng là bát giai đỉnh phong đế linh sư, nhưng hoặc là vừa mới tấn cấp bát giai đỉnh phong, hoặc là sau khi tấn cấp bát giai đỉnh phong đã không có tiến bộ, về mặt thực lực chân thật kỳ thật vẫn có chênh lệch với 7 người đã nhận được linh dược tề. Thoáng chốc, hình tượng hùng vĩ công chính vô tư của Kiệt Sâm liền được thành lập trong nội tâm chúng cường giả linh dược sư tháp. Đã phối chế đã xong, linh dược tề cũng chia phát đi xuống, chư vị đều trở lại cương vị của mình đi. Cuối cùng, Bỉ Tư Pháp Mẫu tháp chủ lên tiếng. Tháp chủ đại nhân cáo từ, Kiệt Sâm đại nhân cáo từ. Lập tức, chúng cường giả ở đây đều nhao nhao hướng hai người Bỉ Tư Pháp Mẫu và Kiệt Sâm cáo từ. Hiển nhiên, uy áp của Kiệt Sâm dĩ nhiên đã được dựng lên trong lòng bọn họ, khiến bọn hắn phát ra cung kính từ sâu trong nội tâm. Mà bọn người Khắc Phu Lâm càng vội vàng cáo từ, bọn hắn không thể chờ đợi được muốn trở về phủ đệ của mình, phục dụng linh dược tề đột phá cửu giai đế cấp thánh linh sư. Kiệt Sâm, Khắc Lôi Nhã, Lam Nguyệt Cổ Sâm, mấy người các ngươi, tất cả đi theo ta đi, ta có chuyện quan trọng muốn nói với các ngươi. Ngay sau khi chúng cường giả đều rời đi, Bỉ Tư Pháp Mẫu tháp chủ lại nghiêm túc lên tiếng với bọn người Kiệt Sâm, rồi sau đó trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, bay vút về phía chân trời. Có chuyện quan trọng nói với chúng ta. Bọn người Kiệt Sâm liếc nhau, trong mắt đều theo nghi hoặc, chợt đều bay vút mà lên, đuổi theo Bỉ Tư Pháp Mẫu tháp chủ. Từ trong giọng nói của Bỉ Tư Pháp Mẫu tháp chủ, trong nội tâm Kiệt Sâm ẩn ẩn có một loại cảm giác, tựa hồ có chuyện trọng yếu gì đó Bỉ Tư Pháp Mẫu tháp chủ muốn mọi người biết. Trong một đại điện nào đó ở sâu trong linh dược điện, chúng cường giả của linh dược sư tháp đều ngồi ngay ngắn, chính là bọn người Kiệt Sâm vừa mới trở về từ bạo loạn linh hải. Ngồi ở chủ vị, tự nhiên là Bỉ Tư Pháp Mẫu tháp chủ, mà ở bên cạnh Bỉ Tư Pháp Mẫu tháp chủ chính là Kiệt Sâm, ngay sau đó là hai vị phó tháp chủ Khoa Ma La và Lam Nguyệt Cổ Sâm, Tam đại trưởng lão A Lỗ Đế Ca, Tạp Tắc Nỗ Tư, Ai Đức Mễ Tư, ngoài ra bốn người Khắc Lôi Nhã, mẫu thân Vưu Lợi Á, phụ thân Lôi Nặc của Kiệt Sâm cùng với Vi Ân cũng đều bị gọi vào đại điện. Chứng kiến tràng cảnh này, trong nội tâm Kiệt Sâm vui mừng vạn phận, rất hiển nhiên, cho dù mẫu thân Vưu Lợi Á, phụ thân Lôi Nặc cùng với Vi Ân cũng không phải là đệ tử của Linh Dược Sư Tháp, nhưng vì có quan hệ với mình nên Bỉ Tư Pháp Mẫu tháp chủ cũng không xem bọn hắn là ngoại nhân. Trong đại điện, hào khí bình tĩnh, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ nghiêm túc và trang trọng, ánh mắt nhìn về phía Bỉ Tư Pháp Mẫu tháp chủ, không rõ lắm hắn gọi mọi người đến đây đến cùng là vì chuyện gì. Tốt rồi, nếu tất cả mọi người đã đến đông đủ, ta cũng sẽ không nhiều lời nữa, Kiệt Sâm, lúc này ta gọi các ngươi đến là có một chuyện quan trọng quan hệ đến tương lai của Linh Dược Sư Tháp chúng ta cần phải nói cho các ngươi biết. Sau khi ánh mắt Bỉ Tư Pháp Mẫu tháp chủ xẹt qua trên mặt tất cả mọi người, ở đây, trong miệng lập tức lên tiếng. Kiệt Sâm, ngươi biết Linh Sư Tháp Ngải Kim Sâm tháp chủ bọn hắn tại sao phải mai phục đánh chết ta, ở thí luyện chi địa không? Bỉ Tư Pháp Mẫu tháp chủ đột nhiên nhìn về phía Kiệt Sâm. Kiệt Sâm sững sờ, cao mày nói. Không phải vì Ngải Kim Sâm tháp chủ bọn hắn muốn nhất thống đại lục, cho nên mới ra tay với tháp chủ đại nhân ngài ao. Bỉ Tư Pháp Mẫu tháp chủ nhẹ gật đầu. Người nói không sai, quả thật có nguyên nhân này, nhưng, đó cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Ngươi nghĩ đi, coi như ta mất đi, ngoại trừ bốn thế lực lớn đứng về phía Linh Sư Tháp, trên đại lục còn rất nhiều thế lực, giống như mạch khắc cách lôi địch của Tái Luân Đế Quốc, lôi Âu Na của Thự Quang Chi thành bọn hắn đều là cửu giai cao cấp thánh linh sư cả, ngoài ra còn có mạo hiểm giả công hội, và rất nhiều thế lực bị đắc tội ở thí luyện chi địa. Trong bọn họ, mặc dù không có cửu giai cao cấp thánh linh sư, nhưng cửu giai trung cấp và đế cấp thánh linh sư vẫn có, coi như loại ta đi, Ngải Kim Sâm tháp chủ bọn hắn cũng không có khả năng khống chế toàn bộ đại lục. Huống chi, trên đại lục ngoại trừ những người chúng ta ra, còn có một vài tuyệt thế cường giả che giấu, trong đó, không thiếu cửu giai cao cấp thánh linh sư, chỉ bằng Ngải Kim Sâm tháp chủ mấy người bọn họ, căn bản không thể nào chinh phục toàn bộ đại lục được. Bỉ Tư Pháp Mẫu tháp chủ lạnh nhạt lên tiếng.
cường giả cửu giai cao cấp thánh linh sư che giấu. Cái này, trên đại lục không phải chỉ có 9 đại thế lực đỉnh tiêm sao? Lời nói của Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ lập tức khiến Kiệt Sâm bọn họ đều cả kinh, bọn họ đều ngẩng đầu nhìn về phía Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ. Lời nói của Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ khiến tất cả mọi người có chút không dám tin tưởng. Trên đại lục, sở dĩ chỉ có cửu đại thế lực, chính là vì chỉ có cửu đại thế lực tồn tại cửu giai cao cấp thánh linh sư, mà như mạo hiểm giả công hội, đại lục tam đại thương hội, một ít vương quốc cường đại đỉnh tiêm tuy rằng cũng có cửu giai thánh linh sư, nhưng nhiều nhất chính là cửu giai trung cấp, không cách nào trở thành cửu đại thế lực được. Nhưng hôm nay, Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ, vậy mà nói còn có cường giả cửu giai cao cấp thánh linh sư ẩn cư. Cái này khiến Kiệt Sâm bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Như thế nào? Rất giật mình sao? Khỏi cần phải nói, không lâu trước các ngươi không phải đã thấy một sao? Bỉ Tư Pháp Mẫu lên tiếng, ánh mắt đã rơi vào trên người Vu Lợi Á trong đám người. Lần này, tất cả mọi người đều sững sờ, mà trong nội tâm Kiệt Sâm càng giật mình. Đúng vậy, Thiên Thần Cung cung chủ Phi Ly Á chỗ mẫu thân, không phải là một gã cửu giai đỉnh phong thánh linh sư sao? Nhưng trước kia, khi chưa tiếp xúc thì Kiệt Sâm lại chưa từng nghe qua tin tức về nàng. Nếu Khai La Đế Quốc đã có thể tồn tại Thiên Thần Cung, vậy thì các thế lực khác sao lại không có thế lực che giấu chứ? Có một ít cường giả giống như Philias, bọn hắn ẩn cư ở các nơi trên đại lục, có thể là sơn thôn của người bình thường, có thể là một phiến sơn mạch trên đại lục, cũng có thể ở một vài cấm địa, bọn hắn không tiếp xúc với ngoại giới, một lòng tu luyện, rất ít có danh tiếng. Bỉ Tư Pháp Mẫu lạnh nhạt lên tiếng. Kiệt Sâm gật gật đầu, cái này cũng không phải không thể. Giờ khắc này, Kiệt Sâm nghĩ tới Phỉ Nhĩ Tư tự xưng là Thần điện thủ hộ giả ở sâu trong vân vụ chiếu trạch kia, một chảo liền khiến cho tội ác chi chủ thân là cửu giai cao cấp thánh linh sư phải trọng thương, thực lực như vậy, coi như là Philia, ngài Kim Sâm Tháp chủ chỉ sợ cũng không làm được. Mà ở sâu trong cấm địa Thất Tinh Hải, trong thủy linh điện kia, chẳng phải cũng có tồn tại khủng bố như Cơ Ách Lạp Tư sao? Cho dù Kiệt Sâm cũng không rõ ràng lắm thực lực của bọn nó, nhưng là Kiệt Sâm có thể cảm nhận được, chúng tựa hồ xa xa vượt ra khỏi uy năng cửu giai thánh linh sư có thể có được. Giờ khắc này, Kiệt Sâm lập tức cảm thấy được sự mênh mông của Tư Đặc Ân Đại Lục, mình bây giờ, tuy rằng cường đại, nhưng còn xa xa không đạt tới thực lực có thể ngạo nghễ đại lục. Nhưng Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ đúng lúc này nói với mình chuyện này làm gì? Trong ánh mắt nghi hoặc của Kiệt Sâm, Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ lại trực tiếp rời ánh mắt lên trên người Kiệt Sâm. Ngài Kim Sâm Tháp chủ bọn hắn sở dĩ phục kích ta, muốn đánh chết ta, là vì thân phận đặc thù cửu giai đề cấp linh dược thánh sư của ta, để cho ta không cách nào tham gia ngày thần đản sắp đến. Ngày thần đản. Trong đại điện, lông mày mọi người đều nhíu lại, bởi vì bọn hắn trước kia căn bản chưa từng nghe qua từ này. Kiệt Sâm khẽ nói, từ này không phải là lần đầu hắn nghe được, lúc trước lần đầu hắn gặp Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ, Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ cũng đã nói qua với hắn, chỉ có điều khi đó Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ cũng không nói rõ với hắn, chỉ nói ngày thần đản cũng giống như huyết sắc thí luyện, trăm năm một lần, mà huyết sắc thí luyện chính là vì danh ngạch của ngày thần đản này mà mở ra. Ngày thần đản, mỗi trăm năm một lần, mới chỉ xuất hiện vào mấy trăm năm trước, chỉ có đạt cường giả tới cấp bậc ngoài cửu giai đề cấp thánh linh sư mới được là, có thể tham dự, mà địa điểm của nó, chính là trong linh thú sơn mạch thần bí nhất trong 7 cấm địa của đại lục. Nói đến đây, Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ lại liếc nhìn Khắc Lôi Nhã trong đám người. Chư vị, các ngươi nên biết, tuổi thọ lý luận của cửu giai thánh linh sư dài đến ngàn năm, mà thập giai linh thần, càng là thần linh trong truyền thuyết, muôn đời bất hủ. Vào thời kỳ xa xưa, lúc Tư Đặc Ân đại lục chúng ta vô cùng huy hoàng, lúc ấy, chẳng những cửu giai thánh linh sư trải rộng đại lục, coi như là cường giả thập giai linh thần, cũng vì quanh năm tích lũy nên tồn tại không ít, nhưng về sau, cũng không biết bao nhiêu năm trước, Tư Đặc Ân đại lục chúng ta đã xảy ra một hồi đại chiến vô cùng thảm thiết, chủ chiến tràng của đại chiến kia chính là ở sâu trong linh thú sơn mạch. Trận chiến ấy, được xưng là hoàng hôn của chư thần, nguyên nhân gây ra chuyện đã sớm theo thời gian trôi qua mà biến mất. Nhưng nghe nói có không ít cường giả đến từ vị diện khác hàng lâm, đây là một hồi đại chiến xưa nay chưa từng có, nghe nói liên lụy đến tất cả cường giả trên đại lục, kết quả, ngoại trừ số ít cường giả của vị diện khác sau khi chiến tranh kết thúc còn sống rời đi, còn tất cả cường giả của Tư Đặc Ân đại lục chúng ta đều đã chết sạch. Tương truyền, Tư Đặc Ân đại lục chúng ta cùng đại lục phương Bắc Bắc Cực Băng Nguyên, cùng với đại lục phía Nam Thiên Hải đại lục là một khối đại lục nghiêm chỉnh, nhưng chính vì trận chiến năm đó nên đã khiến cho cả ba chia lìa. Đã trở thành ba khối, mà cái đại lục gọi là thất đại cấm địa, nghe đồn cũng được ra đời vào lúc đó. Hoàng hôn của chư thần, cường giả vị diện khác, Bắc Cực Băng Nguyên, Tư Đặc Ân đại lục, Thiên Hải đại lục nguyên bản là một thể. Cái này, lời của Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ phảng phất, như một quả bom tất nổ vang trong lòng mọi người, khiến trong nội tâm mọi người đều rung động. Tất cả mọi người ở đây đều biết rõ, trên thế giới này,
Ngoại trừ Tư Đặc Ân Đại Lục ra còn có Bắc Cực Băng Nguyên và Thiên Hải Đại Lục. Bắc Cực Băng Nguyên kia diện tích chỉ có lớn bằng một trong tứ đại đế quốc, giống như một hòn đảo nhỏ, sừng sững trong hải dương ở phương Bắc vô tận. Lúc trước Vi Ân chính là ở đó, tu luyện tới cửu giai đế cấp thánh linh sư. Trên Bắc Cực Băng Nguyên còn có một đế quốc xưng là Băng Quốc. Mà ở trong hải dương ở vô tận phía nam Tư Đặc Ân Đại Lục có một khối lục địa gọi là Thiên Hải Đại Lục. Thiên Hải Đại Lục so với Bắc Cực Băng Nguyên lớn hơn rất nhiều, nhưng cũng chỉ bằng 1/5 Tư Đặc Ân Đại Lục. Trên đó cũng có chính quyền cường đại, bất quá bởi vì cả hai đều cách Tư Đặc Ân Đại Lục quá xa. Hơn nữa, trong hải dương nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, coi như là bát giai đế linh sư, cũng không nhất định có thể xuyên qua. Bởi vậy giữa ba khối đại lục về cơ bản không có qua lại gì cả. Hôm nay, nghe được Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ nói ba khối đại lục này, nguyên lai chỉ là một thể, chỉ có điều trong đại chiến năm đó bị chia ra, sao lại không khiến cho Kiệt Sâm bọn hắn giật mình, chấn động được. Như lấy thực lực có thể so với cửu giai trung cấp thánh linh sư của Kiệt Sâm hiện giờ, toàn lực ra tay, tuyệt đối có thể oanh diệt một tòa thành trì, bình định một tòa sơn mạch, nhưng muốn bổ ra một tòa đại lục, đó quả thực là một ý nghĩ hão huyền, phải có thực lực thế nào mới có thể làm được điểm ấy, Kiệt Sâm căn bản không tưởng tượng nổi. Mà hoàng hôn của chư thần kia, cường giả vị diện khác càng khiến cho Kiệt Sâm bọn hắn phải giật mình. Kiệt Sâm kiếp trước đứng ở đỉnh phong đại lục cũng chưa từng nghe nói qua tin tức này, thật sự khiến hắn rất chấn động. Đúng vậy, Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ nhìn tất cả mọi người ở đây. Trong điển tịch của Linh Dược Sư Tháp ta có ghi lại, trên đời này, không chỉ có một vị diện, không gian chỗ Tư Đặc Ân Đại Lục chúng ta chẳng qua chỉ là một cái rất nhỏ, trong vô số vị diện thôi. Trên Tư Đặc Ân Đại Lục chúng ta còn có rất nhiều vị diện cường đại hơn. Trong đó, cường giả như mây, bất kỳ một người nào cũng là tồn tại thiên thần đối với Tư Đặc Ân Đại Lục, không gì làm không được, trận chiến năm đó chính là do bọn hắn khơi mào. Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ mặt sắc mặt ngưng trọng. Trừ vị ngẫm lại đi, vị diện cường đại khác kia nếu so với Tư Đặc Ân Đại Lục, cũng giống như không gian bí cảnh hoặc là thí luyện bí cảnh, sát lục thâm uyên của Linh Dược Sư Tháp vậy, có gì không thể chứ? Thí luyện bí cảnh, sát lục thâm uyên. Mọi người không khỏi sững sờ, nghe Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ nói như vậy. Tại trên lý luận, thật đúng là có khả năng này. Trên Tư Đặc Ân Đại Lục có rất nhiều không gian bí cảnh, ví dụ như Linh Trì bí cảnh của Xích Nhĩ Hành Tỉnh, bí cảnh của Linh Dược Sư Tháp. Những bí cảnh này cũng giống như bọt khí trong nước vậy, Tư Đặc Ân Đại Lục là nước, mà những bí cảnh kia phẳng phất như bọt khí, phụ thuộc vào Tư Đặc Ân Đại Lục để sinh tồn. Nếu trong Tư Đặc Ân Đại Lục đã có những không gian bí cảnh thần kỳ này, vậy thì sao? Trên Tư Đặc Ân Đại Lục lại không thể có một vị diện càng cao cấp hơn. Nếu so với nó, Tư Đặc Ân Đại Lục chính là bọt khí chứ. Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người đều ẩn ẩn có chút tin phục rồi, nhưng trong lúc nhất thời vẫn khó có thể tiếp nhận được. Kỳ thật, những tin tức này đều được ghi lại trong một phần tư liệu tuyệt mật của Linh Dược Sư Tháp chúng ta. Lúc đầu ta cũng rất hoài nghi, nhưng sau khi vạn năm trước thời đại thượng cổ đứt gãy, thì trên đại lục liền không có một linh thần nào xuất hiện qua nữa, khiến cho ta hoài nghi những linh thần vào thời thượng cổ kia đến cùng đã đi nơi nào, mà mấy trăm năm trước. Sự xuất hiện của ngày thần đản lại càng khiến cho ta thêm tin tưởng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngày thần đản, kỳ thật xưng là chiến trường của chư thần càng thích hợp hơn. Bắt đầu từ mấy trăm năm trước, cách mỗi 100 năm, linh thú sơn mạch trong đại lục thất đại cấm địa sẽ khai thông một mảnh thông đạo. Đến lúc đó, cường giả cấp bậc đạt đến cửu giai đế cấp thánh linh sư liền có thể tiến vào chiến trường của chư thần trong truyền thuyết kia. Ánh mắt Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ nhìn về phía mọi người, bình tĩnh lên tiếng. Mọi người có lẽ đều đã rõ, một gã cửu giai thánh linh sư, muốn tấn cấp linh thần, phải có sự lột xác ở pháp tắc bổn nguyên, dung nhập thiên địa đại đạo pháp tắc vào bản thân, ngưng tụ thần chi pháp tắc, hình thành pháp tắc thần liệm mới được có thể tấn cấp thập giai linh thần. Nhưng muốn bổn nguyên pháp tắc phát sinh lột xác, ngưng tụ thần chi pháp tắc, thật sự là quá mức khó khăn, cơ hồ là trong vạn không một. Vào thời đại xa xưa còn có linh thần sinh ra đời, nhưng gần vạn năm qua, không biết vì sao mà không ai có thể tấn cấp linh thần được nữa. Bất quá, ngoại trừ bản thân lĩnh ngộ thần chi pháp tắc ra, muốn trở thành thập giai linh thần, còn có một phương pháp khác, đó chính là bình thường sau khi linh thần vẫn lạc, pháp tắc thần liệm ngưng tụ ra sẽ vỡ vụn, biến thành rất nhiều mảnh vỡ thần chi pháp tắc vô chủ. Một gã cửu giai thánh linh sư, chỉ cần có được mảnh vỡ pháp tắc có thuộc tính ngang, với bản thân liền có thể luyện hóa. Một khi luyện hóa mảnh vỡ pháp tắc đạt tới được trình độ nhất định, cũng sẽ hình thành pháp tắc thần liệm, tấn cấp thập giai linh thần. Hấp thu mảnh vỡ pháp tắc của linh thần khác sau khi vẫn lạc, tấn cấp linh thần, chiến trường của chư thần. Nơi mà lúc xưa rất nhiều linh thần vẫn lạc. Tháp chủ đại nhân, ý của ngươi là? Mọi người nhìn qua vẻ mặt nghiêm túc của Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ, trong đôi mắt mạnh mẽ bắn ra tinh mang. Đúng, trong chiến trường của chư thần, có rất nhiều mảnh vỡ pháp tắc của chúng linh thần vẫn lạc năm đó.
một khi hấp thu liền có thể tấn cấp thập giai linh thần. Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp Chủ gật đầu. Ngày thần đản, ngày tần đản, sở dĩ có cái tên này, ý tứ chính là thời gian thần sinh ra đời. Nói như vậy, cường giả vị diện khác hàng lầm theo lời lúc trước tháp chủ đại nhân nói, trận chiến hoàng hôn chư thần đều là sự thật. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân lúc xa xưa tất cả linh thần của Tư Đặc Ân Đại đều biến mất? Tất cả mọi người thì thào, hiển nhiên đều đang tiêu hao hấp thu tin tức này. Tháp chủ đại nhân, những cường giả vị diện khác tại sao phải hàng lâm Tư Đặc Ân Đại lục chúng ta, đánh chết tất cả cường giả linh thần của Tư Đặc Ân Đại lục chúng ta chứ? Kiệt Sâm lúc này nghi hoặc lên tiếng. Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ nhìn Kiệt Sâm. Điểm này, ta cũng không rõ ràng lắm, bởi vì vạn năm trước đứt gãy, trên tư liệu mà Linh Dược Sư Tháp chúng ta lưu lại, cũng chỉ ghi lại một chút về sự kiện kia, về phần mặt khác, ta cũng hoàn toàn không biết gì cả. Kiệt Sâm gật gật đầu. Chiến trường của chư thần bắt đầu vào gần 500 năm trước, mỗi trăm năm mở ra một lần, lúc này đây, là lần thứ 5, ta đã từng tiến vào qua 2 lần, ta có thể cảm nhận được, Linh Dược Sư tiến vào trong đó, so với Linh Sư bình thường càng chiếm ưu thế hơn, xác suất thành công tựa hồ cũng lớn hơn. Bất quá tự hồ trước khi không đạt tới cửu giai linh dược thánh sư thì ưu thế cũng không được biểu hiện rõ ràng. Vào mấy chục năm trước, ta tấn cấp cửu giai đề cấp linh dược thánh sư, ta nghĩ đây có lẽ chính là nguyên nhân ngài Kim Sâm tháp chủ không nhịn được muốn diệt trừ ta. Có người thành công qua không? Kiệt Sâm không khỏi dò hỏi. Đương nhiên là có. Bỉ Tư Pháp Mẫu tháp chủ không khỏi gật đầu nói. Pháp tắc mảnh vỡ, trong 2 lần trước ta tiến vào cũng từng đạt được một ít, bất quá bởi vì số lượng không nhiều lắm. Cũng rất nhỏ nên sau khi luyện hóa công hiệu không lớn lắm, trăm năm trước, khi chiến trường chư thần mở ra, thì ngài Kim Sâm tháp chủ của Linh Sư tháp mới chỉ là cửu giai cao cấp thánh linh sư, bất quá trong ngày thần đản kia, hắn thoáng một phát lấy được hơn 10 phiến pháp tắc mảnh vỡ, sau khi đi ra khỏi chiến trường chư thần không bao lâu liền tấn cấp cửu giai đỉnh phong thánh linh sư. Lời nói của Bỉ Tư Pháp Mẫu tháp chủ khiến mọi người ở tràng không khỏi ngẩn ngơ, bọn hắn không nghĩ tới. Ngài Kim Sâm tháp chủ sở dĩ có thể tấn cấp cửu giai đỉnh phong thánh linh sư, dĩ nhiên là vì vào ngày thần đản trước đó đã hấp thu được mảnh vỡ pháp tắc. Giờ khắc này, nội tâm tất cả mọi người ở đây đều dục dịch, pháp tắc mảnh vỡ này tuy rằng là được sinh ra sau khi linh thần vẫn lạc, nhưng hiển nhiên, đối với cửu giai thánh linh sư cũng có hiệu quả, có ai mà không muốn thực lực của mình được đề cao chứ? Chiến trường chư thần, tư cách tiến vào ít nhất là cửu giai đề cấp thánh linh sư, chỉ cần cửu giai đề cấp thánh linh sư là đã có thể tiến vào, nhưng mà trông thấy biểu lộ rực nóng của mọi người, Bỉ Tư Pháp Mẫu tháp chủ ngưng trọng lên tiếng nói. Trong đó nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, cá nhân ta đề nghị, không có thực lực cấp bậc cửu giai trung cấp thánh linh sư thì cũng đừng có tiến vào. Không có thực lực cửu giai trung cấp thánh linh sư. Mọi người liếc nhau, hiển nhiên, trong mọi người ở đây, tuy rằng chỉ có Khoa Ma La phó tháp chủ, Á Lỗ Đế Ca trưởng lão và Vu Lợi Á là cửu giai trung cấp thánh linh sư, những người còn lại cũng chỉ là cửu giai đề cấp thánh linh sư, nhưng luận thực lực cơ hồ mỗi người đều có thực lực cửu giai trung cấp thánh linh sư, hiển nhiên, đây cũng là nguyên nhân Bỉ Tư Pháp Mẫu tháp chủ gọi bọn họ tới, mà không gọi những khách khanh trưởng lão mới chỉ là cửu giai đề cấp thánh linh sư kia. Bất quá, Bỉ Tư Pháp Mẫu nhìn về phía Kiệt Sâm, biểu lộ nghiêm túc. Kiệt Sâm, ở phương diện linh dược học, tạo nghệ của ngươi cao nhất, đạt đến cửu giai linh dược thánh sư, nhưng cấp bậc linh sư của ngươi lại mới chỉ là bát giai đỉnh phong đế linh sư, ngay cả tư cách tiến vào trong chiến trường chư thần cũng không có, ta hy vọng trong thời gian còn lại ngươi cái gì cũng không cần lo, cố gắng tu luyện, tranh thủ vào trước ngày thần đản tấn cấp lên được cửu giai thánh linh sư, đến lúc đó, ngươi thay thế ta dẫn đầu mọi người ở đây tiến vào chư thần chiến trường, lấy thực lực của ngươi bây giờ, sau khi tấn cấp cửu giai thánh linh sư, nghĩ đến cũng có thể hơi chút chống lại Tư Đặc Lý Nhĩ thánh chủ bọn hắn, mà không rơi vào hạ phong. Kiệt Sâm, ngươi phải mau chóng tấn cấp cửu giai thánh linh sư. Bỉ Tư Pháp Mẫu tháp chủ nói rất đúng. Thiếu đi ngươi, vậy thì ngày thần đản còn có ý nghĩ gì? Kiệt Sâm, nếu như ngươi không thể đi thì ta cũng không muốn đi. Trong đại điện, tất cả mọi người đều nhao nhao lên tiếng. Vậy Bỉ Tư Pháp Mẫu tháp chủ ngươi thì sao? Kiệt Sâm lại nhướng mày, hắn nhạy cảm thấy trong lời nói của Bỉ Tư Pháp Mẫu tháp chủ có điều không ổn. Ta, Bỉ Tư Pháp Mẫu tháp chủ lắc đầu. Ngày thần đản, bình thường đều bắt đầu 2 năm sau khi huyết sắc thí luyện xong, giờ còn hơn 1 năm nữa. Ta nghĩ, ta có thể sẽ không sống được đến lúc đó, tương lai của Linh Dược Sư Tháp chúng ta toàn bộ phải nhờ vào các ngươi rồi. Trong giọng nói của Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ mặc dù mang theo vẻ cô đơn, nhưng lại không có bất kỳ sợ hãi nào cả, hiển nhiên, hắn đã sớm không để ý đến sinh tử của mình rồi. Tháp chủ đại nhân, ngươi nhất định không có việc gì đâu. Sau khi nghe thấy Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ nói thế, vành mắt bọn người Lam Nguyệt Cổ Sâm thoáng một phát đỏ lên, thần sắc cô đơn, kích động lúc trước cũng lập tức tan thành mây khói.
Bỉ Tư Pháp Mẫu chỉ còn tuổi thọ 1 năm, tất cả mọi người ở đây đều rõ ràng cả. Soạt. Trong đại điện, Kiệt Sâm lại mạnh mẽ đứng lên. Tháp chủ đại nhân, ngươi yên tâm, trước khi tuổi thọ của ngươi hao hết, ta nhất định sẽ tìm được sinh mệnh chi thủy trong truyền thuyết, khiến ngươi một lần nữa khôi phục sinh mệnh. Kiệt Sâm thần sắc kiên định lên tiếng. Sinh mệnh chi thủy, chính là thánh vật trong truyền thuyết đại lục, có thể khiến cho người vĩnh viễn bảo thanh xuân, thai nghén tánh mạng chi lực cực kỳ cường đại. Kiệt Sâm. Nhưng sau khi nghe được Kiệt Sâm nói, Bỉ Tư Pháp Mẫu tháp chủ lại mạnh mẽ đứng lên, biểu lộ chẳng những không có bất luận vui sướng gì, ngược lại còn vô cùng lạnh lùng. Kiệt Sâm, ta biết rõ ngươi là tốt với ta cũng tin tưởng tạo nghệ linh dược học của ngươi, nhưng sinh mệnh chi thủy dù sao chỉ là thánh vật trong truyền thuyết, không ai biết trên đại lục có vật ấy tồn tại thật hay không. Vào thời khắc mấu chốt này, ta không hy vọng người lãng phí thời gian vào những vật hư vô mờ mịt này. Mục tiêu trọng yếu nhất của ngươi bây giờ chính là mau chóng tấn cấp cửu giai đế cấp thánh linh sư. Sau khi ta đi rồi, ngươi sẽ trở thành trụ cột của linh dược sư tháp, trở thành trụ cột của tất cả dược sư trên đại lục. Bỉ Tư Pháp Mẫu biểu lộ nghiêm túc, cơ hồ như quát lên, ở trước mặt sinh tử và tương lai linh dược sư tháp, hắn dứt khoát lựa chọn cái thứ hai. Lấy tạo nghệ linh dược học cửu giai linh dược thánh sư của Kiệt Sâm, một khi tấn cấp cửu cấp thánh linh sư, tiến vào chiến trường chư thần, sẽ có hy vọng rất lớn đạt được pháp tắc mảnh vỡ, lại lần nữa tăng thực lực lên. Nếu không, một khi đợi ngài Kim Sâm tháp chủ bọn hắn tiến vào chiến trường chư thần, lại lần nữa đột phá, vậy thì chẳng những là linh dược sư tháp, mà toàn bộ đại lục cũng sẽ triệt để xong đời. Đúng, Kiệt Sâm, tháp chủ đại nhân nói đúng, ngươi ở lại trong tháp hảo hảo tu luyện, ta đi tìm sinh mệnh chi thủy kia cho. Lam Nguyệt Cổ Sâm lại đứng lên tiếng. Ta đi. Tạp Tắc Nỗ Tư cũng đứng lên. Hồ đồ, ai cũng không được đi, đều lưu lại cho ta. Bỉ Tư Pháp Mẫu biểu lộ lạnh lùng, Lam Nguyệt Cổ Sâm bọn hắn nếu như ra ngoài, nếu bị ngài Kim Sâm tháp chủ bọn hắn biết được, chắc chắn sẽ gặp phải nguy hiểm sinh tử. Các ngươi cũng đừng cãi nữa. Đúng lúc này, Kiệt Sâm lại lần nữa mở miệng, thanh âm của hắn trầm ổn, tràn đầy kiên quyết không thể dung chuyển. Bỉ Tư Pháp Mẫu tháp chủ, sinh mệnh chi thủy này ta biết rõ ở nơi nào có. Hơn nữa, ta cũng không chỉ vì khiến ngươi khôi phục sinh mệnh, cũng là vì để ta tấn cấp cửu giai thánh linh sư. Cái gì? Kiệt Sâm, ngươi biết ở đâu có sinh mệnh chi thủy? Bọn người Lam Nguyệt Cổ Sâm đều giật mình nói. Kiệt Sâm gật gật đầu, trong đôi mắt tuôn ra một đoàn tinh mang. Ta từng ở trên một bản điển tịch từng thấy, nghe nói sinh mệnh chi thủy kia xuất xứ từ Thiên Hải Đại Lục, ở phía nam Tư Đặc Ân Đại Lục. Trong đại điện, Kiệt Sâm vô cùng kiên quyết, thần sắc lạnh nhạt. Hắn cũng không phải là bịa chuyện. Sinh mệnh chi thủy này, đích thật là từ Thiên Hải Đại Lục ở phía nam Tư Đặc Ân Đại Lục, hắn nhìn thấy trên điển tịch ghi lại ở đời sau. Bất quá xuất xứ từ đâu ở Thiên Hải Đại Lục thì cũng không được ghi lại cụ thể, nhưng lại nói rõ là ở Thiên Hải Đại Lục. Mà để bản thân tấn cấp thánh linh sư cửu giai cấp thấp theo lời của hắn, thì cũng không phải Kiệt Sâm vì loại bỏ băn khoăn của Bỉ Tư Pháp Mẫu tháp chủ bọn hắn, mà nói vậy, mà là chuyện thật. Sinh mệnh chi thủy chính là thánh vật đại lục, kỳ thật chính là tài liệu cửu giai. Nhưng dù là tài liệu cửu giai thì cũng có phân chia ra giá cả cao thấp. Sinh mệnh chi thủy này chính là loại chân quý nhất trong đó, công hiệu của nó không những có thể kéo dài tính mạng, mà còn có thể vĩnh viễn bảo trì tuổi thanh xuân của con người, kéo dài tuổi thọ của họ, đồng thời có thể đề cao cường độ thân thể linh sư, khiến người siêu phàm nhập thánh, rũ bỏ đi thân xác phàm nhân của mình, tiến vào thánh cảnh. Không những thế còn có thể khiến thân thể linh sư lột xác, ẩn chứa linh lực kinh người không gì sánh kịp. Hiện giờ Kiệt Sâm chính là đế linh sư bát giai đỉnh phong. Nhưng vì hắn tu luyện linh thần quyết kỳ lạ cùng với thuộc tính chuyển hóa ngũ hành kia, nên khi hắn muốn tấn cấp, thì khó khăn hơn rất nhiều so với linh sư bình thường. Giống như linh sư bình thường, chỉ cần phục dụng thánh cấp linh dược tề cửu giai thuộc tính vốn có của mình, thì có thể đột phá luyện hóa pháp tắc. Nhưng Kiệt Sâm lại bất động, hắn rất tin tưởng, dù có dùng 5 miếng ngũ hành thánh quả, trên người mình phối chế thành một lọ thánh cấp linh dược tề cửu giai, sau đó cùng phục dụng thì cũng không cách nào khiến hắn tấn cấp cửu giai. Luận pháp tắc lĩnh ngộ, Kiệt Sâm có được tứ đại linh châu, tuyệt đối không kém. Cái hắn còn thiếu chính là, khiến thuộc tính ngũ hành trong cơ thể đạt đến một sự cân đối hoàn mỹ, khiến chúng lột xác, đột phá cửu giai. Muốn được, như thế thì phải dung nhập 5 miếng ngũ hành thánh quả vào trong một lọ dược tề, chế biến ra một lọ cửu giai thượng phẩm thánh cấp linh dược tề, khiến pháp tắc ngũ hành bản thân đạt đến một sự cân đối, sau khi phục dụng thì sẽ có được khả năng này. Mà sinh mệnh chi thủy thì có được công hiệu như vậy. Có thể khiến 5 miếng ngũ hành thánh quả có 5 thuộc tính bất đồng cùng nhau kết hợp, lại bên trong một lọ linh dược tề, đạt tới sự cân đối hoàn mỹ. Đây cũng là lý do vì sao Kiệt Sâm nói sở dĩ hắn tìm kiếm sinh mệnh chi thủy, mà để cho hắn tấn cấp cửu giai thánh linh sư. Thiên Hải Đại Lục. Kiệt Sâm, chỗ ngươi nói có thật sao? Trong đại điện, mọi người trong Lam Nhĩ Cổ Sâm đều giật mình nói.
mà ngay cả đôi mắt bỉ từ pháp mẫu tháp chủ cũng đều lập lòe hào quang, ánh mắt nhìn lên người Kiệt Sâm. Kiệt Sâm, ngươi nhìn thấy trên điển tịch hay sao? Ta cũng biết sơ lược về tài liệu sản xuất tại Thiên Hải Đại Lục, kỳ thật thì Linh Dược Sư Tháp chúng ta có phân bộ tại Thiên Hải Đại Lục, nhưng lại chưa từng nghe nói qua có sự tồn tại của sinh mệnh chi thủy. Bỉ tư pháp mẫu tháp chủ nghi hoặc lên tiếng. Cái gì? Linh Dược Sư Tháp của chúng ta còn có phân bộ tại Thiên Hải Đại Lục. Lúc này thì ngay cả Kiệt Sâm cũng giật mình. Bỉ tư pháp mẫu tháp chủ gật gật đầu. Linh Dược Sư Tháp chúng ta có tôn chỉ truyền bá linh dược học, đồng thời sưu tầm kỳ tài dị vật trong thiên hạ. Tuy rằng khoảng cách từ Đại Lục Tư Đặc Ân chúng ta đến Thiên Hải Đại Lục kia vô cùng xa xôi, nhưng tại đó có rất nhiều sản vật phong phú. Chỉ có điều, vì phòng ngừa tính bài ngoại của dân chúng Thiên Hải Đại Lục, trải qua vô số năm phát triển, thành viên Linh Dược Sư Tháp chúng ta đã hoàn toàn dung nhập vào bên trong, trở thành thế lực bản thổ tại Thiên Hải Đại Lục, đối ngoại vẫn xưng là Linh Dược Sư Tháp nhưng trên thực tế, cứ một đoạn thời gian, thì phân bộ cấp dưới Linh Dược Sư Tháp chúng ta đều có trao đổi. Bỉ tử pháp mẫu tháp chủ, tin tức sinh mệnh chi thủy kia xuất xứ từ Thiên Hải Đại Lục, thì đích thật là sự thực. Về phần chúng ta có phân bộ tại đó thì sao ta chưa từng nghe nói. Bản cổ tịch Kiệt Sâm xem qua kia chính là một bản điển tịch cực kỳ quyền uy, ở đời sau, ví dụ như các loại linh tài kỳ lạ như Thái Tuế Mộc thì đều được ghi lại, hơn nữa đồng dạng với thực tế, tuyệt đối không có sai sót. Người đã khẳng định như vậy thì cứ hảo hảo ở lại tu luyện trong tháp, tự ta sẽ đi tới Thiên Hải Đại Lục kia một chuyến. Sau khi nhíu mày suy nghĩ một lát, Bỉ Tư Pháp Mẫu lên tiếng nói. Bỉ Tư Pháp Mẫu tháp chủ, hãy để ta tới đó. Kiệt Sâm lên tiếng, biểu lộ vô cùng kiên quyết. Tháp chủ đại nhân, hôm nay thế cục ở Đại Lục Tư Đặc Ân vô cùng rối ren, Linh Dược Sư Tháp chúng ta cùng Linh Sư Tháp có rất nhiều thế lực đối địch, mà nơi này lại là đại bản doanh Linh Dược Sư Tháp, nhất định phải có cường giả siêu cấp tạo chấn, không thể để mất. Cho nên để ta tới Thiên Hải Đại Lục chính là lựa chọn thỏa đáng nhất. Dù sao thì đối với sinh mệnh chi thủy kia, dùng tạo nghệ linh dược học của ta thì rất dễ dàng phân liệt rõ, những người khác thì chưa hẳn có thể rồi. Quá nguy hiểm, Kiệt Sâm, ngươi không biết rõ Thiên Hải Đại Lục kia như thế nào đâu. Kỳ thật không phải đơn giản như Đại Lục Tư Đặc Ân chúng ta. Trong đó nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, số lượng cường giả cũng không ít, ngươi là hy vọng tương lai của Linh Dược Sư Tháp chúng ta, tuyệt đối không thể có sai lầm gì. Bỉ Tử Pháp Mẫu Tháp chủ lắc đầu nói. Tháp chủ đại nhân, hiện giờ Thánh Linh Sư cửu giai trung cấp bình thường rất khó tạo thành uy hiếp với ta, trừ phi là loại siêu cấp cường giả như Tư Đặc Lý Nhĩ Thánh chủ. Ta biết Thiên Hải Đại Lục kia có rất nhiều cường giả, nhưng Thánh Linh Sư cửu giai cao cấp cũng không nhiều đâu. Hơn nữa cùng chưa chắc là địch nhân với ta, coi như là địch thì ta cũng biết chú ý, sẽ không xung đột chính diện. Yên tâm đi, ta biết rõ như thế nào là đúng mực. Kiệt Sâm lạnh nhạt lên tiếng, không đợi Bỉ Tư Pháp Mẫu mở miệng, hắn đã nói tiếp. Hơn nữa, hiện giờ ta đang kẹt lại bình cảnh bát giai đỉnh phong, coi như là tiềm tu thì có hơn một năm nữa cũng chưa chắc có thể tấn cấp, phải tiến hành rèn luyện mới có thể đốn ngộ, hoặc là chiến đấu sinh tử mới có thể đột phá. Hơn nữa, theo như lời tháp chủ đại nhân, nếu chỉ vì ta sợ nguy hiểm mà trốn bên trong Linh Dược Sư Tháp, ngay cả một chút dũng khí cũng không khó, thì coi như tấn cấp Thánh Linh Sư cửu giai, thì cũng không thể trở thành tháp chủ hạ nhiệm Linh Dược Sư Tháp, manh lại huy hoàng cho Linh Dược Sư Tháp được. Nghe Kiệt Sâm giảng thuật, Bỉ Tử Pháp Mẫu Tháp chủ mấp máy môi, dù muốn phản bác nhưng cuối cùng cũng chỉ biết thở dài bất đắc dĩ, không nói nên lời nào. Bỉ Tử Pháp Mẫu Tháp chủ, Kiệt Sâm nói rất đúng. Ngươi cứ ở chỗ này, ta sẽ đi theo hỗ trợ hắn đến Thiên Hải Đại Lục. Đúng lúc này, bọn người Lam Nguyệt Cổ Sâm và Tạp Tắc Nỗ Tư dứt khoát đứng lên tiếng. Không. Kiệt Sâm lắc đầu. Lúc này chỉ một mình ta đi thôi. Ta phải tìm sinh mệnh chi thủy kia, nhiều người chưa hẳn đã làm nên chuyện. Lam Nguyệt Cổ Sâm, mọi người, hiện giờ Linh Dược Sư Tháp đang ở giai đoạn nguy cơ, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua được khó khăn này. Các ngươi phải ở lại Linh Dược Sư Tháp, mau chóng tấn cấp cửu giai trung cấp, đến lúc đó thì mới có thể có cơ hội sống sót trên chiến trường chư thần nguy cơ trùng trùng. Không được, Kiệt Sâm, một mình ngươi. Lôi Nặc và Vu Lợi Á vô cùng lo lắng, lên tiếng. Phụ thân, mẫu thân, ta đã quyết định rồi, đừng nói gì nữa. Thái độ Kiệt Sâm kiên quyết vãi ra, hắn biết rõ việc này rất nguy hiểm, nhưng dù có thêm nhiều người thì cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Chứng kiến biểu lộ kiên quyết như thanh niên nghiêm túc kia của Kiệt Sâm, tất cả mọi người cũng không nói gì nữa. Kiệt Sâm hắn đã quyết định thì không người nào có thể cải biến. Trong đại điện, Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ, nhìn Kiệt Sâm, khẽ nói. Người đã quyết như vậy thì ta cũng không khuyên nữa. Cẩn thận một chút, nếu gặp phải tình huống khẩn cấp thì liền lập tức lui lại. Ngươi phải nhớ kỹ, trong lòng ta, vô luận là khôi phục sinh mệnh hay là, ngươi tấn cấp Thánh Linh Sư cửu giai đều không trọng yếu, còn sống mới có tương lai. Kiệt Sâm gật đầu,
biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Sau khi đã xác định hành trình kế tiếp, Kiệt Sâm cũng không vội vã lập tức khởi hành. Việc này quan hệ đến tính mạng Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp Chủ, bởi vậy tuyệt đối không thể để xảy ra sai lầm gì. Hơn nữa Thiên Hải Đại Lục và Đại Lục Tư Đặc Ân cách xa nhau bởi mấy vạn dặm hải dương. Trong tình huống này, Kiệt Sâm lạ nước lạ cái, cho nên phải bảo trì tỉnh táo, hoàn thiện đủ loại tin tức tình báo. Chuẩn bị đầy đủ như vậy thì khi vạch kế hoạch cũng thuận lợi không ít. Trong mấy ngày tiếp theo, Kiệt Sâm ở trên Hóa Thần Đảo, vừa quan sát tình báo linh dược sư tháp sưu tập vừa chỉ đạo linh dược học cho bọn người Lam Nguyệt Cổ Sâm. Đối với bọn hắn, Kiệt Sâm cũng có kỳ vọng rất lớn. Hiện tại bọn hắn đều là đế linh sư bát giai trung cấp. Kiệt Sâm hứa hẹn với bọn hắn, một khi tấn cấp đế linh sư bát giai cao cấp, thì sẽ cho bọn hắn thánh cấp linh dược tề cửu giai, mau chóng đột phá cửu giai. Trong nháy mắt, 3 ngày đã trôi qua, Kiệt Sâm đã thu thập một ít tình báo về Thiên Hải Đại Lục vào trong không gian giới chỉ. Hắn biết rõ lúc này là thời điểm nên khởi hành đến Thiên Hải Đại Lục rồi. Ngày thứ 3, lúc ánh dạng đông ló dạng từ đường chân trời. Trong tình huống không ai biết được, bên ngoài một biết rừng rậm ở trung bộ đại lục, một hồi không gian chấn động kịch liệt sinh ra, mười mấy đạo thân ảnh đột ngột hiện ra. Kiệt Sâm, phải nhớ rõ, nếu gặp phải nguy hiểm thì đừng cậy mạnh, phải chú ý bảo vệ tốt cho bản thân mình. Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp Chủ nhìn qua 5 người Kiệt Sâm chờ xuất phát, trầm giọng nói. Thiên Hải Đại Lục ở phía nam Đại Lục Tư Đặc Ân, bọn người Kiệt Sâm cần xuyên qua toàn bộ Đại Lục phía nam, trên đường đi cần ngang qua hỗn loạn chi lĩnh. Bởi vậy 4 người Lôi Nặc, Vưu Lợi Á, Vi Ân và Khắc Lôi Nhã cũng vừa vặn cùng đường. Lôi Nặc còn nhớ rõ, ban đầu ở Vân Vũ Triều Trạch, Thần Điện Thủ Hộ Giả xuất hiện, một chảo đánh trọng thương tội ác chi chủ Tư Khoa Đặc, khi đó hắn còn không chính thức đạt được thí thần nạp địch mẫu truyền thừa, chỉ có thể chờ đến lúc sau khi tấn cấp cửu giai thánh linh sư thì mới có tư cách, bởi vậy Lôi Nặc cũng cần trở lại Vân Vũ Triều Trạch để tiếp nhận truyền thừa chính thức. Nhìn qua mọi người đưa tiễn ở sau lưng, Kiệt Sâm hít sâu một hơi, lên tiếng: "Bỉ Tử Pháp Mẫu Tháp Chủ, chư vị bảo trọng, trước ngày thần đản, ta nhất định sẽ mang sinh mệnh chi thủy về." Vừa nói xong, Kiệt Sâm cũng không chần chừ thêm một giây nào, vung bàn tay lên, mãnh liệt xoay người, thân hình khẽ động, lướt về hướng đường chân trời xa xa, trong chớp mắt đoàn người đã biến mất. Hy vọng Kiệt Sâm thuận lợi vượt qua hết thảy, giống như người thừa kế này, nếu như vậy thì quả thực là vận hạnh của linh dược sư tháp ta. Nhìn về hướng Kiệt Sâm rời đi, Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp Chủ thầm nhủ trong tâm, trong đôi mắt tràn đầy vẻ vui mừng. 10 ngày sau khi bọn người Kiệt Sâm ly khai linh dược sư tháp, vùng phía nam đại lục, hỗn loạn chi lĩnh, hỗn loạn chi thành, đại sảnh phủ đệ gia tộc Khang Tư. Giờ phút này đám người đông nghịt đã tụ tập trong chính sảnh, trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy vẻ kích động. Ở giữa đại sảnh, có vài bóng người ngồi ngay ngắn, trên người bọn hắn tản ra khí tức khủng bố, chính là đoàn người Kiệt Sâm từ linh dược sư tháp đến hỗn loạn chi lĩnh này. "Sư phụ, ngươi không gặp chuyện gì, thật tốt quá." Dưới đại sảnh, hốc mắt 2 người A Cơ Mễ Đức và Lạc Khố Ân đỏ bừng, thần sắc kích động, trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Trong đại sảnh, không chỉ bọn hắn mà Cam Đạo Phu đại sư, bọn người Lý Căn tộc trưởng sau khi nhìn thấy bọn người Kiệt Sâm, nguyên một đám đều trở nên kích động, rơi lệ không ngớt. Những ngày này, gió thổi mây phun trên đại lục, tất cả đều là một mảnh hỗn loạn, các loại tin dữ từ 4 phương 8 hướng truyền đến khiến tất cả mọi người ở bên trong hỗn loạn chi lĩnh đều bàng hoàng. Bởi vì hỗn loạn chi lĩnh hỗn loạn thì tin tức cũng mất linh thông, chỉ có thể dựa vào Lạc Khố Ân ở Tái Luân Đế Quốc truyền lại. Bất quá Lạc Khố Ân cũng chỉ hỏi thăm một chút tại Tái Luân Đế Quốc cho nên, tin tức cũng không phải kịp thời cho lắm. Bởi vậy lúc trước Lạc Khố Ân biết được Lôi Nặc bị nhốt trong gia tộc Đức Khắc Lôi ở Thần Phong Đế Quốc thì đã thật lâu về sau rồi. Lúc trước, sau khi Lạc Khố Ân nhận được tin tức này thì vô cùng nóng nảy, trước tiên truyền tin lại hỗn loạn chi lĩnh, đồng thời khẩn cầu người gia tộc Cổ Lôi Tư phái người tới cứu viện. Nhưng ngay lúc đó, gia tộc Cổ Lôi Tư cũng chỉ là một mảnh trầm thấp, Tạp Tư Ốc Nhĩ vẫn chưa có tin tức khiến cả toàn gia tộc đều yên lặng. Hơn nữa, Thái Thượng trưởng lão Mạch Khắc Cách Lôi Địch đã rời khỏi thánh địa, không có hắn cho phép, thì mặc cho Lạc Khố Ân có khẩn cầu như thế nào đi nữa thì gia tộc Cổ Lôi Tư cũng không chịu điều động cao thủ đến Thần Phong Đế Quốc để giải cứu Lôi Nặc. Ngay tại lúc Lạc Khố Ân tuyệt vọng trong nội tâm, chuẩn bị đơn thân độc mã tiến đến Thần Phong Đế Quốc, thì tin tức 6 người Kiệt Sâm còn sống lại truyền đến, rồi sau đó là một loạt tin tức truyền đến, nào là Thần Phong Đế Quốc đại loạn, Kiệt Sâm đánh chết Lạp Đạt Mạn Địch Tư, thánh địa Thần Phong Đế Quốc bị đánh vô cùng thê thảm. Lạc Khô Ân nhận được tin tức này, lúc này liền ngăn trở bọn người A Cơ Mễ Đức, cũng đang định tiến đến Thần Phong Đế Quốc, trở về hỗn loạn chi lĩnh. Bởi vì bọn hắn tin tưởng, chỉ cần sư phụ bọn hắn còn sống thì nhất định sẽ trở về. Rốt cục, bọn hắn đã nhìn thấy Kiệt Sâm trở về. Nhìn một đám người trước mặt, Kiệt Sâm cũng vô cùng cảm khái, lúc trước hắn rời khỏi hỗn loạn chi lĩnh, tiến về linh dược sư tháp tham gia thi luyện thiên tài đại lục, thì ai cũng không biết sẽ phát sinh một loạt chuyện như vậy.
Cho dù lòng người ở đại lục bằng hoàng, nhưng với sự dẫn dắt của A Cơ Mễ Đức, hỗn loạn chi lĩnh vẫn phát triển vô cùng nhanh chóng, thôn tính, sát nhập 13 vương quốc Nam Vực, số lượng cường giả trong lãnh địa tăng lên như nước phun. Hơn nữa còn có các cường giả linh sư thánh giai cửu giai như Lôi Nặc, Vưu Lợi Á, Vi Ân. Có thể nói, hiện tại, trừ những thánh linh sư cửu giai cao cấp ở bên ngoài, và cửu đại thế lực yếu hơn một chút có thể có tư cách so sánh, hỗn loạn chi lĩnh đã có thể xem như là bá chủ một phương rồi. Nhìn hai người A Cơ Mễ Đức và Lạc Khố Ân trong đại sảnh, Kiệt Sâm cũng có chút vui mừng trong lòng. Trong thời gian một năm hắn rời đi, A Cơ Mễ Đức đã, từ đế linh sư bát giai cấp thấp tấn cấp lên đến bát giai trung cấp, chuẩn bị trùng kích bát giai cao cấp đế linh sư, thực lực tăng lên cũng không chậm. Mà thân thể mộc linh Lạc Khố Ân càng khoa trương hơn, đã đột phá đến bát giai cao cấp đế linh sư, trùng kích bát giai đỉnh phong đế linh sư, khiến Kiệt Sâm nhìn mà có chút líu lưỡi. Phải biết rằng, tự mình Kiệt Sâm dùng vẻn vẹn thời gian hơn một năm tăng lên từ bát giai cấp thấp đế linh sư đến bát giai đỉnh phong là vì hắn đã trải qua rất nhiều cuộc chiến sinh tử và hấp thu thủy linh ngọc. Nhưng Lạc Khố Ân lại hoàn toàn nhờ vào sự tu luyện khắc khổ của mình tăng lên từng chút một. Bởi vậy có thể thấy được thiên phú hắn mạnh mẽ và tu luyện khắc khổ như thế nào. Trong đêm cùng ngày, toàn bộ hỗn loạn chi thành cử hành một hồi náo nhiệt phi thường, mãi đến sau nửa đêm mà thanh âm huyên náo vẫn cứ như cũ không thôi. Bởi vì thời gian cấp bách, Kiệt Sâm cũng không dừng chân lâu tại hỗn loạn chi thành. Ở gần 3 ngày, hắn đã quyết định tiếp tục lên đường. 3 ngày sau, ngoài cửa nam hỗn loạn chi thành, một đoàn người tản ra khí tức kinh người, cáo biệt lẫn nhau. Kiệt Sâm, hãy cẩn trọng. Lôi Nặc nắm lấy Kiệt Sâm, trong đôi mắt tràn đầy vẻ ân cần. Kiệt Sâm, sớm trở về. Vưu Lợi Á cũng nắm Kiệt Sâm thật chặt, trong đôi mắt tràn đầy vẻ không muốn. Ta muốn đi với ngươi, như vậy cũng an toàn hơn một chút. Mẫu thân, người yên tâm, ta sẽ không sao đâu, ngươi hãy ở nhiều hơn cùng phụ thân. Kiệt Sâm lắc đầu lên tiếng, chợt, ánh mắt hắn lại chuyển lên người Khắc Lôi Nhã. Khắc Lôi Nhã, ngươi ở chỗ này hảo hảo tu luyện, thiếu gia nhất định sẽ mau trở lại. Ân. Khắc Lôi Nhã gật gật đầu, ánh mắt vô cùng kiên quyết. Lúc trước, Khắc Lôi Nhã đều cực kỳ không nỡ rời xa Kiệt Sâm, nhưng lúc này đây lại trở nên kiên cường hơn rất nhiều, ngay cả khóc cũng không có. Lạc Khố Ân, ta đưa cho ngươi bình linh dược tề kia, ta đi rồi, ngươi có thể phục dụng, sau khi phục dụng chỉ cần dốc lòng tu luyện một thời gian ngắn, thì ngươi liền có thể trùng kích cửu giai cấp thấp thánh linh sư. Kiệt Sâm nhìn qua hai người Lạc Khố Ân và A Cơ Mễ Đức. Còn A Cơ Mễ Đức, bình linh dược tề kia của ngươi, đợi sau khi ngươi tấn cấp đến linh sư bát giai cao cấp thì liền có thể phục dụng, vi sư hy vọng đến lúc ta trở lại thì các ngươi đều đã là cường giả một phương. Trong 3 ngày qua, Kiệt Sâm cũng dành thời gian đi tới vùng đất hoang vu ở hỗn loạn chi lĩnh, phối chế hai bình linh dược tề cho hai người A Cơ Mễ Đức và Lạc Khố Ân, hỗ trợ bọn hắn trùng kích thánh linh sư cửu giai. Đã như vậy, chư vị đừng tiễn nữa. Sau khi cáo biệt với cha mẹ, Khắc Lôi Nhã và Vi Ân, Kiệt Sâm quay người, bay vút về đại lục Tây Nam, hắn cần theo biên giới phía Tây Vân Vũ Triều Trạch, một đường tiến đến Vô Tận Hải Dương ở phía Nam đại lục, sau đó tiến về Thiên Hải đại lục. Kiệt Sâm, một đường thuận lợi. Nhìn bóng lưng Kiệt Sâm đã đi xa, bọn người Lôi Nặc vẫn một mực đứng lặng yên một hồi lâu. Đi thôi. Lôi Nặc lên tiếng, quay người đi về hướng hỗn loạn chi thành. Một lát sau, dưới sự dẫn dắt của Lôi Nặc, đoàn người đã trở lại phủ đệ. Tốt rồi, chư vị, các ngươi muốn làm gì thì nên làm đi. Lôi Nặc lạnh nhạt lên tiếng, hai ngày này, sau khi an bài tốt những sự tình hỗn loạn chi lĩnh, hắn liền trở lại Tử Vong Mê Cung, tiếp nhận truyền thừa của thí thần Nạp Địch Mẫu kia. Ồ, Khắc Lôi Nhã đâu rồi? Đúng lúc này, Vưu Lợi Á lại đột nhiên kinh nghi lên tiếng. Sau khi nghe được thanh âm Vưu Lợi Á, tất cả mọi người ở đây đều sững sờ. Lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào mà Khắc Lôi Nhã đã không ở cùng một chỗ với mọi người. Trên không vùng núi rừng phía Tây Vân Vũ Triều Trạch, gió lạnh cuồng nộ thổi vù vù quét qua núi rừng, truyền đến trận trận tiếng thông reo. Suy suy. Giờ phút này, một bóng người màu đen từ chân trời xẹt qua như một đạo thiểm điện, bay vút về hướng nam, mang đến tiếng nổ vang vô tận. Người này chính là Kiệt Sâm đang hăng hái chạy về phía vùng biển phía nam. Ân. Trong lúc đó, thân hình đang mạnh mẽ bay vút của Kiệt Sâm bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn về phía núi rừng sau lưng, vô cùng lăng lệ ác liệt. Các hạ là ai mà theo ta lâu như vậy? Đi ra cho ta. Kiệt Sâm cầm trọng kiếm màu đen trong tay, trên người tản ra khí tức đáng sợ, trực tiếp bổ một kiếm với phía núi rừng kia. Linh lực vô tận sôi trào, trọng kiếm màu đen như một đầu nộ long, cuốn phăng tất cả. Trong phía núi rừng kia, một bóng người hỏa hồng sắc bỗng dưng bay vút ra, tiếp được một chiêu của Kiệt Sâm. Thiếu gia, là ta. Bóng người kia phát ra một thanh âm thanh thúy, trong lúc chống đỡ công kích Kiệt Sâm đã bị lui về phía sau hơn 10 mét, vội vàng lên tiếng. Khắc Lôi Nhã,
ngươi làm sao mà ở chỗ này? Kiệt Sâm ngây người, lúc trước hắn cảm giác đã có người một mực đi theo phía sau hắn, nhưng lại không nghĩ rằng đó lại là Khắc Lôi Nhã. Một khắc sau, Kiệt Sâm như đã nghĩ ra điều gì, lông mày nhíu lại. Khắc Lôi Nhã, ngươi, không phải ngươi muốn đi Thiên Hải Đại Lục với ta chứ? Thiếu gia, Khắc Lôi Nhã giống như là một hài tử phạm lỗi, chỉ biết cúi đầu dưới ánh mắt nghiêm khắc của Kiệt Sâm, hai tay phóng ra phía trước, khẩn trương nói. Ta biết rõ, nếu nói ra thì ngươi nhất định không dẫn ta theo, cho nên ta. Khắc Lôi Nhã nói xong, lại mãnh liệt ngẩng đầu lên, trong đôi mắt lộ ra vẻ vô cùng kiên quyết. Thiếu gia, Khắc Lôi Nhã muốn ở bên người thiếu gia, Khắc Lôi Nhã không muốn rời xa thiếu gia. Trước kia thực lực Khắc Lôi Nhã quá yếu, thiếu gia thể mang ta theo. Nhưng thiếu gia, hiện giờ Khắc Lôi Nhã đã trở nên mạnh mẽ rồi, có thể bảo vệ thiếu gia được. Thiếu gia mang Khắc Lôi Nhã đi cùng đi. Khắc Lôi Nhã cắn môi, trong mắt lộ ra vẻ cầu khẩn. Lúc này trong tâm Kiệt Sâm không khỏi xúc động rồi, yên lặng nhìn Khắc Lôi Nhã. Cho tới nay, động lực khiến Khắc Lôi Nhã không ngừng tu luyện chính là muốn ở bên cạnh mình. Thiếu gia đừng tức giận. Nếu thiếu gia đã không muốn thì Khắc Lôi Nhã trở về vậy. Nhìn Kiệt Sâm im lặng đứng đó, bờ môi Khắc Lôi Nhã khẽ mấp máy, trong nội tâm không khỏi run lên, sau đó gian nan xoay người, muốn trở lại đường cũ. Được rồi, nếu đã đến thì cùng đi. Ngay lúc này, một thanh âm thanh tịnh vang lên bên tai Khắc Lôi Nhã. Thiếu gia. Khắc Lôi Nhã mãnh liệt xoay người, trong đôi mắt mang theo vẻ mừng rỡ kích động, cả người tung tăng như chim sẻ. Ta biết thiếu gia là tốt nhất mà, hắn sẽ không vứt bỏ Khắc Lôi Nhã đâu. Nhìn vẻ kích động, bộ dáng hưng phấn của Khắc Lôi Nhã kia, Kiệt Sâm nở nụ cười bất đắc dĩ. Nha đầu ngốc, đi thôi. Dứt lời, Kiệt Sâm quay người, bay vút lên. Nếu Khắc Lôi Nhã vẫn là đế linh sư bát giai đỉnh phong, thì dù nói cái gì Kiệt Sâm cũng sẽ không mang nàng theo. Nhưng hiện tại Khắc Lôi Nhã đã tấn cấp thánh linh sư cửu giai cấp thấp, hơn nữa so với mình thì thực lực của nàng cũng không yếu hơn bao nhiêu, Kiệt Sâm cũng không lo lắng gì nữa rồi. Vâng. Khắc Lôi Nhã kích động lên tiếng, cả người hóa thành một đạo lưu quang hỏa hồng sắc, theo sát sau lưng Kiệt Sâm. Hai người bay rất nhanh, thoáng cái 3 ngày đã trôi qua. Ào ào. Một mảnh đại dương màu đen mênh mông xuất hiện trước mắt hai người, gió biển mặn mặn thổi phần phật qua má hai người, mang đến trận trận mùi tanh. Đây là thiên tế chi hải sao? Kiệt Sâm thì thảo trong miệng, nhìn về phía cuối cùng của hải dương vô biên. Thiên hải đại lục, ta đã đến. Kiệt Sâm yên lặng lên tiếng trong nội tâm, rồi sau đó hai người hóa thành hai đạo lưu quang, lập tức vạch phá, bay vút đi, biến mất tại phía cuối cùng đại dương mênh mông. Ở mảnh hải dương mênh mông hoang vu này, trên mặt biển là sóng lớn ngập trời, có những cơn sóng xoáy cao lên hơn 10 trượng, vô cùng hiểm ác. Thiên tế chi hải là vô tận hải dương ở giữa đại lục Tư Đặc Ân và Thiên Hải đại lục, trong đó nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, như một tòa chắn thiên nhiên ngăn cách hai phiến đại lục, ngăn cản song phương vãng lai trao đổi qua lại. Ở chỗ này căn bản là ít có ai lui tới, cho nên không có người ở, khắp nơi chỉ có sóng biển điên cuồng, hiển lộ vẻ đáng sợ của thiên nhiên. Đúng lúc này, tiếng xé gió kịch liệt vang lên. Hai đạo lưu quang ẩn chứa khí tức đáng sợ xẹt qua mặt biển như tia chớp, hai người xuyên thẳng qua sóng biển, cơ hồ là cực nhanh, hư không vỡ ra, ngay lập tức vượt qua 100 dặm. Những nơi đi qua, hư không đều vương lại hai đạo hư tuyến thật dài, không gian chung quanh đều vỡ tan. Ở nơi nguy hiểm này, quanh năm đều không thấy một ai ở trên mặt biển. Hai người bay vút này, một người trong đó là một thiếu niên có khuôn mặt tuấn tú, tóc dài màu đen, hai đồng tử màu đen. Mày kiếm mắt sáng, lưng đeo một thanh trọng kiếm màu đen, tiêu sái phiêu giật. Mà bên cạnh hắn là một nữ tử vận trường bào hỏa hồng sắc, tóc ngắn màu vàng, thanh lệ tuyệt luân, vô cùng tuyệt mỹ khiến người nào nhìn thấy cũng không khỏi động tâm. Hai người này chính là Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã đang tiến về Thiên Hải Đại Lục. Tới hôm nay, hai người đã rời khỏi Đại Lục Tư Đặc Ân được 5 ngày. Dĩ nhiên 5 ngày này, hai người đều một mực bay đi, không nghỉ ngơi bao nhiêu. Đại Lục Tư Đặc Ân và Thiên Hải Đại Lục cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn dặm. Trên đường đi là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, linh sư bình thường căn bản không cách nào xuyên việt, coi như là cường giả đạt tới cấp bậc thánh linh sư cửu giai trung cấp như Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã cùng cần bay vút thật dài mới có thể đến được Thiên Hải Đại Lục. Vì mau chóng tới Thiên Hải Đại Lục nên hai người Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã đều nâng tốc độ của mình lên mức cao nhất. Trong lúc phi hành, để khiến tốc độ mình tăng lên, Kiệt Sâm cũng bắt đầu yên lặng tìm hiểu hư không chi thuật. Nếu thánh linh sư cửu giai chưa đạt tới cửu giai cao cấp, tốc độ phi hành cũng chỉ là bay qua hư không. Nhưng một khi đạt tới cửu giai cao cấp thì chính là trực tiếp ẩn độn hư không, xuyên thẳng qua hư không, tốc độ nhanh hơn gấp 10, gấp 100 lần. Lúc mới bắt đầu, Kiệt Sâm phi hành còn mãnh liệt, linh lực quanh thân và đại khí ma sát kịch liệt, tiếng sấm vang rền, hư không rung động lắc lư, không ngừng nhộn nhạo, giống như một vì sao băng vạch phá chân trời.
Nhưng đến lúc này, đối với tìm hiểu không gian của Kiệt Sâm, cho dù Kiệt Sâm không cách nào ẩn vào hư không như thánh linh sư cao cấp, thì cũng ẩn ẩn có một loại ăn ý với hư không rồi. Về phương diện tốc độ, Kiệt Sâm cũng không tăng lên bao nhiêu, nhưng động tĩnh phi hành thì càng ngày càng lặng yên, không một tiếng động. Giống như một hắc tuyến vạch phá bầu trời, tốc độ nhanh hơn, hư không cũng không bị rách nữa. Về phần Khắc Lôi Nhã vẫn như cũ, giống như một hỏa diễm nộ long, không chút che giấu khí tức trên thân, phá không phi hành trong sóng biển, hai người như là hai ma thần xẹt qua phía chân trời. Thật sự là thực lực của Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã mạnh quá mức, khí tức thánh cấp cửu giai tán ra, hơn nữa, trên người Khắc Lôi Nhã ẩn ẩn chứa chân long chi uy khiến những linh thú kia không có bất luận dũng khí đánh lén nào, chỉ có thể run rẩy ẩn nấp dưới đáy biển. Ầm ầm, ngày thứ 10 Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã tiến vào Thiên Tế chi hải. Trong lúc đó, một cỗ khí tức phô thiên cái địa bàng bạc đập vào mặt, thanh âm khủng bố của sóng biển như thiên lôi nổ vang bên tai hai người. Thân hình đang bay vút của hai người đều mạnh mẽ dừng lại, nhìn về phía xa xa, chỉ thấy ngoài trăm dặm, biển cả đang điên cuồng gào thét như phong bạo. Sóng biển vô tận xoáy lên cao gần trăm trượng, liếc nhìn về phía trước, những vòi rồng này căn bản là vô biên vô hạn. Mà bên trong những làn sóng lớn kia là nguyên một đám vòng xoáy không ngừng xoay tròn, điên cuồng, tản mát ra thiên uy khủng bố. Từng đợt sóng nước như lợi kiếm đâm rách hư không, tung hoành toàn bộ mặt biển. Cuối cùng đã tới cụ phong ma hải rồi. Căn cứ theo tình báo của Linh Dược Sư Tháp, thì cần phải đi qua cụ phong ma hải này, mấy ngày là có thể tới được thiên hải đại lục rồi. Nhìn kỳ khủng kinh khủng của thiên nhiên trước mặt, Kiệt Sâm thì thào lên tiếng. Cụ phong ma hải này là địa phương nguy hiểm nhất thiên tế chi hải. Đoạn hải dương trước kia, cho dù có ẩn chứa linh thú cường đại nhưng chỉ cần có một chiếc thuyền biển viễn dương, đồng thời trên thuyền có một ít hoàng linh sư thất giai, đế linh sư bát giai, chỉ cần không gặp phải linh thú đế cấp bát giai thì chỉ cần đi mấy tháng là có thể đi tới chỗ này. Những sở dĩ hai đại lục trao đổi cực nhỏ chính là vì sự cách trở của cụ phong ma hải này, cơ hội ngăn cách tất cả đội thuyền của hai bên. Dù là đế linh sư bát giai cũng thể vong mạng bất cứ lúc nào. Đương nhiên, dùng thực lực hai người Kiệt Sâm cùng Khắc Lôi Nhã, tự nhiên không chút sợ hãi. Nhìn bạo loạn trên mặt biển, hai người liếc nhìn nhau, không chút do dự lướt vào phiến hải dương cuồng bạo này như thiểm điện. Hai người vừa tiến vào phạm vi cụ phong ma hải, thì liền cảm thấy được trận trận uy lực xé rách từ bốn phương tám hướng truyền đến, đồng thời bên trong vòng xoáy khổng lồ ở dưới đáy truyền ra một cỗ hấp lực kinh khủng, muốn hút hai người vào trong. Nếu là hoàng linh sư thất giai bình thường, căn bản khó có thể ngăn cản được cỗ hấp lực này, sẽ bị hút vào bên trong, bị xoắn thành từng mảnh vỡ. Coi như là đế linh sư bát giai cũng phải kiệt lực mới ngăn cản được. Nhưng đối với hai người Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã thì lại không là gì cả. Ở bên trong cụ phong ma hải này, Kiệt Sâm thoáng cái căng thủy không gian thủy linh ngọc ra, bao trùm Khắc Lôi Nhã, lúc này hai người lại hóa thành hai đạo lưu quang, không ngừng bay vút về phương nam. Từng đạo thủy kiếm có thể đơn giản bổ nát cường giả hoàng linh sư thất giai, từ bốn phương tám hướng bay vút đến, tiến vào thủy không gian của Kiệt Sâm nhưng đều lập tức bị biến thành một chùm hơi nước, biến mất giữa không trung. Trong lúc bay vút, Kiệt Sâm còn cảm nhận được cơn bạo loạn dưới mặt biển này, thỉnh thoảng ẩn ẩn có một cỗ khí tức kinh người tán giật ra, ngẫu nhiên có từng bóng mờ khổng lồ xuất hiện lập lờ dưới đáy biển, vô cùng khủng bố. Kiệt Sâm biết rõ những cái này đều là những linh thú tiềm phục bên trong cụ phong ma hải, tuyệt đại bộ phận trong đó đều là linh thú biển hoàng cấp thất giai. Còn có một ít là linh thú biển đế cấp bát giai, linh sư tầm thường tiến vào thì đều gặp phải công kích mãnh liệt. Nhưng đối với hai người Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã, những linh thú khủng bố dưới đáy biển này đều ẩn núp, chứ không dám có chút khinh cử vọng động nào. Cho dù ngẫu nhiên có linh thú biển không có mắt cả gan đánh lén, thì cũng căn bản không làm giảm tốc độ của hai người Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã. Trong lúc hai người Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã đang bay vút, sau mấy canh giờ, hai người đã ra khỏi khu vực kinh khủng nhất của cụ phong lôi hải. Một mảnh mặt biển yên tĩnh lập tức xuất hiện trước mặt hai người. Kiệt Sâm minh bạch, nếu căn cứ vị trí địa lý đã được phân chia thì lúc này, hai người đã tới hải vực Thiên Hải Đại Lục rồi. Hai đạo lưu quang vạch phá đường chân trời. Ba ngày sau, trên mặt biển xa xa đã xuất hiện một đường tuyến màu đen dài. Trường tuyến này càng lúc càng rộng, càng lúc càng lớn. Từ xa xa nhìn lại thì có thể nhận ra đó chính là một mảnh đại lục rộng lớn. Thiên Hải Đại Lục, cuối cùng cũng tới rồi. Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã liếc nhìn nhau. Trong mắt hai người đều lộ ra một vòng mừng rỡ. Trải qua nửa tháng phi hành không ngừng nghỉ, rốt cục hai người cũng đã tới được Thiên Hải Đại Lục. Đi! Hai đạo lưu quang lại vạch phá chân trời, hăng hái hướng về đại lục to lớn kia. Bầu trời bao la mở mịt, gió lạnh gào thét mang đến sự giá lạnh vô tận. Phía dưới đường chân trời thưa thớt màu xanh tự nhiên, cát vàng điên cuồng lăn mình. Nơi này chính là bình nguyên hoang vu. Chỉ thấy binh sĩ vô hạn vô biên, rậm rạp chẳng chịt phân chia thành hai bên đang giằng co với nhau,
Mỗi một phương đều có mấy vạn người, cầm trường thương, phác đao, chiến phủ, cự thuẫn trong tay, thiết giáp che đậy thân thể, sát khí trùng thiên, chiến ý ngập trời. Những binh lính này đều có chút nhỏ yếu, tuyệt đại đa số đều là cấp bậc linh đồ nhất giai, còn có một chút ước chừng là linh sĩ nhị cấp, linh sư tam giai. Trừ những người này ra thì còn có một ít đội trưởng, thủ lĩnh là cường giả tông linh sư ngũ giai, tôn linh sư lục giai. Mà đầu lĩnh song phương chính là bấy cường giả cấp bậc hoàng linh sư thất giai đang lạnh lùng giằng co, sát khí nghiêm nghị. Nạp gia nhĩ tư, ngươi chỉ có hai lựa chọn. Bên trong đội ngũ phía bên phải, một trung niên mặc chiến bào màu xám hét lên, thanh âm giống như sấm vang vang vọng cả trời đất. Rời khỏi bình nguyên Phì Nhiêu, giao năm tòa thành trì ở bên trong thạch nham thành ra. Nếu không thì Cát Nhĩ bố tạp ta sẽ san bằng gia tộc Ni Nhĩ ngươi. Đáp lại lời của hắn chỉ là một tiếng hừ lạnh. Muốn chiến liền chiến, gia tộc Ni Nhĩ ta không có ai là kẻ hèn nhát cả. Đối phương là một đại hán cầm cự phủ trong tay, mặc trường bào hỏa hồng sắc gào thét. Đã như vậy, Nạp gia nhĩ tư, ngươi chết đi cho ta. Trung niên áo xám cười lạnh, mạnh mẽ chém chiến đao trong tay xuống. Tấn công! Thanh âm giống như sấm rền của hắn vang vọng khắp nơi. Tấn công! Một thanh âm tục tằng khác cũng vang lên. Sát! Lập tức, binh sĩ vô biên ở hai trận doanh đều gào thét, thần sắc điên cuồng, vung vẩy vũ khí trong tay, điên cuồng công kích về phía đối phương. Đây là người thua sẽ phải giao bình nguyên Phì Nhiêu ra, trận địa thất thủ sẽ nghèo rớt mồng tơi, thậm chí bị biến thành lưu dân. Cho nên không có người nào là không dốc sức liều mạng, tiếng giống giận không ngừng vang lên, huyết khí trùng thiên, đại lượng binh sĩ hai bên không ngừng chết đi. Trên không hoang nguyên, mấy tên cường giả hoàng linh sư thất giai của hai đại gia tộc cũng giao chiến cùng một chỗ như thiểm điện. Đặc biệt là linh lực thao thiên va chạm với nhau, phát ra tiếng nổ vang cực lớn. Đây chính là một hồi đối chiến giữa cường giả với nhau. So với cuộc chiến giữa quân đội phía dưới thì càng thêm kinh tâm động phách, người chiến thắng sẽ là chúa tể chiến trường này. Đúng lúc này, quân đội hai bên đột nhiên đình chỉ, mà mấy tên cường giả hoàng linh sư thất giai đang giao chiến kia, cũng đều kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên bầu trời có hai đạo thân ảnh song song nhau bay tới, khí tức đáng sợ lan ra, đó chính là một cỗ uy nghiêm không thể phản kháng, trực tiếp chiếu rọi tâm hồn tất cả mọi người, khiến vô số binh sĩ phát run trong nội tâm, không dám có một điểm phản kháng nào. Hai đạo thân ảnh này, một người là thanh niên tóc đen lưng đeo trọng kiếm, người kia thì là một nữ tử tuyệt mỹ mặc áo bào màu hồng. Nếu là dưới tình huống bình thường, những chiến sĩ dũng mãnh trên hoang nguyên này, nhìn thấy một nữ tử tuyệt mỹ như vậy thì đều sẽ thèm nhỏ dãi, tâm thần nhộn nhạo. Nhưng hôm nay tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn hai đạo thân ảnh kia. Hai người này, tuyệt đối là cường giả đế cấp. Thân thể vài tên thủ lĩnh cấp hoàng linh sư thất giai đều run rẩy, sắc mặt trắng bệch, cung kính nhìn hai đạo thân ảnh kia, sợ làm họ tức giận. Thiếu gia, đây là nhóm chiến đấu thứ tư chúng ta nhìn thấy qua rồi, bất quá lúc này có mô lớn nhất, song phượng hợp lại cơ hồ đều có 10 vạn người rồi, hơn nữa đầu lĩnh lại là hai gã hoàng linh sư thất giai trung cấp. Nữ tử áo bào màu hồng kia mắt nhìn vài tên thủ lĩnh cách đó không xa, đạm mạc lên tiếng. Quản bọn hắn làm khỉ gió gì, chúng ta nhanh chóng đến Thụy Mộc Thành, nghe ngóng gia tộc Hạ Bắc Ninh kia và tin tức sinh mệnh chi thủy. Thanh niên tóc đen đạm mạc nhìn mấy tên hoàng linh sư thất giai đang đình chỉ chiến đấu kia. Ánh mắt hắn vô cùng sắc bén khiến toàn thân đám người này đều túa mồ hôi, thân hình run rẩy. Trong ánh mắt kinh hãi của vô số chiến sĩ, hai người này phảng phất như xuyên việt, xẹt qua chiến trường, chỉ chốc lát đã biến mất ở đường chân trời. Hai người này chính là Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã vừa tiến đến Thiên Hải Đại Lục. Ngay từ đầu, hai người Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã vừa mới đến Thiên Hải Đại Lục, không biết thân ở nơi nào, lúc này một đường bay lướt về phương Nam, muốn tìm người hỏi thăm. Nhóm thứ nhất bọn hắn nhìn thấy là hai đoàn xe đang chém giết. Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã hạ xuống ngăn trở song phương, đồng thời tìm hiểu rõ vị trí địa lý hiện tại. Thiên Hải Đại Lục này bất đồng với Đại Lục Tư Đặc Ân. Tại Đại Lục Tư Đặc Ân thì chủ yếu do Tứ Đại Đế Quốc chiếm cứ, còn lại là rất nhiều vương quốc, công quốc. Mà Thiên Hải Đại Lục này thì lại bất đồng, diện tích mỗi một châu đều rất lớn, tất cả châu đều có một chủ thành, có nhiều thành trì, thế lực phức tạp, hỗn loạn không chịu nổi. Mà địa vực Kiệt Sâm đang ở hiện tại chính là Ung Châu ở phương Bắc Thiên Hải Đại Lục, kỳ chủ thành tên là Đoan Mộc. Bởi vì Đại Lục Tư Đặc Ân và Thiên Hải Đại Lục cách trở nhau, bởi đại dương mênh mông, tuy Linh Dực Sư Tháp có phân bộ tại Thiên Hải Đại Lục, nhưng cách mỗi mấy chục năm hai bên mới trao đổi với nhau một lần, hơn nữa chủ yếu dùng linh tài và dược tài là chính, bởi vậy Linh Dực Sư Tháp cũng không biết được nhiều tư liệu về Thiên Hải Đại Lục. Hơn nữa, trên đường đi, mới chỉ một lát ngắn ngủi mà Kiệt Sâm đã thấy được bốn đám hỗn chiến, nhỏ thì mấy trăm người, lớn thì là chiến tranh mấy vạn người. Từ đó có thể thấy được Thiên Hải Đại Lục vô cùng hỗn loạn, tất cả thế lực đều thường xuyên bộc phát chiến đấu, vô cùng bưu hãn.
thời gian mấy chục năm đủ để không ít thế lực trên đại lục tẩy trừ mấy lần, thành trì đổi chủ, thậm chí ngay cả những đại gia tộc khống chế cả một châu cũng có cải biến. Bởi vậy chuyện thứ nhất sau khi bọn người Kiệt Sâm đến đây, chính là quyết định tiến tới chỗ chủ thành Ung Châu Đoan Mộc kia, để tìm hiểu phân bộ linh dược sư tháp tại Thiên Hải Đại Lục, Bác Ninh gia tộc và tin tức về sinh mệnh chi thủy. Ở kiếp trước, Kiệt Sâm chỉ biết sinh mệnh chi thủy có xuất xứ từ Thiên Hải Đại Lục, về phần cụ thể là ở nơi nào thì hắn lại không biết. Hy vọng hết thảy mọi việc này đều thuận lợi. Kiệt Sâm thì thào trong miệng, cùng Khắc Lôi Nhã tiếp tục bay vút đi. Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã hăng hái bay đi, một lát sau, một tòa thành trì to lớn đã xuất hiện trong tầm mắt hai người. Vì chưa quen nơi đây nên để tránh sự chú ý, Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã đều hạ xuống như thiểm điện tại một rừng cây ở bên ngoài, sau đó đi bộ đến tòa thành kia. Không hổ là chủ thành Ung Châu 32 châu Thiên Hải Đại Lục, chủ thành Đoan Mộc này quả thật to lớn. Kiệt Sâm nhìn Đoan Mộc thành phẳng phất như một đầu man hoang cự thú trước mặt, trong miệng không khỏi cảm khái lên tiếng. Thiếu gia, so với Hỗn Loạn Chi Thành chúng ta cũng không thua bao nhiêu. Khắc Lôi Nhã cũng cười nói. Rất nhanh, hai người Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã đã đi tới dưới thành Đoan Mộc, toàn bộ cửa thành cao lớn tới hơn 10 trượng, xây bằng nham thạch màu xanh, mặt ngoài như được đổ một tầng kim loại, tản ra quang mang kim loại khi ánh mặt trời chiếu xuống. Trước cửa thành, từng đoàn người đi đường đang chậm rãi ra vào thành trì. Tuy nhân số đông nhưng dưới sự canh gác của thành vệ thì đều đâu vào đấy, không chút chen chúc nào. Bất quá, Kiệt Sâm, có thể nhìn thấy những người đi đường này có không ít người có sắc mặt hung hãn, cầm vũ khí trong tay, đủ để thấy dân phong Thiên Hải Đại Lục này bưu hãn như nào, gấu cho ra sao. Đoan Mộc. Kiệt Sâm nhìn hai chữ to điêu khắc trên tấm biển trên cửa thành, thì thào lên tiếng. Khiến Kiệt Sâm vui mừng chính là ngôn ngữ cùng văn tự Thiên Hải Đại Lục này, so với Đại Lục Tư Đặc Ân cơ hồ giống nhau như đúc. Ngoại trừ khẩu âm bên ngoài ngẫu nhiên có chút khác nhau thì cơ bản không khác nhau lắm, hoàn toàn có thể nghe hiểu. Mỗi người 5 linh tệ. Ánh mắt thủ vệ cửa thành xẹt qua hai người Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã, lúc nhìn Khắc Lôi Nhã thì trong mắt hắn hiện lên một tia kinh diễm. Hừ. Khắc Lôi Nhã hừ lạnh, một cỗ uy áp không hiểu từ trong cơ thể nàng xẹt qua thủ vệ kia. Sắc mặt thủ vệ kia lập tức biến đổi, sau khi bị uy áp Khắc Lôi Nhã phóng thích ra dọa cho một trận, sắc mặt hắn liền tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi. Mời hai vị qua. Thủ vệ kia cung kính lên tiếng, vội vàng quay đầu, không dám tiếp tục nhìn Khắc Lôi Nhã nữa. Vô luận là tại Đại Lục Tư Đặc Ân hay là Thiên Hải Đại Lục, bất luận là thành trì gì thì cũng đều đồng dạng, cường giả luôn luôn có được quyền lợi riêng. Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã liền trực tiếp tiến vào thành Đoan Mộc. Thiếu gia, bây giờ chúng ta đi mô. Nhìn qua phong cách kiến trúc có chút khác lạ so với Đại Lục Tư Đặc Ân, Khắc Lôi Nhã lên tiếng hỏi. Trước tiên đi tìm linh tài điếm, quy đổi ra một ít tiền tại đây. Kiệt Sâm lên tiếng nói. Sau khi trải qua chuyện ở cửa thành, Kiệt Sâm cũng minh bạch, đi tới một nơi xa lạ, không có tiền vật thì tuyệt đối không ổn. Lúc ở Đại Lục Tư Đặc Ân thì Kiệt Sâm rất ít khi dùng đến tiền, coi như là dùng thì cũng dùng tứ đại linh tệ thông dụng như thẻ vàng. Nhưng tại Thiên Hải Đại Lục này thì lại căn bản không cách nào sử dụng. Cũng may trong không gian giới chỉ của Kiệt Sâm có không ít tài liệu linh dược, tìm một ít linh dược tề, tùy ý đổi đều có thể đạt được một cái giá trên trời. Sau khi hỏi hai người đi đường, Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhĩ đã đi tới trước một tòa nhà vô cùng to lớn, xa hoa. Tiệm bán thuốc này tên là Linh Dược Các, danh tự cực kỳ bình thường nhưng lại cho đến đại khí khó tả, quy mô toàn bộ tòa nhà có chút to lớn. Lúc bọn người Kiệt Sâm tới đây thì đã thấy được một, hai cửa hàng linh dược rồi, nhưng sở dĩ Kiệt Sâm chọn tòa Linh Dược Các này là, còn vì một nguyên nhân khác, tòa Linh Dược Các này chính là phân bộ Linh Dược Sư Tháp, cửa hàng kinh doanh của Bác Ninh gia tộc, cơ hồ trải rộng chủ thành 32 châu lớn, thanh danh hiển hách. Vừa tiến vào Linh Dược Các, một mùi thuốc hỗn tạp của vô số loại dược liệu xộc vào mũi, đồng thời là một đại sảnh vô cùng rộng rãi đập vào mắt hai người. Trong đại sảnh phần đông là các quầy hàng, ở bên trong quầy hàng bày đặt chỉnh tề các loại dược hiệu. Vốn trong dự liệu của Kiệt Sâm, hẳn là trong Linh Dược Các này nhân khí vô cùng cường thịnh, người đến người đi, vô cùng huyên náo. Nhưng sau khi đi vào, thì Kiệt Sâm lại phát hiện tuy khách nhân trong Linh Dược Các này không ít nhưng tuyệt đối không thể dùng hai chữ náo nhiệt để hình dung. Đại sảnh chia làm hai khu linh tài và khu dược tề. So sánh mà nói thì không thể nghi ngờ gì nhân số ở khu dược tề nhiều hơn. Dù sao đi nữa thì trên thế giới này, tuyệt đại đa số đều là linh sư chứ không phải là linh dược sư. Hai người Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã chậm rãi đi tới trước một quầy hàng, quan sát một ít linh dược trong quầy. Trong tủ linh dược này đều có một ít linh dược phẩm giai có phần thấp, đại đa số chỉ đến tam giai, cũng có một ít linh dược 4, 5 giai. Về phần linh dược ngoài 6 giai thì lại không có. Bất quá Kiệt Sâm cũng biết, một loại linh dược lục giai nào, tùy ý phóng tới bất kỳ địa phương nào cũng đều có giá trị 100 vạn trở lên, căn bản không có khả năng tùy ý bày đặt ở quầy hàng.
Trong quầy, một quản sự trung niên nhìn thấy hai người đến, trên mặt liền lộ ra vẻ mỉm cười, đi đến lên tiếng hỏi. Hai vị khách nhân, không biết hai vị cần tìm loại dược liệu gì? Các ngươi có thu mua linh dược không? Kiệt Sâm cũng không nói nhảm, trực tiếp nói ra. Đó là tự nhiên, không biết hai vị muốn bán linh dược gì? Linh dược các chúng ta đều có cửa hàng tại tất cả các châu, cam đoan giá cả phải chăng, không dối già gạt trẻ. Quản sự trung niên kia ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã. Với kinh nghiệm của hắn, tuy quần áo và trang sức của Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã không phải là đẹp đẽ quý giá gì, nhưng loại khí chất tự nhiên này lại khiến hắn có thể cảm nhận được sự bất phàm của hai người, cho nên ngữ khí đặc biệt cung kính. Kiệt Sâm gật gật đầu, trực tiếp lấy một hộp ngọc từ trên người ra, đưa cho quản sự kia. Đây là Ôn Linh Ngọc Hạp. Sau khi nhìn thấy hộp ngọc Kiệt Sâm lấy ra, đôi mắt quản sự kia lập tức ngưng tụ, căn cứ vào phẩm giai bất đồng của linh dược, hộp chứa cũng bất đồng. Ôn Linh Ngọc Hạp này, bản thân là tài liệu đẳng cấp cực kỳ cao, linh dược lưu giữ trong đấy đều không phải là loại bình thường. Quản sự kia nhận lấy hộp ngọc từ tay Kiệt Sâm, cẩn thận mở ra, ngay lập tức, một cỗ khí tức nồng đậm vô cùng tươi mát liền tràn ngập toàn bộ đại sảnh, triệt để xua tán những vị thuốc dược liệu thấp kém pha lẫn đang quanh quẩn trong các. Trong hộp ngọc là một cây linh dược toàn thân màu bích lục, lớn cỡ bàn tay nằm ngay ngắn, đạo đạo khí tức tươi mát từ trên thân linh dược phát tán ra, chung quanh càng có một đạo linh quang quanh quẩn. Mùi thơm này, rốt cuộc là linh dược gì? Trời ạ, ta chỉ ngửi một chút mùi vị kia thôi mà tinh thần đã vô cùng sảng khoái, đến tột cùng là linh dược phẩm giai gì? Trong đại sảnh, thị giác và khứu giác vô số khách nhân đều bị linh dược trong hộp ngọc của Kiệt Sâm hấp dẫn, trong mắt lộ ra vẻ giật mình và kinh hãi. Cái này là thần hy thảo. Thoáng cái, hai mắt quản sự trung niên kia trợn tròn lên, trong miệng phát ra tiếng kinh hô, hai tay đều đã có chút run rẩy. Hai vị khách nhân, xin hai vị chờ một chút, ta sẽ mời lão bản của ta đến ngay lập tức. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quản sự trung niên kia mang trên mặt vẻ ửng hồng nhìn Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã, lên tiếng rất nhanh, chợt mãnh liệt quay đầu lại, nói với một nhân viên cửa hàng. Nhanh gọi lão bản tới. Nhân viên cửa hàng kia nhìn thấy vẻ lo lắng của quản sự, biết rõ sự tình rất khẩn cấp, liền chạy như bay lên một cầu thang. Thất giai thần hy thảo. Trời ạ! Lúc nãy khi quản sự trung niên kia kinh hô lên, vô số ánh mắt khách nhân trong đại sảnh đều nhìn về Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã, trong đôi mắt toát ra vẻ cuồng nhiệt. Thiên Hải đại lục cho dù cách Tư Đặc Ân đại lục vô số vạn dặm, nhưng khí hậu lại kém cũng không lớn, bởi vậy ngoại trừ dân phong, tập tục gì đó ra, tuyệt đại đa số linh dược cả hai đại lục đều có được, nhưng phương diện linh dược học của hai đại lục thì lại không giống nhau. Bởi vì sự tồn tại của linh dược sư tháp, nên linh dược học trên Tư Đặc Ân đại lục trong mấy ngàn năm không ngừng được phát triển, đã đạt đến một thời kỳ cực kỳ đỉnh phong, mà Thiên Hải đại lục lại vì quanh năm hỗn chiến tranh nhiều lần nên khiến cho sự phát triển của linh dược học thấp hơn Tư Đặc Ân đại lục không ít. Bởi vậy trên Thiên Hải đại lục, độ tốt xấu của tài liệu linh dược có thể trên trình độ thật lớn quyết định phẩm giai, và giá trị của một lọ linh dược tề có thể quyết định quá trình phối chế của một linh dược sư. Cũng giống như lần trước Áo Cổ Tư Đô lần đầu đến Áo Lan Đa Vương quốc, muốn đánh chết Kiệt Sâm và Lôi Nặc, ngay lúc đó Kiệt Sâm mới chỉ là tam giai trung cấp linh sư, coi như ở phương diện kỹ thuật lưu linh dược học thì cũng chỉ là ở giữa lục giai cao cấp và thất giai đê cấp thôi, căn bản khó có thể chế biến ra thất giai hoàng cấp linh dược tề. Nhưng vì băng linh thánh quả chính là bát giai đế cấp lại khiến cho Kiệt Sâm thành công chế biến ra thất giai hoàng cấp linh dược tề, có thể khiến Vi Ân khôi phục thực lực. Đây cũng là chỗ tốt của linh dược phẩm giai cao, ở bất kỳ nơi nào cũng đều khiến người chạy theo như vịt, vô cùng điên cuồng. Ở Thiên Hải đại lục, bởi vì địa vực nhỏ hẹp, hơn nữa toàn bộ đại lục phía nam là một mảnh man hoang đầm lầy nên dẫn đến tài liệu linh dược so với Tư Đặc Ân đại lục phải thưa thớt hơn không ít, bất luận một cây thất giai hoàng cấp linh dược nào cũng đủ để gây ra oanh động, đấu được giá rất cao. Mà thân hy thảo này, càng là một loại linh dược cực kỳ quý hiếm trên Thiên Hải đại lục, có thể khiến người chết đà nhục bạch cốt, có thể so sánh với vân vụ linh quả Kiệt Sâm đạt được ở hỗn loạn chi lĩnh, cũng khó tránh khỏi khiến vô số người ở đây chấn kinh. Trong lúc nhất thời, những khách nhân trước kia vốn muốn mua linh dược đều rời ánh mắt nhìn sang, cực kỳ nóng bỏng. Một nam một nữ này đến cùng có lai lịch gì? Vậy mà lấy ra thất giai thần hy thảo. Chẳng lẽ là một đại gia tộc nào đó hay sao? Tuy rằng phục sức trên người bọn họ tựa hồ không được tốt lắm, nhưng nhìn khí chất đó, quả thật giống như là từ đại gia tộc đi ra. Bất quá gia tộc lớn bình thường sao, có thể tùy tiện bán ra thần hy thảo thất giai hoàng cấp linh dược như thế, chứ? Hoàng cấp linh dược, trong các đại gia tộc cũng là chân bảo, căn bản không có khả năng lấy ra bán được. Trong đại sảnh, tiếng nghị luận ông vang lên, ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào trên người Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã,
trong nội tâm rung động đồng thời không khỏi suy đoán thân phận của hai người. Khí chất một người sẽ không thể làm bộ, hai người Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã nhìn qua giống như là xuất thân từ một đại gia tộc, trên người có một loại khí chàng khó tả. Đạp 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 đạp. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân kịch liệt từ trên lầu truyền đến, Kiệt Sâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám cường giả quần áo hoa lệ, tuổi khác nhau đang nhao nhao đi xuống. Nghe nói có người bán ra thần hy thảo, là ai? Ở nơi nào, thần hy thảo kia ở nơi nào? Đám người kia một bên từ cầu thang đi xuống, một bên trong miệng hỏi thăm lên tiếng, phục sức trên người bọn họ đều vô cùng đẹp đẽ quý giá, khí thế trên người nguyên một đám cũng rất bất phàm, so với một ít khách nhân trong đại sảnh cũng cao quý hơn nhiều. Linh dược các này tổng cộng có tầng 3, tầng thứ nhất này chẳng qua là một ít linh dược và dược tề cấp thấp, mà hai tầng chính là một ít linh dược và dược tề đẳng cấp cao. Về phần tầng 3, chính là địa điểm của linh dược các tổng bộ, đám người quần áo hoa lệ này, hiển nhiên là khách nhân ở tầng 2 chọn mua đồ vật nhận được tin mà đến. Nghe được trong đại sảnh lầu 1 có người bán ra thất giai hoàng cấp linh dược, tự nhiên bọn họ đều kềm nén không được, xuống muốn gặp rồi. Trong lúc nhất thời, hai người Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã phảng phất như bảo vật quý hiếm, bị rất nhiều khách nhân trong đại sảnh đều nhìn chăm chú, phi thường náo nhiệt. Nhìn thấy một màn này, trong nội tâm Kiệt Sâm không khỏi tức cười, dùng thân phận của hắn, linh dược tài liệu trong không gian giới chỉ mang theo, trên người tự nhiên đều vô cùng quý hiếm, thần hy thảo này chỉ là, hắn vì tùy tiện hối đoái một ít linh tệ mới lấy ra thôi, chính là một loại tài liệu kém nhất trong không gian giới chỉ, không nghĩ tới sẽ gây ra oanh động như vậy. Bất quá cẩn thận ngẫm lại thì Kiệt Sâm cũng liền bình thường trở lại, một cái đại châu của Thiên Hải Đại Lục diện tích ước chừng không bằng một nửa hỗn loạn chi lĩnh, coi như là ở hỗn loạn chi thành, xuất ra một cây tài liệu thất giai cũng sẽ gây ra chút oanh động. Đoan Mộc Thành này tuy rằng là chủ thành của Ông Châu, nhưng cũng không có bao nhiêu thất giai linh dược cả. Nghe nói có khách quý đến thăm, xin thứ cho lão phu chậm trễ. Bỗng một tiếng cười to cởi mở vang lên trong đại sảnh, chợt, một lão giả mặc trường bào màu đen từ từ đi xuống, phía sau của hắn, đang theo lấy tiểu nhị vừa mới đi lên thông báo. Lão giả bước vài bước tới trước mặt Kiệt Sâm, bất động thanh sắc quan sát hai mắt Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã, trong đôi mắt tràn đầy vui vẻ. Hai vị, lão phu Bố Lại Ân, trưởng quầy linh dược các Đoan Mộc Thành, không biết tôn tính đại danh hai vị. Lão giả chắp tay lên tiếng, dáng tươi cười đầy mặt kia mang đến cho người một cảm giác rất tốt. Kiệt Sâm. Kiệt Sâm lạnh nhạt lên tiếng, Khắc Lôi Nhã lại không nói một lời, đứng bên cạnh Kiệt Sâm. Bố Lại Ân ngắm nhìn ôn linh ngọc hộp đặt trên quầy, cười nói. Nguyên lai là Kiệt Sâm công tử, nghe nói công tử muốn bán ra thất giai thần hy thảo, không bằng theo lão phu lên trên lầu cẩn thận nói chuyện, như thế nào? Bố Lại Ân khoát tay chặn lại, thành khẩn nhìn qua Kiệt Sâm. Kiệt Sâm gật gật đầu. Trong đại sảnh, không ít khách nhân không khỏi thở dài, hiển nhiên vì không nhìn thấy giao dịch mà thất lạc, bất quá việc buôn bán này cũng có quy củ của nó, bảo vật như thần hy thảo tự nhiên không thể nào như rau cải trắng, ở trong đại sảnh tùy tiện nói một chút liền định ra giá cả. Thỉnh. Bố Lại Ân lúc này mang theo Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã chuẩn bị đi lên cầu thang. Bố Lại Ân, nghe nói ở chỗ ngươi có bán ra thần hy thảo, không biết là vị nào. Thanh âm của một nam tử trẻ tuổi từ cửa lớn của linh dược các truyền đến. Mọi người trong đại sảnh nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một gã thanh niên ngọc thụ lâm phong hơn 20 tuổi tiến vào đại sảnh. Thanh niên này thân mặc một bộ áo lông màu trắng, thần thái có chút ưu nhã. Ở phía sau hắn càng có vài tên tùy tùng khí thế siêu phàm đi theo, hiển nhiên thân phận cực kỳ không tầm thường. Thanh niên này vừa xuất hiện, đại sảnh lúc trước còn nghị luận ầm ĩ lập tức hoàn toàn yên tĩnh, trở nên vô cùng yên tĩnh. Đại công tử, nguyên lai là đại công tử đến. Trong đại sảnh một ít người có chút thân phận đều đứng dậy chắp tay. Hiển nhiên, thân phận của công tử áo trắng này không giống bình thường. Thanh niên gật gật đầu với những khách nhân, ánh mắt đảo qua hai người Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã. Sau khi nhìn đến Khắc Lôi Nhã liền không khỏi sững sờ, trong đôi mắt hiện lên một tia kinh diễm che giấu. Bất quá rất nhanh hắn liền quay đầu, rời ánh mắt về phía trên hộp ngọc trong tay Kiệt Sâm. Vừa nhìn qua, đôi mắt thanh niên kia liền tuôn ra một đoàn tinh mang. Thần Hy Thảo là chủ dược của thất giai hoàng cấp linh dược tề Thần Hy Dược Tề. Đồng thời cũng là phụ dược trọng yếu của nhiều loại thất giai hoàng cấp trị liệu dược tề, thậm chí còn có hai loại bát giai đế cấp linh dược tề, căn cứ theo số năm bất đồng, công hiệu cũng có mạnh yếu, bình thường thần hy thảo là 7 lá, 8 lá chính là chân phẩm, về phần thần hy thảo 9 lá, càng hiếm thấy vô cùng, không nghĩ tới, hôm nay vậy mà có thể chứng kiến một cây thần hy thảo 9 lá trong truyền thuyết. Vừa may, bổn công tử gần đây cần một lọ thất giai hoàng cấp linh dược tề, chỉ còn thiếu thần hy thảo này thôi. Thanh niên áo trắng kia hơi cười ra tiếng, quay đầu nhìn về phía Kiệt Sâm, ôn nhã cười nói. Vị công tử này, như vậy đi, gốc thần hy thảo này bán cho ta, bố Mặc gia tộc ta chính là linh dược thế gia lớn nhất Ung Châu,
tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi đâu, ngươi báo giá đi. Thanh niên kia vừa xuất hiện, dăm ba câu đã khống chế chẳng diện, trong lời nói tràn đầy tự tin, giọng nói và thần thái kia, hiển nhiên đã xem thần hy thảo trong tay Kiệt Sâm trở thành vật của mình rồi. La Văn đại công tử, thần hy thảo này là vị công tử này bán ra ở linh dược các ta, ngươi như vậy, tựa hồ không hợp quy củ. Nghe được lời của thanh niên áo trắng, trong đại sảnh, Bố Lại Ân sắc mặt không khỏi trầm xuống, lạnh lùng lên tiếng. Trong đại sảnh, ánh mắt của tất cả khách nhân đều toát ra vẻ hưng phấn, hiển nhiên là muốn xem náo nhiệt rồi. Linh dược các này tuy rằng là do Bác Chữ gia tộc có thanh danh rất lớn trên đại lục mở ra, nhưng thế lực của Bác Chữ gia tộc ở Linh Châu Trung Bộ đại lục, hơn nữa, theo một ít tin tức thì mấy năm gần đây ra, bởi vì đắc tội thế lực kia, nên tình huống của Bác Chữ gia tộc một năm không bằng một năm, linh dược các vốn mở ra trên khắp đại lục, thậm chí linh dược các trong một số thành chỉ còn đụng phải cướp bóc, chuyện này trước giờ chưa bao giờ xảy ra. Mà La Văn đại công tử này chính là đại thiếu gia của Bố Mặc gia tộc, linh dược thế gia lớn nhất Ung Châu, nghe nói cực kỳ được tộc trưởng Bố Mặc gia tộc yêu thích, Bố Mặc gia tộc này ở Đoan Mộc Thành, cũng mở ra chân bảo lâu chuyên môn thu mua linh dược, chế biến linh dược tề, nhưng cũng không xích mích gì với linh dược cát. Hôm nay, hai thế lực lớn này đúng là vì một cây thất giai hoàng cấp linh dược mà phát sinh xung đột, chuyện này khiến rất nhiều người ở chàng trong nội tâm đều tràn đầy chờ mong. Mỗi người cũng biết, linh dược các trải rộng đại lục, đã mang đến rất nhiều linh dược tề cho các thế lực trên đại lục, nhưng cũng cướp đoạt rất nhiều tài nguyên của thế lực bản thổ, như Bố Mặc gia tộc này, thân là linh dược thế gia bản thổ Ung Châu nên quan hệ giữa cả hai vốn, cũng không được tốt lắm. Không hợp quy củ. Trong đại sảnh, thanh niên áo trắng nở nụ cười. Quy củ là người định đấy, hơn nữa, mua sắm vật phẩm, người trả giá cao được, nhưng chuyện khác đều là hư vô cả. Như vậy, ta cho ngươi 100 triệu linh tệ, thần hy thảo này của ngươi bán cho ta đi. Thanh niên áo trắng nhìn về phía Kiệt Sâm, đạm mạc lên tiếng. Trong đại sảnh, không ít người không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, hiển nhiên là vì giá tiền của thanh niên áo trắng này mà lắp bắp kinh hãi. 100 triệu linh tệ, đây tuyệt đối không phải là một số lượng nhỏ, tuy rằng thất giai hoàng cấp linh dược cũng là vật báu vô giá, nhưng thất giai hoàng cấp linh dược bình thường cũng chỉ có cái giá này, coi như đấu giá thì cũng như thế. Cho dù lúc trước theo lời La Văn, thì thần hy thảo này hiển nhiên cũng không chỉ là thất giai hoàng cấp linh dược bình thường, nhưng giá cả thế này thực sự cũng không thấp rồi. 100 triệu, Bố Lại Ân các chủ, ta ra 100 triệu linh tệ, ta nghĩ ngươi chắc có lẽ không có ý kiến gì hả? Thanh niên áo trắng cười nhạt nhìn qua Bố Lại Ân, nhưng hắn biết rõ, Bác Chữ gia tộc của linh dược các gần đây gặp phải một ít đại phiền toái, tài chính cực kỳ thiếu, linh dược tề cung ứng không được, khiến cho các sinh ý trong linh dược các cũng không được tốt, lấy năng lực của Bố Lại Ân các chủ rất khó thoáng một phát xuất ra nhiều tài chính. Như vậy, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong đại sảnh đều rời ánh mắt về phía Bố Lại Ân các chủ bên cạnh Kiệt Sâm. Rất hiển nhiên, bọn họ đều muốn xem Bố Lại Ân các chủ này sẽ có phản ứng gì. Bố Lại Ân các chủ lạnh như băng nhìn La Văn, lại nhìn vào thần hy thảo chín lá trong tay Kiệt Sâm, đạm mạc nói. Kiệt Sâm công tử, ta ra 100 triệu 5.000 vạn. 200 triệu. La Văn cười, trực tiếp tăng giá lên gấp đôi. Xôn xao. Toàn bộ đại sảnh lập tức có chút xôn xao, trên mặt không ít người đều lộ ra vẻ rung động. Bình thường khi bán ra thất giai hoàng cấp linh dược sẽ rất ít dùng linh tệ, đến hối đoái, đều dùng ngũ giai, lục giai linh dược tề, hoặc là một ít vật phẩm đặc thù phẩm giai cao cấp, lần này động cái hơn, 100 triệu linh tệ quả thật mang đến cho mọi người một loại cảm giác rất rung động. Trong đại sảnh, Bố Lại Ân các chủ sắc mặt không khỏi biến đổi. 200 triệu 5.000 vạn. Cuối cùng, Bố Lại Ân vẫn khẽ cắn môi, lại ra giá. 300 triệu. La Văn cười nhạt, lại lần nữa mở miệng. Trực tiếp đẩy giá cả lên đến 300 triệu, ngữ khí của hắn tùy ý, tựa hồ như hoàn toàn không để 300 triệu này ở trong lòng vậy. Nghe được giá cả 300 triệu, sắc mặt Bố Lại Ân các chủ không khỏi trở nên có chút khó coi, gần đây bởi vì chuyện của gia tộc, mà tài chính trong cách linh dược các trên khắp đại lục đều khó khăn, trừ bỏ chi tiêu và quay vòng thông thường của linh dược các, hôm nay tất cả tài chính Bố Lại Ân có khả năng lấy ra, cũng chỉ có 300 triệu thôi. Nhưng thần hy thảo này thực sự quá mức quý hiếm. Bố Lại Ân thật sự không muốn bu ông tha nó. Như thế nào, Bố Lại Ân các chủ, không còn tiền nữa sao? Trên mặt La Văn mang theo nét cười, trong đôi mắt mang theo khinh thường trào phúng lên tiếng. Bố Lại Ân sắc mặt âm trầm như nước, ngắm nhìn La Văn, khẽ cắn môi, lên tiếng nói. 300 triệu 1.000 vạn. 300 triệu 1.000 vạn. Nghe được báo giá của Bố Lại Ân các chủ, La Văn lại không nhịn được cười, trong nét cười tràn đầy vẻ dương dương đắc ý. Bố Lại Ân các chủ, linh dược các ngươi giàu gì cũng là cửa hàng thanh danh hiển hách trên đại lục, Bác Chữ gia tộc càng là thế lực lớn đỉnh tiêm, không nghĩ tới lại không phóng khoáng như vậy, thêm 1.000 vạn, ngươi cũng thật không biết xấu hổ đấy. 300 triệu 5.000 vạn. La Văn quay đầu nhìn về phía Kiệt Sâm,
nắm chắc thắng lợi trong tay lên tiếng. Bố Lại Ân xanh mặt, nhưng lại không nói gì nữa. Thần Hy Thảo chín lá này quý hiếm vô cùng, 300 triệu 5.000 vạn thoạt nhìn nhiều. Nhưng một khi Thần Hy Thảo thành công phối chế thành Thần Hy Dược Tề, cái giá tiền này tuyệt đối không coi vào đâu. Nhưng bố Lại Ân thiếu thốn tài chính lại không cách nào tăng thêm được nữa. Kiệt Sâm công tử, nói thực ra, đối với Thần Hy Thảo này của ngươi, lão hủ rất có hứng thú. Chỉ tiếc, ta chỉ có thể thêm 300 triệu 1.000 vạn, bất quá. Bố Lại Ân nhìn qua Kiệt Sâm, thành khẩn lên tiếng. Nếu như công tử tin được tại hạ, trước hết thu Thần Hy Thảo lại, chờ ta xin chỉ thị của cao tầng linh dược các chúng ta. Ta tin tưởng, linh dược các chúng ta tuyệt đối nguyện ý dùng một giá tiền cao hơn, để thu mua Thần Hy Thảo của công tử. Đương nhiên, nếu công tử không muốn, nếu La Văn công tử đã nguyện ý ra giá 300 triệu 5.000 vạn, công tử cứ bán cho La Văn công tử đi, mua bán không xả thân nghĩa tại, hy vọng công tử lần sau có linh dược, còn có thể bán cho linh dược các ta. Bố Lại Ân các chủ rất nghiêm túc mở miệng. Bố Lại Ân các chủ, người thua cũng thua rồi, còn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, ngay cả một cây thất giai linh dược cũng mua không nổi. Ta xem, linh dược các ngươi hay là sớm dọn khỏi Đoan Mộc Thành đi, tránh cho mất mắt xấu hổ, khiến người cười đến rụng răng. La Văn cười lạnh, lại rời ánh mắt lên trên người Kiệt Sâm, càng mỉm cười nhìn Khắc Lôi Nhã. Các hạ là gọi là Kiệt Sâm, không biết vị tiểu thư này, xưng hô như thế nào? La Văn toát ra một dáng cười nhiệt tình với Khắc Lôi Nhã, chắp tay nói. Cử chỉ của hắn khách khí, thần thái tiêu sái, hiển nhiên, đối với biểu hiện của mình lúc nãy ở trước mặt Khắc Lôi Nhã, hắn tràn đầy tự tin. Bất quá đối mặt với lời hỏi thăm của hắn, Khắc Lôi Nhã lại căn bản không thèm liếc hắn một cái, thủy chung đứng ở bên cạnh Kiệt Sâm, phảng phất như coi La Văn kia như không khí vậy. Trực tiếp bị Khắc Lôi Nhã bỏ qua, La Văn kia cũng là nao nao, chợt cảm thấy xấu hổ. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên bị nữ nhân đối xử như thế, hơn nữa còn là sau khi ra thủ bút lớn như lúc trước. Bất quá càng như thế thì trong lòng hắn càng nhảy lên kịch liệt. Hừ, cũng không biết là đệ tử của một gia tộc suy tàn nào, nghèo đến nỗi ngay cả thất giai hoàng cấp linh dược cũng phải xuất ra để bán, bất quá lại rất có khí chất, thần thái lại lạnh như vậy, nếu có thể đặt nàng ở dưới háng thì không biết sẽ có tư vị thế nào nữa. Trong nội tâm La Văn cảm thấy một tia lửa nóng, từ sâu trong đôi mắt hiện lên một tia dâm tà, bất quá rất nhanh liền biến mất, rồi sau khoát tay với mấy người sau lưng. Lập tức, một trong số mấy người hầu phía sau hắn vội vàng, từ trên người lấy ra 4 tấm linh tạp, trong đó 3 tấm màu vàng, 1 tấm khác lại màu đỏ, đi tới. Nơi này là 300 triệu 5.000 vạn, có thể trực tiếp hối đoái ở bất cứ nơi nào trên đại lục. La Văn cười lên tiếng, trong miệng nói xong, đồng thời liền muốn đi tới lấy ôn linh ngọc hộp trong tay Kiệt Sâm. Để cho ta tới nhìn xem, thần hy thảo chín lá này đến tột cùng có chỗ nào đặc thù. Nhưng mà không đợi tay của hắn đụng phải hộp ngọc trong tay Kiệt Sâm. 3. Ôn linh ngọc hộp bị Kiệt Sâm thoáng một phát khép lại. Ta có nói muốn bán cho ngươi rồi sao? Thanh âm lạnh lùng bình thản vang lên trong đại sảnh. La Văn khẽ giật mình, chẳng những là hắn, ngay cả bọn người bố Lại Ân các chủ cũng ngây ngẩn cả người. Những người khác đang xem náo nhiệt bỗng ngây người, Kiệt Sâm này có ý tứ gì? Là ngại La Văn công tử ra giá tiền thấp sao? Bố Lại Ân các chủ, lúc trước ngươi ra giá 300 triệu 1.000 vạn sao? Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Kiệt Sâm đưa hộp ngọc trong tay vào tay bố Lại Ân. 300 triệu 1.000 vạn, ta bán đi. Cái này, trong đại sảnh, tất cả mọi người đều ngây dại. Mà ngay cả bố Lại Ân các chủ cũng không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, sững sờ nhìn qua hộp ngọc trong tay. Mà gương mặt thủy chung mang theo mỉm cười, của La Văn giờ khắc này lại bỗng nhiên lạnh băng, một mảnh âm trầm. 300 triệu 1.000 vạn, ta bán đi. Lúc Kiệt Sâm nói ra những lời này, tất cả mọi người ở đây đều thất thần, cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại sảnh yên tĩnh im ắng, một mảnh tĩnh mịch, hào khí vô cùng quỷ dị. Phải biết rằng, La Văn đại công tử của bố Mặc gia tộc trước kia đã ra giá 300 triệu 5.000 vạn, nhưng thanh niên tóc đen này lại hồn nhiên không quan tâm đến, dùng giá cả thấp hơn 4.000 trực tiếp bán cho bố Lại Ân các chủ của Linh Dược Các, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn La Văn đại công tử, cái này khiến trong đầu mọi người nhất thời đều xoay chuyển. Trên đời này nào có người nào làm sinh ý như vậy? Chẳng lẽ thanh niên này có mâu thuẫn với bố Mặc gia tộc sao? Không ít trong lòng người đều suy đoán, tràn ngập nghi hoặc, đồng thời ở sâu trong đôi mắt còn toát ra thần sắc vô cùng hưng phấn. Hiển nhiên, chuyện phát triển càng ngày càng thú vị rồi. Bọn hắn nào biết đâu rằng, đối với Kiệt Sâm mà nói, vô luận là 300 triệu 1.000 vạn hay là 300 triệu 5.000 vạn, đều không đáng kể chút nào. Thần Hy Thảo này, cũng chỉ là một loại linh dược phẩm giai thấp nhất hắn lấy ra từ giới chỉ, để đổi linh thạch thôi. Các hạ, ngươi đây là ý gì? Trong đại sảnh, La Văn sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua Kiệt Sâm, trong miệng lạnh lùng lên tiếng. Vẽ mặt, đây là con mẹ nó trắng trợn vẽ mặt.
Nếu Kiệt Sâm vì giá tiền hắn đưa ra không cao, mà cự tuyệt thì trong nội tâm La Văn dù khó chịu nhưng còn có thể tiếp nhận, nhưng Kiệt Sâm ngay cả hỏi cũng không hỏi hắn, đã dùng giá cả thấp hơn mình cả 4.000 vạn, để trực tiếp bán cho linh dược các bố lại ân các chủ, tựa hồ hoàn toàn coi hắn thành không khí, cái này khiến La Văn bừng bừng lửa giận. Hắn trước kia còn dương dương đắc ý, dùng tư thái cường thế xuất hiện, ở trước mặt, rất nhiều quý tộc Đoan Mộc Thành đánh bại linh dược các bố lại ân các chủ, đã nhận được thần hy thảo này, trong nội tâm hăng hái, nhưng theo lời nói của Kiệt Sâm rơi xuống, hắn trước kia còn dương dương đắc ý liền thoáng cái biến thành trò cười của tất cả quý tộc Đoan Mộc Thành, mà tư thái cường thế trước kia của mình lại giống như một con khỉ nhảy nhót lung tung vậy, khiến La Văn căn bản không cách nào tiếp nhận. Một sát na này, trong toàn bộ đại sảnh, ánh mắt mọi người đều lập tức rơi vào trên người Kiệt Sâm, muốn xem hắn trả lời thế nào. Nhưng mà Kiệt Sâm ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn La Văn, chỉ rời ánh mắt lên trên người bố lại ân các chủ đang ngây ngốc đứng đó. Như thế nào? Chẳng lẽ bố lại ân các chủ không muốn thần hy thảo này sao? Kiệt Sâm đạm mạc lên tiếng. Lời nói của Kiệt Sâm lại khiến bố lại ân các chủ đang ngốc ở đó, mạnh mẽ hồi phục thần trí. Không, không, Kiệt Sâm công tử kính xin ngài chờ một chốc, ta sẽ chuẩn bị tốt linh tệ. Bố lại ân các chủ thần sắc tràn đầy kích động và mừng rỡ, hắn không rõ Kiệt Sâm tại sao phải cự tuyệt giá cả của La Văn, nhưng thần hy thảo mất mà được lại, khiến linh dược các chủ hắn trong lòng mừng rỡ như điên. Về phần đối mặt với La Văn đang nghiến răng nghiến lợi, Kiệt Sâm lại hoàn toàn không thấy sự hiện hữu của hắn. La Văn đại công tử, hôm nay vậy mà kinh ngạc rồi. Đám khách quý thầm nghĩ trong lòng, nhưng không dám nói lời nào, chỉ ở một bên nhìn xem La Văn ứng phó như thế nào. Đáng giận. Giờ khắc này, phẫn nộ trong lòng La Văn cũng triệt để bạo phát. Hắn cũng dám bỏ qua ta. La Văn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hung ác. Hắn, La Văn, đại công tử của ba châu đệ nhất linh dược thế gia bố Mặc gia tộc, tộc trưởng tương lai của bố Mặc gia tộc, với tư cách là linh dược thế gia của ba châu, thế lực của bố Mặc gia tộc ở đây rất lớn, ngoại trừ đệ nhất gia tộc Lạc Tư gia tộc khống chế Đoan Mộc Thành gia, bố Mặc gia tộc hắn chính là gia tộc cường đại nhất, khống chế mấy chục tòa thành trì trong châu. Nếu như nói tại ba châu và mấy mảnh địa vực chung quanh, Lạc Tư gia tộc là hoàng đế thì bố Mặc gia tộc hắn chính là chư hầu một phương, mà trong mấy chục toàn thành trì mà bố Mặc gia tộc khống chế, bố Mặc gia tộc đại công tử La Văn hắn chính là thổ hoàng đế khống chế gần ngàn vạn con dân. Thân phận như vậy cao quý đến thế nào chứ? Đi tới chỗ nào cũng đều được vạn người ủng hộ cả. Mà nếu ngay vừa rồi vì chén ép linh dược các đối đầu với bố Mặc gia tộc, nên hắn đã cường thế ra tay, vung tiền như rác, dùng giá cả linh dược các không cách nào phản kháng giành được thần hy thảo. Nếu như Kiệt Sâm không hài lòng giá cả, uyển chuyển từ chối, vậy thì La Văn còn không đến mức tức giận như thế. Nhưng ở trước mặt mọi người, Kiệt Sâm vậy mà hoàn toàn không thấy sự hiện hữu của hắn. Ngược lại giá tiền thấp hơn bán thần hy thảo cho linh dược các, bảo La Văn như thế nào không thẹn quá hóa giận, như thế nào không giận dữ chứ. Chuyện này một khi truyền đi, bảo mặt mũi La Văn đại công tử hắn để vào đâu. Chuyện này sẽ trở thành trò cười trong miệng mọi người mất. Soạt, cảm nhận được nộ khí phát ra từ trên người công tư mình, vài tên hộ vệ sau lưng La Văn đều tiến lên trước một bước, mặt mũi tràn đầy hung ác lạnh lùng nhìn chăm chú vào Kiệt Sâm, tư thái kia giống như chỉ cần La Văn ra lệnh một tiếng thì sẽ ra tay ngay. Xú tiểu tử, công tử nhà ta nói chuyện với ngươi, ngươi có thái độ gì thế? Trong đó một gã hán tử đen gầy, trong đôi mắt càng lộ ra hung quang, trong miệng quát chói tai lên tiếng, một cổ khí cơ đáng sợ từ trong cơ thể hắn thoáng một phát phóng thích, linh lực cường đại tung hoành tàn sát bừa bãi, uy áp tỏ khắp, khiến chung quanh không ít khách nhân đều không tự chủ được lui về phía sau, mặt lộ kinh hãi. Thật sự là phiền toái. Cảm nhận được khí thế đối phương phát ra, Kiệt Sâm nhướng mày, trong đôi mắt lóe lên tinh quang, muốn ra tay. Hắn chỉ có nghĩ đến linh dược các bán ra linh dược, đồng thời hướng linh dược các của Bắc Chữ gia tộc nghe ngóng tình huống một chút, lại không nghĩ rằng lại bị La Văn này không mời mà tới, thân thân méo mó, ồn ào vô cùng, khiến Kiệt Sâm không khỏi chán ghét. Dùng thân phận và thực lực của Kiệt Sâm, đối với La Văn này, căn bản không để trong lòng, dù bối cảnh của hắn có lớn hơn đi nữa. Chỉ có điều theo thực lực tăng lên, tâm tính của Kiệt Sâm cũng trở nên ôn hòa, không giống lúc trước khi vừa mới tiến vào linh dược sư tháp động chút là ra tay. Thủ đoạn hung mãnh, nhưng nếu La Văn này không thức thời, Kiệt Sâm cũng không ngại gạt bỏ hắn khỏi thế giới này. Nhưng không đợi Kiệt Sâm ra tay, bố Lại Ân ở một bên lại sợ Kiệt Sâm bị thương tổn, đã mãnh liệt đi ra, chắn trước người Kiệt Sâm, linh lực đáng sợ cũng từ trong cơ thể hắn thoáng một phát phóng thích, thần sắc phẫn nộ. Tháp Mẫu Lạp, ngươi đây là muốn làm gì? Nơi này là linh dược các ta, không phải bố Mặc gia tộc ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn đắc tội Bắc Chữ gia tộc sao? Hừ, động thủ trong thành. Ngươi là muốn khiêu khích uy nghiêm của bá nhân Lý Hy thành chủ sao? Bố Lại Ân gầm lên. Hán tử đen gầy này, chính là hộ pháp của bố Mặc gia tộc, Tháp Mẫu Lạp, thất giai trung cấp hoàng linh sư,
thực lực không giống bình thường, hung danh hiển hách, mà bố Lại Ân các chủ của Linh Dược Các chỉ là một gã thất giai đế cấp hoàng linh sư, nhưng chuyện phát sinh ở Linh Dược Các, hơn nữa còn là vì bán ra thần hy thảo nên bố Lại Ân phải đứng ra, không để đối phương động đến Kiệt Sâm. Hơn nữa trong chủ thành không cho phép chém giết, chuyện nếu náo đến ba châu đệ nhất gia tộc tộc trưởng, Đoan Mộc Thành thành chủ bái nhân Lý Hy đại nhân thì bố Lại Ân cũng không sợ. Đắc tội với bác chữ gia tộc ngươi sao? Bản thân bác chữ gia tộc ngươi cũng sắp chết đến nơi rồi, còn ở nơi này giả trang gì nữa? Hán tử đen gầy Tháp Mẫu Lạp cười lạnh, khí thế trên người không giảm, đồng thời ánh mắt nhìn về phía La Văn ở một bên, hiển nhiên chờ mệnh lệnh của hắn. La Văn ánh mắt ngưng lại nhìn qua bố Lại Ân và Kiệt Sâm, sát cơ trong mắt không chút che giấu. Bất quá hắn cũng không phân phó Tháp Mẫu Lạp ra tay, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng cố nén nộ khí. Tốt, tốt, bố Lại Ân, xem như ngươi lợi hại, bất quá ngươi chờ đi, Linh Dược Các này của ngươi cũng không được bao lâu nữa đâu, còn ngươi nữa tiểu tử, hắc, hắc. La Văn cười lạnh hai tiếng, ánh mắt như độc xà giống nhìn vào Kiệt Sâm. Chúng ta đi. Trong miệng của hắn quát lạnh, quay người đi ra khỏi Linh Dược Các, mà rất nhiều thủ hạ của hắn cũng hung hăng ngắm nhìn bọn người Kiệt Sâm, vội vàng đuổi kịp bước chân La Văn rời khỏi Linh Dược Các. Trong đại sảnh ẩn ẩn truyền ra trận trận thanh âm nghị luận, sự ẩn nhận của La Văn khiến không ít khách mới đều có chút giật mình. Bình thường thanh niên tuổi này, đúng là độ tuổi khí diễm hung hăng càn quấy, giận dữ là ra tay, nhưng không nghĩ tới La Văn đại công tử, dưới tình huống thể diện tổn hại lớn như thế còn có thể nhịn được không ra tay, không hổ là đệ tử đại gia tộc, cũng khiến không ít khách mới phải xem trọng hắn. Kiệt Sâm công tử, thật có lỗi, khiến người bị sợ hãi rồi. Bố Lại Ân nhìn qua bóng lưng La Văn đi xa, cau mày, chợt tràn đầy áy náy lên tiếng với Kiệt Sâm. Không sao. Kiệt Sâm khoát tay áo, thần thái thong dong, hiển nhiên căn bản không để chuyện lúc trước ở trong lòng. Thiếu gia, đám người kia rất chán ghét, có muốn ta giết chết toàn bộ bọn họ không? Một bên, Khắc Lôi Nhã Thủy Chung không nói gì đột nhiên lên tiếng, thanh âm thanh tịnh vang lên trong đại sảnh. Soạt. Lời của Khắc Lôi Nhã lập tức khiến tất cả mọi người trong đại sảnh không khỏi hoảng sợ, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Khắc Lôi Nhã. Đôi nam nữ này đến tột cùng có lai lịch gì? Khẩu khí lớn như vậy, động cái đã giết chết toàn bộ đối phương. Đây chính là đại công tử của bố Mặc gia tộc, người thừa kế gia tộc. Nếu bị giết thì toàn bộ ba châu đều sẽ phát sinh đại chấn động, long trời lỡ đất. Cho dù không nói đến thân phận của La Văn công tử, chỉ riêng Tháp Mẫu Lạp hộ pháp kia cũng là thất giai trung cấp hoàng linh sư rồi. Ở ba châu cũng coi là cường giả nhất lưu. Mở miệng đã muốn giết chết toàn bộ, đó là thực lực thế nào chứ? Bất quá mọi người khi trông thấy tuổi tác của Khắc Lôi Nhã thì đều cười lắc đầu. Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã thoạt nhìn cực kỳ trẻ tuổi, chỉ có hơn 20 tuổi, bọn hắn chỉ cho hắn Khắc Lôi Nhã nói lời không cô kỵ, không biết đại lục hiểm ác, thuận miệng nói lung tung mà thôi. Hai vị, kính xin theo ta đi lấy linh tạp. Bố Lại Ân các chủ khoát tay với Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã. Kiệt Sâm gật gật đầu, lúc này cùng Khắc Lôi Nhã, đi theo sau lưng bố Lại Ân các chủ lên bậc thang, ngoại trừ linh tạp, Kiệt Sâm còn có một chút nghi vấn muốn hỏi bố Lại Ân các chủ này. Mà sau khi Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã đi theo bố Lại Ân các chủ lên lầu, bên ngoài Linh Dược Các, La Văn vừa mới đi ra lại lạnh lùng nhìn Linh Dược Các cách đó không xa, trong mắt lóe lên sát ý lạnh như băng. Tháp Mẫu Lạp, ngươi nói lúc trước người nọ có phải quá không biết điều không? Cho hắn mặt mũi, hắn lại không biết xấu hổ. Bên ngoài Linh Dược Các, La Văn ánh mắt sẵn giọng nhìn qua Linh Dược Các cách đó không xa, trong miệng lạnh cười ra tiếng. Đại công tử, tiểu tử lúc trước không khỏi quá không thức thời rồi. Có muốn tại hạ thay ngươi giáo huấn tiểu tử kia một chút không? Tháp Mẫu Lạp lập tức tiến lên, trong đôi mắt tam giác lóe lên hàn mang, hung ác lên tiếng. Hắn thân là gia tộc hộ pháp, thiếp thân thị vệ của đại công tử, ở ba châu gần đây hung hăng càn quấy đã quen, sao có thể nhịn được sỉ nhục hôm nay của đại công tử chứ? Tốt, có những lời này của ngươi là được rồi, tiểu tử lúc trước đang ở trong Linh Dược Các, người chung quanh quá nhiều, một khi chúng ta động thủ, rất nhiều người chứng kiến, chúng ta rất là đối lý. Bái nhân Lý Hy thành chủ tức giận lên thì gia tộc cũng rất là phiền toái. Trên mặt La Văn mang theo vẻ cười lạnh. Tháp Mẫu Lạp, chúng ta ở trà lâu này chờ tên chết tiệt kia đi ra. Lát nữa ngươi mai phục ở phụ cận, che kín mặt, tiểu tử kia vừa ra thì ngươi liền ra tay. Sau khi đắc thủ thì lập tức ra khỏi thành, không người nào có thể tìm được ngươi. Coi như có người đoán được là chúng ta ra tay, không có chứng cớ, cũng căn bản không sao cả. Công tử anh minh, gã hán tử đen gây kia cung kính lên tiếng, trên mặt lộ ra một tia cười. Đúng rồi, nữ nhân kia đừng giết, công tử ta còn chưa từng gặp qua mỹ nữ có khí chất như vậy, đến lúc đó, hắc hắc. La Văn tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, trong mắt toát ra dáng cười dâm tà. Hắc hắc, Tháp Mẫu Lạp cũng dâm đãng cười rộ lên. Công tử, hai tên gia hỏa kia, có phải trước tiên nên phái người tìm hiểu một chút, sau đó lại?
Đúng lúc này, trong số hậu vệ ở sau lưng La Văn, một trung niên đầu lĩnh lại tiến lên, mở miệng đề nghị lên tiếng. Trung niên nhân này là đội trưởng của đội hộ vệ Bố Mặc gia tộc, thất giai đề cấp Hoàng Linh Sư, là tộc trưởng Bố Mặc gia tộc sắp xếp ở bên người La Văn, gần đây làm việc rất trầm ổn cẩn thận. La Văn quay đầu, trong mắt lộ ra một tia không vui. Áo Bỉ gia, không cần ngươi nhiều lời ta tự có kết quả, tiểu tử kia xem bộ dáng thì tựa hồ là đệ tử của một gia tộc, bất quá đệ tử trẻ tuổi của một ít gia tộc trong Ba Châu ta đều biết cả, chưa từng gặp phải tiểu tử, nghĩ đến hẳn không phải là ở Ba Châu chúng ta, hơn nữa ngay cả thất giai hoàng cấp linh dược thần hy thảo, cũng bất đắc dĩ lấy ra bán, đoán chừng là xuất thân từ một tiểu gia tộc nào đó thôi. Thất giai hoàng cấp linh dược, ở trên thiên hải đại lục đủ để xưng là một báu vật vô giá, một đại gia tộc coi như có nghèo khốn thế nào. Nhưng một khi chưa đến lúc gia tộc tồn vong, vạn bất đắc dĩ thì cũng tuyệt đối không mang thất giai linh dược ra bán. Dù sao thì thất giai linh dược có thể dùng để giao dịch với một ít linh dược đại sư, cũng có thể hối đoái linh dược tề cường đại, là truyền thừa chi bảo. Bởi vậy La Văn coi Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã là đệ tử của một gia tộc suy tàn nào đó, tự nhiên không để trong lòng rồi. Áo Bỉ gia trong nội tâm thầm than. Cùng gia tộc, thế lực khác tranh phách, công tử làm vô cùng tốt, qua vài năm công tử sợ rằng sẽ kế thừa vị trí gia chủ. Nhưng công tử từ nhỏ đã bị gia tộc bồi dưỡng, cao cao tại thượng, chưa bao giờ chịu qua tư vị ở tầng chót, gần đây rất quan tâm thể diện, không biết nếu so với một số thứ, có đôi khi, mặt mũi thật sự không coi vào đâu. Bất quá Áo Bỉ gia cũng không nói gì nữa, dù sao lại, chuyện lúc trước nếu truyền đi, chẳng những có ảnh hưởng đối với công tử, cũng quan hệ đến toàn bộ thể diện của Bố Mặc gia tộc. Hơn nữa, quan trọng nhất là Áo Bỉ gia, cũng cảm thấy La Văn thiếu gia quan sát rất đúng, gia tộc bình thường. Trừ đi một tí tiểu gia tộc xuống dốc thì coi như thế lực có lớn đi nữa, có được linh dược tài liệu nhiều hơn nữa, cũng sẽ không lấy thất giai hoàng cấp linh dược ra để bán lấy tiền. Bất quá Áo Bỉ gia chú ý cẩn thận vẫn phái ra một hộ vệ, trong đội ngũ đi tìm hiểu tình huống của hai người lúc nãy trong linh dược các lúc trước một chút. Đi, chúng ta đi đến trà lâu chờ, tháp mẫu lạp, lát nữa, xem vào ngươi đấy. La Văn cười lạnh nói, kính xin công tử yên tâm, chờ xem kịch vui. Tháp mẫu lạp dữ tợn cười ra tiếng. Hừ, làm ta mất mặt, quả thực là ăn hết tim gấu gan báo, không biết chữ chết viết thế nào mà. La Văn trong miệng hừ lạnh, sau đó lại mang theo rất nhiều hộ về đi lên trà lâu ở một bên, tìm một vị trí gần cửa sổ để ngồi xuống, một bên thưởng thức trà, một bên im im lặng lặng nhìn chăm chú vào linh dược các cách đó không xa, khóe miệng mang theo tia cười nghiền ngẫm. Mà trong khi La Văn ở bên ngoài chờ Kiệt Sâm đi ra, Kiệt Sâm công tử, trong tấm thẻ linh này có 300 triệu 1.000 vạn linh tệ, kính xin công tử cất kỹ. Trong phòng khách ở tầng 3 linh dược các, Bố Lại Ân các chủ lấy một tấm linh tạp hiện lên màu vàng cung kính đưa tới, trong tay Kiệt Sâm. Kiệt Sâm tiếp nhận linh tạp, nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp cho vào người, hiển nhiên cực kỳ tín nhiệm đối với Bố Lại Ân, mà Bố Lại Ân trông thấy cử động của Kiệt Sâm trong lòng, cũng không khỏi có chút cảm động và bội phục. Thời gian tiếp xúc với Kiệt Sâm càng dài, Bố Lại Ân liền phát hiện mình càng nhìn không thấu người trẻ tuổi trước mặt này. Từ phục sức trên người Kiệt Sâm mà xem, tựa hồ cũng không phải xuất thân từ gia đình đại phú đại quý gì cả, nhưng loại khí chất mơ hồ phát ra này lại khiến Bố Lại Ân không dám có chút tùy tiện, đặc biệt là từ một ít chi tiết nhỏ, khiến Bố Lại Ân càng cảm giác được sự bất phàm của Kiệt Sâm. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, Kiệt Sâm này tựa hồ căn bản không quan tâm đến thần hy thảo kia, và 300 triệu 1.000 vạn linh tệ hối đoái được, loại thần thái tùy ý này căn bản không phải giả vờ, mà như đã nhìn quen linh dược phẩm giai cao vậy, rất là tự nhiên. Kiệt Sâm công tử này chắc hẳn xuất thân từ một đại gia tộc xuống dốc nào đó. Cuối cùng, Bố Lại Ân thầm nhận định về Kiệt Sâm ở trong lòng. Sau khi giao dịch xong thần hy thảo, Bố Lại Ân tâm tình không khỏi tốt hơn, cũng tùy ý hàn huyên với Kiệt Sâm vài câu. Đúng rồi, Kiệt Sâm công tử. Bố Lại Ân như nghĩ tới gì đó, thần sắc có chút ngưng trọng. Công tử hẳn không phải là người của Đoan Mộc Thành phải không? Nếu như công tử gần đây không rời khỏi Đoan Mộc Thành thì kính xin công tử cẩn thận một chút. Lúc trước La Văn kia chính là đại công tử của Ba Châu Bố Mặc gia tộc chúng ta, Bố Mặc gia tộc kia chính là Ba Châu đệ nhất linh dược thế gia, tộc trưởng Khuê Nhân càng là một gã bát giai trung cấp đế linh sư, thực lực không bình thường, đương nhiên, dùng thân phận của công tử tự nhiên sẽ không để ý những loại vụn vặt kia, nhưng cẩn thận một chút vẫn không sai. Đa tạ Bố Lại Ân các chủ nhắc nhở rồi. Kiệt Sâm từ chối cho ý kiến cười cười, rồi sau đó lại cau mày nói. Bố Lại Ân các chủ, nghe nói linh dược các ngươi chính là sản nghiệp của đại lục Bắc Ninh gia tộc, lấy thực lực của Bắc Ninh gia tộc tựa hồ chắc có lẽ không quan tâm đến tiểu gia tộc, như Bố Mặc gia tộc sao ta lại cảm thấy. Lúc trước trong giao phong của Bố Lại Ân và La Văn, Kiệt Sâm rõ ràng cảm thấy Bố Lại Ân hoàn toàn ở thế yếu, cái này khiến Kiệt Sâm có chút khó hiểu. Trong tư liệu mà Bỉ Tư Pháp mẫu tháp chủ cho hắn, Bắc Ninh gia tộc thân là phân bộ của linh dược sư tháp,
tại Thiên Hải Đại Lục có thể nói cao một phương bá chủ, coi như linh dược các ở chỗ này chỉ là một chi nhánh, cũng không nên xuất hiện tình huống trước đó mới phải, theo như lời La Văn lúc trước, Bác Ninh gia tộc tựa hồ gặp phải một chút phiền toái. Cái này, Bố Lại Ân các chủ không khỏi cười khổ một cái. Thực không dám giấu giếm, gần đây Bác Ninh gia tộc chúng ta, đích thật gặp phải một ít khó khăn, cho nên mới thành ra như thế. Bố Lại Ân các chủ lắc đầu, nhưng lại không nói cụ thể, dĩ nhiên đây chính là cơ mật của gia tộc, cho dù trên đại lục đã có không ít phong thanh, nhưng cũng không phải một các chủ chi nhanh như hắn có thể tùy ý đánh giá. Kiệt Sâm gật gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi thăm, tiếp theo lại hỏi thăm Bố Lại Ân các chủ một chút tin tức về sinh mệnh chi thủy. Kết quả đúng như Kiệt Sâm tưởng tượng, Bố Lại Ân các chủ này căn bản ngay cả sinh mệnh chi thủy là, cái gì cũng không rõ ràng lắm, tự nhiên cũng sẽ không nghe nói qua tin tức về nó. Sau khi trao đổi đơn giản một phen, hai người Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã dưới sự dẫn dắt của Bố Lại Ân các chủ đã đi ra một cửa ra vào khác của Linh Dược Các. Trong đại sảnh, không ít khách nhân vẫn chưa rời đi, thậm chí bởi vì chuyện lúc trước mà ngược lại có không ít người tới, muốn gặp xem thanh niên bán ra thần hy thảo, và không cho La Văn Đại Công Tử chút mặt mũi kia. Sau khi nhìn thấy Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã, trong miệng không khỏi nhao nhao nghị luận. Bố Lại Ân các chủ, xin dừng bước. Cửa đại sảnh, Kiệt Sâm chắp tay với Bố Lại Ân, cười lên tiếng. Hai vị, nếu sau này có linh dược gì, kính xin đến linh dược các ta, Bố Lại Ân ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi hai vị. Bố Lại Ân cũng biết mình lúc trước đã nhặt được đại tiện nghi nên rất là nhiệt tình. Ở cửa sổ lầu hai trà lâu cách linh dược các không xa. Công tử, tiểu tử kia đi ra. Đột nhiên, thanh âm của một gã hộ vệ vang lên bên tai La Văn. La Văn vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy ở cửa ra vào linh dược các cách đó không xa, hai người Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã dưới sự tiễn đưa của Bố Lại Ân các chủ đang chậm rãi đi ra. Trò hay sắp tới rồi. Trong mắt La Văn mạnh mẽ bắn ra một đoàn tinh mang, bu ông chén trà trong tay xuống, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười, gắt gao nhìn chằm chằm vào hai người Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã. Theo linh dược các đi ra, nhìn qua dòng người lui tới trên đường, Kiệt Sâm nhẹ thở ra một hơi. Thiếu gia, tiếp theo chúng ta đi nơi nào? Ánh mắt Khắc Lôi Nhã lướt qua đường cái, nhẹ giọng hỏi. Đi đến phủ thành chủ Đoan Mộc Thành này, bái phòng bái nhân Lý Hy kia một chút. Kiệt Sâm trầm ngâm nói, bọn hắn hiện tại chính là tìm kiếm mù quán, muốn đạt được tin tức về sinh mệnh chi thủy, tốt nhất nên ra tay từ chỗ các trưởng khống giả của các châu, dùng thực lực và địa vị của bọn hắn. Nếu thật sự có sinh mệnh chi thủy, nghĩ đến sẽ có một ít tin tức. Ân. Khắc Lôi Nhã nhẹ gật đầu, nàng tự hồ còn muốn nói điều gì, đúng lúc này. Một cổ linh lực cường đại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đồng thời, một đạo lưu quang kim sắc phẳng phất như linh xà xuất động, giao long ra khe, từ một đầu hẻm nhỏ ở một bên mạnh mẽ bắn ra, quỷ mị lao về phía Kiệt Sâm như thiểm điện. Kim hệ linh lực đáng sợ tung hoành tàn sát bừa bãi, như hải dương màu vàng, tràn ngập hết thảy. Một thanh trường kiếm hiện ra khí tức khủng bố như là độc xà phun lưỡi, xỏ xuyên ra một đạo vầng sáng chói mắt, như bạch hồng quán nhật, đâm rách hư không, cho Kiệt Sâm một kích chí mạng. Ầm ầm. Giờ khắc này, linh lực ngập trời bao phủ tất cả, linh lực màu vàng như một phiến hải dương bao phủ lấy tất cả mọi người ở đây. Thoáng chốc, không khí chung quanh đều thoáng chốc động lại. Khi Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã vừa đi ra khỏi linh dược các, trong linh dược các, không ít khách mới đều đặt lực chú ý lên trên người Kiệt Sâm, vừa mới tận mắt nhìn thấy một màn này. Tất cả mọi người đều bị cổ sát ý lăng lệ ác liệt này làm, cho sợ đến ngây người, sự xuất hiện của đối phương căn bản không hề có dấu hiệu, như trống rỗng xuất hiện vậy, quá nhanh và đột nhiên, một chiêu công ra, không có bất kỳ lưu thủ nào cả. Công tử cẩn thận, cách đó không xa, Bố Lại Ân các chủ đang cười yếu ớt đưa mắt nhìn Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã rời đi, cũng thấy được một màn này, trong miệng nhất thời giống to lên, đồng thời cả người như thiểm điện lướt đến, muốn chạy đến cứu viện. Nhưng sự xuất hiện của kẻ đánh lén thực sự quá mức đột ngột. Linh lực hiện ra, mũi nhọn sắc bén, thoáng chốc đã lộ ra trường kiếm màu vàng lóe lên hàn mang đã xuất hiện, ở trán Kiệt Sâm. Đây là một chiêu tất sát, căn bản không kịp ngăn cản. Trong lãnh mang màu vàng, khóe miệng Tháp Mẫu Lạp nổi lên một tia cười xâm lãnh. Sau khi nhận được mệnh lệnh của La Văn Công Tử, hắn liền không ngừng mai phục trong hẻm nhỏ ở một bên, không có nửa phần hoạt động, mà sau khi Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã xuất hiện, hắn cũng che giấu vô cùng tốt, đề phòng ám sát của mình bị Bố Lại Ân các chủ phá hư. Nên hắn không ngừng đợi đến lúc Bố Lại Ân các chủ đưa Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã ra đến cửa, lui lại thì mới phát động ra một kích như kinh lôi như vậy. Hắn cũng không biết thực lực của Kiệt Sâm cho nên, sau khi ra tay không có bất kỳ dừng tay nào, thực lực thất giai trung cấp hoàn toàn bắn ra, được ăn cả ngã về không, gắng đạt tới một kích đánh chết đối phương, không để cho đối phương có chút cơ hội thở dốc nào cả. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, Tháp Mẫu Lạp thân là thất giai hoàng linh sư, tự nhiên hiểu đạo lý này.
Trường kiếm được quán chú một kích toàn lực của mình thoáng chốc đi tới trán Kiệt Sâm, hai con mắt Tháp Mẫu Lạp hiện lên một tia hào quang khát máu. Hắn đã có thể tưởng tượng được tràng cảnh trường kiếm của mình nổ nát đối phương đầu đối phương, hình ảnh óc màu trắng và máu tươi điên cuồng phun ra sẽ xinh đẹp cỡ nào. Chết đi! La Văn trên trà lâu cách đó không xa nhìn qua một màn này, trên mặt cũng lộ ra dáng cười dữ tợn. Cát Gia vào Linh Dược Các, Tháp Mẫu Lạp đã phát động ra công kích mãnh liệt nhất, trường kiếm ẩn chứa linh lực đáng sợ thoáng chốc đi đến trước mặt Kiệt Sâm, trong lòng của hắn cười gian, sát ý tung hoành. Nhưng thoáng chốc khi trường kiếm trong tay Tháp Mẫu Lạp sắp đâm trúng đầu Kiệt Sâm, thì Tháp Mẫu Lạp nhất thời trông thấy, ánh mắt thanh niên tóc đen kia đột nhiên nhìn phía hắn, trong đôi mắt lộ ra không phải hoảng sợ, không phải bối rối, cũng không phải mờ mịt, mà là bình tĩnh. Bình tĩnh không có một tia chấn động, bình tĩnh đến khiến người cảm thấy đáng sợ. Sau một khắc, Tháp Mẫu Lạp liền trông thấy một bàn tay xuất hiện như thiểm điện, trước khi mình đâm trúng mi tâm đối phương thì đã một phát bắt được trường kiếm của mình. Dùng tay cầm kiếm, quả thực là muốn chết. Tháp Mẫu Lạp trong nội tâm hừ lạnh, trong cơ thể linh lực bắn ra, cố gắng đâm về phía trước, đồng thời linh lực toàn thân hắn từ trong trường kiếm liều lĩnh phụt lên mà ra. Trong tưởng tượng của Tháp Mẫu Lạp, tay của đối phương tuyệt đối sẽ bị oanh thành bột mịn dưới một kiếm của mình. Nhưng một màn khiến Tháp Mẫu Lạp cảm thấy kinh hãi đã xảy ra, trường kiếm trong tay hắn phẳng phất như lầm vào trong hắc ngọc cứng rắn nhất vậy, căn bản không cách nào tiến lên một chút nào nữa. Đồng thời thất giai kim hệ linh lực ẩn chứa lực lượng hủy diệt khủng bố kia, cũng giống như đá chìm đáy biển, không có nửa điểm chấn động. Trong ánh mắt kinh hãi của Tháp Mẫu Lạp, trên trường kiếm trong tay hắn bỗng xuất hiện vô số vết dạn chi chít, rồi sau đó phịch một tiếng, biến thành mảnh vỡ đầy trời, tiêu tán vào không trung. Không tốt, nhanh chóng rời đi. Giờ khắc này, trong nội tâm Tháp Mẫu Lạp không khỏi kinh hãi, trong đầu của hắn trống rỗng, trong nội tâm vào thời khắc này chỉ có như ý niệm như vậy trong đầu, cả người phẳng phất như đại bằng phóng lên trời vậy, muốn nhanh chóng chạy khỏi chỗ này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng là đúng lúc này, hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên bên tai Tháp Mẫu Lạp, một cổ lực lượng cường đại không thể ngăn cản trống rỗng xuất hiện ở chung quanh Tháp Mẫu Lạp. Một lát, Tháp Mẫu Lạp liền cảm giác mình bất chợt như bị đóng băng trong hàn băng vạn năm. Thân thể rốt cuộc không cách nào nhúc nhích chút nào nữa. Đồng thời, một cổ hấp lực vô hình từ phía dưới xuất hiện, thoáng chống kéo thân thể hắn xuống. Một bàn tay kiên nghị, dài nhỏ sau một khắc liền xách cổ hắn như xách một con gà. Toàn bộ quá trình nói ra thì chậm chạp, kỳ thật chỉ trong một lát, tất cả mọi người thấy được một màn rung động như thế. Sát thủ thần bí phát ra một kích tất sát lại bị Kiệt Sâm trở tay bắt lấy trường kiếm, thoáng chốc chấn vỡ. Sát thủ thần bí kia trong lúc sợ hãi bay vút lên cũng bị Kiệt Sâm khẽ đảo tay. Xách cổ như xách một con gà, toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, nhanh đến khiến người khó có thể tưởng tượng. Thoáng chốc, tình thế nghịch chuyển. Toàn bộ quá trình cực nhanh, cứ thế liền nhìn thấy Tháp Mẫu Lạp đánh lén ra tay, bố lại ân các chủ điên cuồng lao ra, muốn cứu viện Kiệt Sâm cũng chưa kịp đến trước người Kiệt Sâm. Hí! Giờ khắc này, một thanh âm hít khí lạnh, trên toàn bộ đường cái và đại sảnh Linh Dược Các vang vọng không thôi, tất cả mọi người ánh mắt ngốc trệ nhìn qua Kiệt Sâm lẳng lặng đứng ở nơi đó. Lại nhìn người bịt mặt bị hắn xách trong tay, trong hai tròng mắt lộ ra thần sắc phi thường sợ hãi. Tuy rằng bọn hắn không rõ ràng lắm sát thủ thần bí này có thân phận thế nào, nhưng linh lực tung hoàng ban nãy và uy áp khủng bố kia, dĩ nhiên đã nói rõ, người bịt mặt này chính là một gã thất giai hoàng linh sư, nhưng một gã cường giả thất giai hoàng linh sư lại bị thanh niên tóc đen kia bắt, lấy dễ dàng như vậy. Loại xung đột thị giác mãnh liệt này khiến tất cả mọi người nhất thời đều là không dám tin vào hai mắt mình nữa. Cái này... Trên trà lâu cách đó không xa, La Văn vốn khóe miệng mang theo tia cười uống trà, bỗng nụ cười trên mặt cũng thoáng chốc đọng lại, đôi mắt của hắn kinh hãi, ngay cả trà trong chén trà trong tay rơi xuống người hắn cũng hồn nhiên chưa phát giác ra. Cửa ra vào Linh Dược Các. Dám ra tay với ta, để cho ta xem một chút ngươi là ai. Khóe miệng Kiệt Sâm cười lạnh, gỡ bịt mặt của đối phương xuống. Một khuôn mặt đen gầy nhất thời xuất hiện trước mặt Kiệt Sâm. Là hắn. Trên đường cái, trong Linh Dược Các. Rất nhiều khách mới đều cảm thấy trên khuôn mặt này mang theo kinh sợ và sợ hãi, không phải là Tháp Mẫu Lạp, thiếp thân thị vệ của La Văn đại công tử bố Mặc gia tộc, thân là thất giai trung cấp kim hệ hoàng linh sư đây sao? Tháp Mẫu Lạp thân là thất giai trung cấp hoàng linh sư ở toàn bộ Bang Châu, tuy rằng không thể xem như cao thủ cao cấp nhất nhưng cũng thuộc loại nhất lưu, uy danh hiển hách, nhưng hôm nay, hắn đường đường là hộ pháp bố Mặc gia tộc, thất giai trung cấp hoàng linh sư, lại giống như một con gà bị Kiệt Sâm xách trong tay. Toàn thân sụi lơ, không có nửa điểm lực chống cự. Một màn rung động như thế, khiến trong nội tâm mọi người ở đây đều nổi lên sóng to gió lớn, biểu lộ ngốc trệ, trong lúc nhất thời cơ hồ không thể tin được mắt mình. Mà bố lại ân các chủ muốn chạy đến cứu viện Kiệt Sâm càng tròn xoe hai mắt, miệng há ra thật lớn, nghẹn họng nhìn chân chối, thiếu chút nữa đã cắn luôn lưỡi mình. Ma quỷ, người này là ma quỷ.
Trong tay Kiệt Sâm, Tháp Mẫu Lạp trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, thất giai trung cấp linh lực trong cơ thể hắn không ngừng phun trào, muốn đào thoát khỏi sự khống chế của Kiệt Sâm nhưng lại không được. Dưới bàn tay Kiệt Sâm, linh lực trong cơ thể hắn phảng phất như động lại vậy, căn bản không cách nào điều động mảy may, toàn thân không có nửa điểm khí lực. Quả nhiên là ngươi, xem ra, là ta quá nhân từ rồi. Kiệt Sâm không khỏi lắc đầu, trong đôi mắt không có bất kỳ kinh ngạc, phảng phất đã sớm biết kết quả này. Kỳ thật, từ lúc hắn đi ra khỏi linh dược các đã cảm giác được sát cơ truyền tới, từ hẻm nhỏ rồi, hơn nữa, hắn trước khi chạm mặt Tháp Mẫu Lạp, cũng từ trong sát cơ kia cảm thấy được mùi của Tháp Mẫu Lạp. Bất quá vì nghiệm chứng, Kiệt Sâm vẫn lột bịt mặt của đối phương ra. Một sát na này, toàn bộ đường cái đều yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua Kiệt Sâm xách Tháp Mẫu Lạp, muốn xem hắn xử trí đối phương thế nào. Nếu đã xuất thủ với ta, như vậy, chết đi. Thanh âm ôn hòa, nhưng lại phi thường rõ ràng, từ trong miệng Kiệt Sâm lặng yên truyền ra, vang vọng bên tai tất cả mọi người. Hai con ngươi sợ hãi của Tháp Mẫu Lạp trợn tròn. Không. Thanh âm sợ hãi thê lương thoáng chốc vang vọng toàn bộ đường cái, chợt, bồng, Tháp Mẫu Lạp cả người ầm ầm bạo tạc nổ tung, hóa thành bột mịn, tiêu tán trong gió. Trong ánh mắt rung động, kinh hãi cả tất cả mọi người, hai mắt bình tĩnh của Kiệt Sâm chậm rãi nâng lên, ánh mắt ôn hòa, như lưu thủy thoáng chốc nhìn phía lầu hai một tòa trà lâu cách đó không xa, đúng là chỗ của đám người La Văn. Ánh mắt Kiệt Sâm bình tĩnh, không mang theo nửa điểm khói lửa, nhưng rơi vào trong mắt La Văn lại như bị sét đánh. Khiến bọn người La Văn không khỏi lông tơ đứng thẳng, từ đáy lòng bỗng dưng dâng lên một cổ hàn ý kinh thiên. Ta nguyên bản không để ngươi trong lòng, thả ngươi một con đường sống, lại không nghĩ rằng, ngươi không biết điều như thế, xem ra, là ta nhân từ rồi, đã như vậy thì toàn bộ đều chết đi cho ta. Kiệt Sâm trong miệng đạm mạc lên tiếng, hắn không để đối phương ở trong lòng, lại không nghĩ rằng, đối phương lại muốn giết chết hắn, đối với loại người này, Kiệt Sâm không có một chút thương cảm, về sau, hắn cũng không hề thương cảm. Lời nói của Kiệt Sâm truyền vào tai tất cả mọi người một cách rõ ràng, khiến ánh mắt của tất cả mọi người ở tràng nhìn phía La Văn ở trên trà lâu cách đó không xa. Không tốt. Trên trà lâu, La Văn trong nội tâm run lên, sắc mặt trắng bệch, liền cao giọng hô. Người này muốn hành thích, ngăn lại hắn, nhanh, ngăn hắn lại. Tiếng gào thét của La Văn mọi người đều nghe được rõ ràng, La Văn trong miệng giống giận, đồng thời cả người từ lầu hai trà lâu mạnh mẽ nhảy xuống, chạy thục mạng về phía xa xa. Cùng lúc đó, một đội hộ vệ đi theo sau lưng La Văn, cũng nguyên một đám từ trên trà lâu bay vọt xuống, nhưng bọn hắn cũng không chạy thục mạng, mà là ngăn giữa đường, yểm hộ La Văn chạy thục mạng. Hộ vệ kia đội trưởng áo bỉ ra, đứng ở phía trước nhất đội ngũ, đôi mắt sắc bén, linh lực thất giai đề cấp trên người điên cuồng bắt đầu khởi động, ôm lấy ý chí hẳn phải chết, thủ đoạn lúc trước của Kiệt Sâm khiến hắn hiểu được, mình căn bản không thể nào là đối thủ của đối phương được, nhưng vì công tử, hắn dứt khoát đứng ra. Nhìn qua La Văn chật vật điên cuồng chạy thục mạng, Kiệt Sâm lắc đầu, lặng yên tiến về trước. Mấy tên hộ vệ thấy thế, lúc này đều gào thét, từ trong đám người giết ra, phóng tới Kiệt Sâm. Buồn cười. Kiệt Sâm than nhẹ một tiếng. Thì thầm. Một cổ lực lượng vô hình, nhất thời lấy Kiệt Sâm làm tâm xông ra ngoài, thoáng chốc lướt qua mấy tên hộ vệ kia. Thân hình mấy tên hộ vệ kia đột nhiên đình chỉ, biểu lộ trên mặt cũng cứng lại. Sau đó, bồng, bồng, bồng. Thân hình vài tên hộ vệ đột nhiên mở ra, hóa thành một chùm huyết vụ, tiêu tán vào không trung. Cái này, đám hộ vệ còn lại lấy áo bỉ ra cầm đầu nhìn thấy một màn này, tất cả đều hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Không, chạy mau. Từng tiếng giống hoảng sợ vang lên trên đường cái, rất nhiều hộ vệ, sau lưng áo bỉ ra thoáng chốc hoảng sợ trên mặt không có một tia huyết sắc, nguyên một đám gào thét, không còn có ý chặn đường nữa. Có thể được tuyển trở thành cận vệ của La Văn. Độ trung thành và dũng mãnh của những hộ vệ này không cần phải nghi vấn, nhưng ở trước mặt thủ đoạn đáng sợ kia của Kiệt Sâm, bọn hắn đã hoàn toàn mất đi dũng khí của mình. Chỉ có áo bỉ ra là vẫn có thể miễn cưỡng bảo trì dũng khí, trong miệng của hắn gào thét, hai con ngươi đỏ bừng, liều lĩnh xông về phía Kiệt Sâm. Thất giai hoàng cấp linh lực như thiên trụ khởi động trên đường, hóa thành một cổ sóng biển bành trướng về phía Kiệt Sâm. Ngu xuẩn! Kiệt Sâm than nhẹ, cổ lực lượng vô hình kia lại lần nữa kéo dài. Thoáng chốc xuyên thấu qua thân hình áo bỉ ra. Thân hình đang điên cuồng bay vút của áo bỉ ra đột nhiên đình trệ rồi, thất giai linh lực điên cuồng khởi động lúc trước cũng bỗng dưng tiêu tán, cặp mắt của hắn trừng tròn xoe, rồi sau đó bồng một tiếng, cũng giống như vài tên hộ vệ lúc trước, thân hình bạo liệt, biến thành bột mịn hoàn toàn tiêu tán trong gió. Ở trước mặt Kiệt Sâm, cường giả thất giai hoàng linh sư và hộ vệ bình thường, căn bản không có gì phân biệt cả. Sau khi đánh chết áo bỉ ra, Kiệt Sâm đột nhiên giơ lên tay phải với La Văn đang điên cuồng chạy thục mang. Một cổ lực lượng vô hình ngưng kết trên bầu trời, hóa là một bàn tay cực lớn, nhắm ngay La Văn đập tới.
nhanh, ngăn hắn lại. Ai có thể ngăn cản hắn, La Văn ta chắc chắn sẽ thâm tạ khiến hắn trở thành thành chủ một thành. La Văn phảng phất như phát điên gào thét. Hắn điên cuồng chạy thục mạng lấy, khóe mắt liếc qua cái chết của bọn người áo bỉ ra ở sau lưng, trong nội tâm tràn đầy hoảng sợ. Tại sao có thể như vậy? La Văn hoàn toàn rối loạn. Linh lực chấn động đáng sợ trên đỉnh đầu lan ra, uy áp đáng sợ kia mạnh mẽ hàng lâm. Ta còn muốn làm tộc trưởng Bố Mặc gia tộc. Ta còn muốn xuất lĩnh gia tộc đại quân, chính phục từng tòa thành trì nhất thống Ung Châu. Ta phải khiến Bố Mặc gia tộc trở thành một phương bá chủ trên đại lục, sao có thể chết vào hôm nay được? La Văn không muốn tin tưởng. Hắn còn có kế hoạch lớn, sự nghiệp lớn còn chưa hoàn thành. Tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này rõ ràng đã nghèo đến nỗi ngay cả thất giai linh dược cũng xuất ra để bán. Rõ ràng chỉ có 20 tuổi thế nhưng thực lực của hắn sao lại đáng sợ như vậy? Tháp Mẫu Lạp và Áo Bỉ Gia đều là thất giai hoàng linh sư, ngay cả ngăn cản hắn một chút cũng không được. La Văn trong nội tâm không cam lòng. Ta tại sao phải chọc nhân vật như vậy? La Văn gào rú, uy áp vô hình hàng lâm, khiến hắn trùng trùng điệp điệp ngã nhào trên đất. Bộ áo lông trắng đẹp đẽ quý giá trên người của hắn cũng cả ra đạo đạo vết máu, cả người không còn một chút tiêu sái nào, chật vật phi thường, hoảng sợ nhìn qua bàn tay cực lớn từ trên trời giáng xuống. Không, ngươi không thể giết ta. La Văn trong giọng nói hoảng sợ mang theo khóc nức nở. Giết ta, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào, Bố Mặc gia tộc ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Tha ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Sẽ không bỏ qua ta. Thanh âm Kiệt Sâm bình thản, ánh mắt nhìn qua La Văn như nhìn một cỗ thi thể. Ta không muốn giết người, nhưng ngươi lại chọc ta, về phần ngươi nói Bố Mặc gia tộc. Trong mắt ta, Bố Mặc gia tộc ngươi thì có là gì? Bàn tay của Kiệt Sâm vô tình ép xuống. Mặt lộ vẻ hoảng sợ La Văn, thoáng chốc bị đập trở thành một đống bùn máu, đỏ thẫm máu tươi tại trên đường phố chảy xuôi, lộ ra đặc biệt chói mắt. Vù vù, gió lạnh xâm lãnh thổi qua trên đường cái, phiêu tán trận trận mùi máu tươi khiến người buồn nôn. Yên tĩnh như chết. Một màn này khiến mọi người ở tràng đều như hóa đá, nhìn Kiệt Sâm sắc mặt bình tĩnh, lại nhìn La Văn hóa thành một đống bùn máu, trong đôi mắt tràn đầy khó có thể tin và sợ hãi. La Văn đại công tử của Bố Mặc gia tộc lại bị giết chết. Đối phương còn không có chút lưu tình và mềm lòng nào, thủ đoạn lăng lệ ác liệt kia khiến tất cả mọi người đều sợ ngây người. La Văn là ai? Bố Mặc gia tộc đại công tử, nghe nói đã lấy được quyền thừa kế gia tộc, mấy năm gần đây dĩ nhiên tiếp xúc vào đại lượng sự vụ của Bố Mặc gia tộc, trở thành một phương bá chủ của Ung Châu, nhân vật phong vân của đại lục. Nhưng hôm nay lại chết rồi, chết biệt khuất như thế, không có nửa phần tôn nghiêm và địa vị, cái chết của hắn chắc chắn sẽ khiến cho cả Ung Châu rung động. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều rời ánh mắt về phía Kiệt Sâm, nhìn nhân vật phảng phất như ma quỷ này, trong lòng chỉ có kinh hãi. Thật đáng sợ. Hắn là người sao? Tất cả mọi người hai chân đều như nhũn ra, trái tim cũng phù phù kinh hoàng. Đối với rất nhiều dân chúng bình thường mà nói, thất giai hoàng linh sư, dĩ nhiên đã là đại nhân vật, về phần Kiệt Sâm thì chính là một tử thần. Không ít quý tộc trong đại sảnh linh dược các lúc trước, cũng là nhớ lại lời Khắc Lôi Nhã nói muốn giết chết toàn bộ bọn người La Văn. Bọn hắn vốn tưởng rằng là ăn nói khùng điên, không nghĩ tới bây giờ lại trở thành sự thật. Bố Lại Ân các chủ, trước tiên xin đa tạ ngươi đã cứu viện. Kiệt Sâm xoay người, lên tiếng với Bố Lại Ân các chủ. Kiệt Sâm công tử, không nên khách khí. Bố Lại Ân các chủ biểu lộ ngốc trệ vội vàng khoát tay, thân thể khẽ run. Hắn lúc này vẫn chưa lấy lại được tinh thần từ trong rung động ban nãy. Kiệt Sâm gật gật đầu. Cáo từ. Nói xong, Kiệt Sâm liền cùng Khắc Lôi Nhã quay người tiếp tục đi về phía phủ thành chủ. Chỉ để lại những người vây xem hai mặt nhìn nhau. Đúng rồi. Kiệt Sâm quay đầu lại nhìn về phía mấy hộ vệ thoát được một kiếp. Các ngươi chính là hộ vệ của Bố Mặc gia tộc gì đó phải không? Các ngươi trở về nói với tộc trưởng Bố Mặc gia tộc, nói nếu như muốn tìm ta báo thù, ta không ngại. Trước khi tìm ta báo thù, nhớ rõ bảo hắn phải có chuẩn bị tâm lý. Bố Mặc gia tộc các ngươi, từ nay về sau sẽ bị xóa tên khỏi Thiên Hải Đại Lục. Kiệt Sâm nói rất bình thản, nhưng lời này lại khiến mọi người chung quanh nghe thấy không rét mà run. Dứt lời, Kiệt Sâm liền cùng Khắc Lôi Nhã lại lần nữa cất bước, thẳng đến khi thân ảnh hai người biến mất ở cuối đường phố, rất nhiều dân chúng ở đây vẫn câm như hến, trong nội tâm phát lạnh. Chúng ta làm sao bây giờ? Mấy hộ vệ sắc mặt trắng bệch. Có thể làm sao, nhanh đi bẩm báo tộc trưởng. Một hộ vệ trong đó lên tiếng, mấy người lúc này đỡ lấy thân thể nhau, chật vật rời khỏi chỗ này. Đát đát đát. Sau một lát, một hồi tiếng vó ngựa kịch liệt vang lên trên đường. Một đội kỵ binh võ trang đầy đủ từ một đường cái khác bôn tập mà đến. Nghe nói ở đây đã xảy ra tranh đấu. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không biết trong chủ thành cấm đánh nhau sao? Kỵ sĩ râu quái nón kia trong miệng quát chói tai,
ánh mắt sắc bén vờn quanh qua mọi người, nhưng chỉ được nhận lại ánh mắt có chút kinh hãi. Sau khi Kiệt Sâm bọn hắn ly khai Linh Dược Các không bao lâu, thì tất cả phát sinh ở đây cũng nhất thời thông qua các con đường, nhanh chóng truyền đến trong tai toàn bộ các gia tộc của Ung Châu. Cùng lúc đó, hai người Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã đã đến trước cửa ra vào phủ thành chủ Đoan Mộc Thành. Phủ thành chủ của Đoan Mộc Thành này thật giống như một cái hoàng cung. Khắc Lôi Nhã nhìn qua cung điện cao cao trước mặt, không khỏi lên tiếng. Kiệt Sâm cũng nhìn sang, cả thành chủ phủ chiếm diện tích thật lớn, tạo lạc ở trung ương Đoan Mộc Thành, uy vũ phi thường, kiến trúc trong đó cũng cao vài chục trượng, toàn thân đều là tượng nha bạch sắc. Đại lượng hộ vệ vườn quanh cả phủ thành chủ, thể hiện ra quyền uy vô thượng, thành chủ phủ này chỉ từ bề ngoài đã khí phách hơn hoàng cung của Áo Lan Đa Vương quốc nhiều rồi. Hy vọng bái nhân Lý Hy thành chủ kia có nhà. Kiệt Sâm cảm thán một tiếng. Chỗ ở của thành chủ Đoan Mộc Thành tự nhiên phải đề phòng xâm nghiêm, có đại lượng hộ vệ tuần tra. Người nào? Kiệt Sâm bọn vừa đi đến trước, vài tên hộ vệ đã hét lớn. Kiệt Sâm lại cùng Khắc Lôi Nhã tiếp tục tiến về phía trước, những hộ vệ kia lập tức có hơn 10 người cùng nhau nghênh đón, trong đó có một hộ vệ mặc áo giáp màu trắng bạc quát. Nơi này chính là chỗ ở của thành chủ, ngoại nhân không thể tự tiện xông vào, các ngươi là người nào? Còn không mau mau rời đi. Xin bẩm báo với bái nhân Lý Hy thành chủ, cứ nói có Kiệt Sâm bái kiến hắn. Kiệt Sâm cười nhạt nói. Kiệt Sâm, không nghe thành chủ đại nhân nói hôm nay sẽ có người như vậy đến. Hộ vệ đầu lĩnh kia cho mày. Còn không mau rời đi cho ta. Bái nhân Lý Hy thành chủ thân là trưởng khống giả của Ung Châu. Người muốn gặp hắn nhiều lắm, nếu để cho A Miêu A Cẩu nào đó cũng vào được. Đến lúc bị trừng phạt lại chính là bọn hắn. Đát đát đát. Đúng lúc này, một hồi tiếng vó ngựa kịch liệt đột nhiên vang lên. Rất nhiều thành vệ quân từ đằng xa bay nhanh đến. Nhanh, ngăn hắn lại, tiểu tử này lúc trước ở cửa ra vào Linh Dược Các đã đánh chết La Văn công tử của bố Mặc gia tộc, đừng cho hắn đi vào phủ thành chủ. Thành vệ quân thống lĩnh đầu lĩnh nhìn thấy Kiệt Sâm ở cửa ra vào phủ thành chủ liền quát lên, đồng thời mạnh mẽ xông lên trước. Nghe được tiếng gào thét của thành vệ quân thống lĩnh kia, hơn 10 hộ vệ đứng ở trước mặt Kiệt Sâm trên mặt liền biến sắc, thoáng cái lùi về phía sau, nhao nhao rút ra binh khí trong tay, trên mặt tràn đầy vẻ cảnh giác. Trong lúc nhất thời, rất nhiều binh khí thoáng chốc nhắm ngay vào Kiệt Sâm, phát ra sát cơ kinh người, bao phủ hết thảy. Cửa ra vào phủ thành chủ Đoan Mộc Thành, rất nhiều hộ vệ đều cầm trong tay lưỡi dao sắc bén chỉ về phía Kiệt Sâm, sát cơ xâm lãnh lan khắp, tràn ngập cảnh giác. Hơn 10 tên hộ vệ phủ thành chủ thì còn may, chỉ là ánh mắt sắc bén, mặt lộ vẻ lạnh lùng nhìn chăm chú vào Kiệt Sâm, nhưng mấy đội thành vệ quân chạy đến kia thì mỗi người như lâm phải đại địch, tay nắm binh khí khẩn trương đến nổi ứa ra mồ hôi. Bọn hắn lúc trước đã nghe được rất nhiều dân chúng kể lại bộ dáng thê thảm của những hộ vệ kia, thiếu niên trước mặt này chính là nhân vật mà ngay cả thất giai hoàng linh sư như Tháp Mẫu Lạp và Áo Bỉ gia của bố Mặc gia tộc cũng một kích đánh chết, càng không chút lưu tình đánh chết La Văn thiếu gia của bố Mặc gia tộc. Những thành vệ quân bọn hắn chỉ sợ ngay cả tư cách khiến cho đối phương xỉa răng cũng không có. Bất quá vì chức trách, bọn hắn cho dù trong lòng sợ hãi cũng đành bất đắc dĩ, chỉ có thể chặn đường đối phương. Bất quá cũng may ở đây là bên ngoài phủ thành chủ, khiến trong nội tâm rất nhiều thành vệ quân đều yên ổn hơn nhiều. Một khi bộc phát chiến đấu, cảo thủ trong thành chủ phủ sẽ biết được. Đến lúc đó, mọi người chỉ cần không chết, vậy thì đều được cứu rồi. Trong lúc nhất thời, hào khí trước cửa phủ thành chủ liền trở nên khẩn trương, sát cơ tràn ngập, chiến đấu hết sức căng thẳng. Thiếu gia, nếu không chúng ta giết vào đi thôi, không phải chỉ là một tên thành chủ sao, giờ còn lớn hơn cả hoàng đế, ngay cả gặp mặt cũng khó khăn như vậy. Chứng kiến đông đảo thành vệ quân vây quanh mình, Khắc Lôi Nhã nhíu mày, trong miệng bất mãn lên tiếng. Không cần. Kiệt Sâm không khỏi nhướng mày, vội vàng ngăn cản Khắc Lôi Nhã, rồi sau đó nhìn qua bộ dáng như lâm đại địch của đám thành vệ quân chung quanh, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn chỉ muốn gặp mặt người cầm quyền bái nhân Lý Hy của Ung Châu này thôi, không cần phải gặp người liền giết. Sau một khắc, ánh mắt của Kiệt Sâm sáng chói nhìn vào chỗ sâu trong phủ thành chủ. Một cổ khí thế ngập trời từ trong thể nội Kiệt Sâm bộc phát ra, uy áp khủng bố và kinh người như cột khói báo động phóng lên trời, cuồn cuộn, hiện ra rõ ràng trong toàn bộ Đoan Mộc Thành. Đồng thời bên ngoài thân Kiệt Sâm tản ra một cổ uy áp không thể ngăn cản, trực tiếp bao trùm đám hộ vệ ở cửa phủ thành chủ. Những hộ vệ và thành vệ quân này trở tay không kịp, dưới cổ uy áp đáng sợ này, bọn chúng đều thân thể run lên, ngã bệch xuống đất, khí tức khó có thể ngăn cản liền nổi lên trong lòng bọn hắn, khiến bọn hắn đều sắc mặt tái nhợt, trán đổ ra mồ hôi to như hạt đậu, nguyên một đám mặt lộ vẻ hoảng sợ, đã hoàn toàn mất đi tin tưởng chiến đấu. Bái nhân Lý Hy thành chủ, tại hạ Kiệt Sâm, có việc bái kiến. Tiếng oanh minh ù ù từ trong miệng Kiệt Sâm truyền ra, lập tức truyền khắp cả phủ thành chủ, vang vọng không thôi. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả dân chúng chung quanh nghe thấy tiếng oanh minh như lôi đình này.
Theo tiếng nói của Kiệt Sâm rơi xuống, ở sâu trong phủ thành chủ mạnh mẽ chuyển lại một cổ khí tứ kinh người, một đạo linh lực khí mang hỏa hồng sắc như cột chống trời, từ trong thành chủ phủ phún dũng mà ra, tiếp liền thiên địa, đồng thời một bóng người tản ra khí tức khủng bố như một đạo lưu quang, bay vút mà đến, chớp mắt đã đến trước cửa phủ đệ. Các hạ là ai, lại đến Ung Châu ta Dương Oai? Đây là một lão giả mặc trường bào màu đen, thân hình gầy cao, tóc có chút hoa râm, bộ dáng như là 50 tuổi. Tóc tuy rằng hoa râm, nhưng trên mặt lại không có một tia nếp nhăn, cả người tựa như một cây phi lao giữa không trung, trên người có loại khí thế khiến cho người không thể dung chuyển. Lão giả này lăng không mà đứng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Kiệt Sâm, trong đôi mắt mang theo chút vẻ giận dữ. Thành chủ đại nhân, nhìn thấy người này, đám binh lính, dưới uy áp của Kiệt Sâm đều nhao nhao ngã xuống, lập tức toát ra thần sắc kích động, mừng rỡ, trong suy nghĩ của bọn hắn thì thành chủ của Đoan Mộc Chủ Thành tuyệt đối là vô địch. Bái nhân Lý Hy thành chủ. Kiệt Sâm cười nhạt một tiếng, nhìn về phía đối phương. Tại hạ Kiệt Sâm, cố ý tới bái phòng, chỉ là hộ vệ của ngươi lại. Tại hạ bất đắc dĩ, chỉ phải ra hạ sách này, kính xin bái nhân Lý Hy thành chủ thứ lỗi. Kiệt Sâm cười cười ngắm nhìn rất nhiều hộ vệ, và thành vệ quân nắm chặt binh khí chung quanh, đồng thời thu hồi lại uy áp trên người. Cả người lập tức trở nên bình thản không có gì lạ, tựa hồ như một người bình thường không có bất kỳ linh lực nào vậy. Từ khí thế tản mát ra từ trên người lão giả này, Kiệt Sâm liếc mắt liền nhìn ra được, lão giả này chính là một gã cường giả bát giai đỉnh phong đế linh sư, hơn nữa thực lực trong số bát giai đỉnh phong cũng tuyệt đối là tồn tại nổi bật. Nghe được lời nói của Kiệt Sâm, cảm nhận được ánh mắt Kiệt Sâm không hề có địch ý, trong nội tâm bái nhân Lý Hy không khỏi thở phào một hơi, hiển nhiên đối phương cũng không phải đến đây nháo sự, uy áp kinh người tản mát ra từ trên người Kiệt Sâm lúc trước khiến bái nhân Lý Hy cũng có chút kinh hãi, biết rõ thực lực của người trẻ tuổi trước mặt kia tuyệt đối không thua kém gì mình. Thì ra là thế, nguyên lai là Kiệt Sâm huynh đệ, các hạ có thể tới, là vinh hạnh của bái nhân Lý Hy ta, là hộ vệ của ta lỗ mãng rồi, kính xin các hạ vào trong nói chuyện. Trên mặt bái nhân Lý Hy lập tức lộ ra dáng tươi cười, toàn bộ bay vút mà xuống, trong miệng cười ra tiếng. Tuy rằng tiếng giống của Kiệt Sâm trước kia quả thật đã làm tổn hại đến mặt mũi của hắn, bất quá thực lực khủng bố của Kiệt Sâm cũng khiến bái nhân Lý Hy không muốn trêu chọc vào một đại địch như vậy. Thành chủ đại nhân, Kiệt Sâm này lúc trước ở cửa ra vào Linh Dược Các đã đánh chết La Văn đại công tử của bố Mặc gia tộc, còn đánh chết cả Tháp Mẫu Lạp và Áo Bỉ gia nữa. Thống lĩnh thành vệ quân thân thể còn run nhè nhẹ không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Ta đã biết. Bái nhân Lý Hy nhìn Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã, trong ánh mắt lại không có gì khác thường, tiếp tục cười nói. Hai vị, thỉnh. Vài tên hộ vệ lúc này mở cửa đại môn ra, cung kính mời bái nhân Lý Hy và hai người Kiệt Sâm vào phủ thành chủ. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã mất mạng rồi. Vừa rồi hai vị đại nhân kia tuyệt đối là cường giả bát giai đế cấp. Nhìn qua bóng lưng Kiệt Sâm bọn hắn rời đi, cửa ra vào phủ thành chủ, rất nhiều hộ vệ trong miệng đều không khỏi thật dài một hơi, hai chân có chút như nhũn ra, trong lòng còn sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Một hồi gió mát thôi qua, bọn hắn lúc này mới cảm giác được, áo bên trong áo giáp giờ phút này đã sớm ướt đẫm mồ hôi rồi. Thân là hộ vệ phủ thành chủ, kiến thức của bọn hắn tự nhiên cực cao, nếu là cường giả bình thường thì bái nhân Lý Hy đại nhân tuyệt đối sẽ không khách khí như thế. Phủ thành chủ của Đoan Mộc Thành rất lớn, bất quá cơ hồ mỗi một người trong phủ thành chủ đều hiểu rõ, toàn bộ phủ đệ gần như 1/4 diện tích là lưu uyển, cấm địa trong phủ đệ. Bởi vì đó là nơi bái nhân Lý Hy thành chủ ở lại, tu luyện, làm việc, ngoại trừ thê tử, nhi nữ cùng với trưởng lão gia tộc và các thị nữ của bái nhân Lý Hy gia, không được bái nhân Lý Hy cho phép, coi như là đệ tử trực hệ của Lạc Tư gia tộc, cũng không cách nào tùy ý tiến vào. Nhất định phải đến thông báo, mới được là có thể đi vào. Lưu uyển phi thường rộng, thiết kế bên trong cũng vô cùng xa hoa, đại lượng hoa và cây cảnh chân quý tùy ý gieo trồng trong hoa viên, nhưng lại không lộ ra một chút mất trật tự nào cả, mang đến cho người một loại cảm giác thoải mái, hiển nhiên là được xuất, từ tay một kiến trúc đại sư nào đó có một loại thủ pháp xảo đoạt thiên công. Kiến trúc ở bên trong vô cùng hoa lệ, nhưng chỗ tu luyện của bái nhân Lý Hy lại cực kỳ mộc mạc, cũng tương đối đơn giản, mang đến cho người một loại cảm giác đại khí đặc biệt. Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã tự nhiên được mời vào trong phòng khách ở chỗ sâu nhất, trong lưu uyển rồi. Mấy nữ tử hơn 20 tuổi, dung mạo cực kỳ thanh lệ đang cung kính đứng trong phòng, chờ bái nhân Lý Hy phân phó. Lệ Ti, dựa theo tiêu chuẩn lần trước Hắc Nhĩ Nặc đến, chuẩn bị yến hội. Bái nhân Lý Hy thành chủ phân phó với mỹ nữ tóc vàng trong sảnh. Vâng, đại nhân. Mỹ nữ tóc vàng kia cung kính lên tiếng, nhưng trong lòng rất là kinh ngạc, chẳng những nàng mà các thị nữ còn lại, cũng không khỏi giật mình nhìn Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã. Nhưng trong lòng lại không khỏi suy đoán, hai vị này thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi, đến tột cùng là thành viên của gia tộc nào lại khiến bái nhân Lý Hy đại nhân coi trọng như thế.
bái nhân Lý Hy đại nhân tiếp đãi khách nhân cũng phân ra đẳng cấp, mà bây giờ bái nhân Lý Hy phân phó lại chính là yến hội đẳng cấp cao nhất. Hắc Nhĩ Nặc kia chính là người cầm quyền của Vĩnh Châu, một trong 32 đại châu trên đại lục, là một gã bát giai đỉnh phong đế linh sư, thân phận cao quý dị thường, quan hệ với bái nhân Lý Hy đại nhân cũng rất tốt. Hôm nay bái nhân Lý Hy đại nhân đã nói như vậy, hiển nhiên đã xem hai vị này thành nhân vật ngang hàng với mình rồi. Hai vị này chẳng lẽ là đệ tử thiên tài đỉnh tiêm của hai thế lực lớn kia? Lệ Ti và một đám thị nữ trước khi đi ra khỏi đại sảnh, đều vụng trộm nhìn thoáng qua Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã, đáy lòng thầm suy đoán nói. Kiệt Sâm huynh đệ, ngươi là lần đầu tiên đến Ung Châu ta phải không? Hôm nay sẽ cho ngươi nếm thử mỹ thực của Ung Châu chúng ta, cam đoan khiến ngươi nếm qua khó quên. Bái nhân Lý Hy thành chủ nhìn về phía Kiệt Sâm, cười lên tiếng. Kiệt Sâm nhíu mày lại, nở nụ cười. Vậy hôm nay ta phải hảo hảo nếm thử rồi. Trong lúc nói chuyện với nhau, rất nhanh, một đám thị nữ liền bày các loại mỹ thực lên một bàn ăn dài hẹp, một bình rượu chân quý được cất kỹ, Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã ngồi ở một bên, còn ở chủ vị chính là bái nhân Lý Hy. Kiệt Sâm huynh đệ, ta trước kia nghe thủ hạ nói, ngươi đánh chết La Văn đại công tử của bố Mặc gia tộc, không biết là chuyện gì xảy ra. Bái nhân Lý Hy cười lên tiếng. Là La Văn kia muốn chết, chúng ta cũng không có biện pháp gì. Khắc Lôi Nhã ở bên cạnh nhếch miệng, không khỏi nói. La Văn muốn chết. Bái nhân Lý Hy không khỏi ngẩn người. Chuyện là như vậy. Kiệt Sâm cười cười, lúc này nói chuyện trải qua lúc đó ra, đồng thời nhìn về phía bái nhân Lý Hy. Bái nhân Lý Hy tuy mạnh, nhưng ở trong mắt Kiệt Sâm lại không coi là gì. Nếu như hắn muốn thay La Văn lấy lại công đạo, Kiệt Sâm cũng căn bản không để trong lòng. Thì ra là thế. Bái nhân Lý Hy gật gật đầu. Vậy thật đúng là La Văn kia tìm chết rồi, tự cho gia tộc mình cường đại, lại trêu chọc đến trên đầu Kiệt Sâm huynh đệ, thật sự là có hận vô châu. Nghe được lời nói của bái nhân Lý Hy thành chủ, lần này lại đến phiên Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã sững sờ, hắn không nghĩ tới, bái nhân Lý Hy sẽ nói như vậy. Bất quá, rất nhanh Kiệt Sâm đã phục hồi lại tinh thần, từ biểu hiện của thành chủ bái nhân Lý Hy có thể nhìn ra rất hiển nhiên quan hệ giữa bái nhân Lý Hy và gia tộc bố Mặc cũng không phải thập phần giao hảo. Bất quá cũng thế, nếu như nói tại Ung Châu này, thành chủ bái nhân Lý Hy là đế vương mà nói thì gia tộc bố Mặc chính là chư hầu một phương, chư hầu cường đại quá mức, hung hăng càn quấy thái quá thì nhất định đế vương sẽ đéo thích. Đôi khi bái nhân Lý Hy cũng vì hòa bình Ung Châu mà không tùy ý gây chiến khi gia tộc bố Mặc kia ra tay, nhưng không có nghĩa là bái nhân Lý Hy sẽ để mặc cho gia tộc bố Mặc không ngừng phát triển, ngày càng vững mạnh. Biết rõ điểm này, Kiệt Sâm cũng giật mình. Kiệt Sâm huynh đệ đã đến Ung Châu thì bái nhân Lý Hy ta cũng rất cao hứng, không biết lần này Kiệt Sâm ngươi tới là có chuyện gì? Thành chủ bái nhân Lý Hy cười híp mắt lại, nói, có chuyện gì thì cứ nói ra, chỉ cần có thể thì bái nhân Lý Hy ta nhất định sẽ hỗ trợ. Kiệt Sâm nở nụ cười, đáp, thành chủ bái nhân Lý Hy, lúc này ta đến đây là muốn hỏi thăm một việc. Trong lúc Kiệt Sâm và thành chủ bái nhân Lý Hy thành chủ đang trò chuyện trong phủ thành chủ, thành Hắc Lâm, nơi này là một tòa thành trì cỡ lớn ở miền Tây Ung Châu, diện tích cả tòa thành cực lớn, giống như là một man hoang cự thú tạo lạc ở phía Tây Ung Châu. Hắc Lâm Thành là thành trì cỡ lớn, gần với chủ thành Đoan Mộc ở Ung Châu. Mà nó cũng là đại bản doanh của gia tộc bố Mặc, đệ nhất linh dược thế gia tại Ung Châu, là căn cơ gia tộc Ung Châu. Giờ phút này, bên trong đại sảnh triển xí đích thủy ấn ở Hắc Lâm Thành, tộc trưởng Khuê Nhân của gia tộc bố Mặc đang tươi cười đón tiếp hai gã khách nhân không giống bình thường. Tất Tiết đại sư, đây là cây đế linh thảo bát giai mà vô số đệ tử gia tộc bố Mặc ta đã trải qua thiên tân vạn khổ mới lấy được, còn có hai khỏa long lực quả thất giai này cũng tốn đại lượng đệ tử mới lấy được, kính xin Tất Tiết đại sư vui lòng nhận cho. Chủ vị phóng khách, một người đàn ông đen gầy, sắc mặt ngăm đen, dáng người khô cán đưa ba cái hộp ngọc trong tay ra, đưa tới trước mặt một lão giả có chòm râu màu nâu xám đang ngồi ở đối diện bàn. Mà bên cạnh lão giả chòm râu màu nâu xám chính là một lão giả mặc một bộ trường bào hòa hồng sắc đang ngồi ngay ngắn, trên người hắn bao giờ cũng tỏa ra một cỗ khí tức hỏa diễm kinh người, khiến người khác cảm giác như đang ở trong lò lửa, mang lại một loại uy áp khó tả. Người đàn ông ria mép đen gầy này chính là tộc trưởng Khuê Nhân, đại tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc bố Mặc, là đế linh sư bát giai trung cấp, là một phương bá chủ Ung Châu, một trong 32 đại châu tại Thiên Hải Đại Lục, khống chế nhiều tòa thành trì tại Ung Châu. Nhân vật như vậy, đi tới chỗ nào cũng đều là uy phong lẫm lẫm, khí phách vô cùng. Nhưng đối diện với lão giả tròm râu màu nâu xám kia, tộc trưởng Khuê Nhân này lại đặc biệt lộ ra vẻ cung kính và khiêm tốn. Nếu để cho những tộc trưởng các gia tộc khác tại Ung Châu nhìn thấy bộ dạng này của tộc trưởng Khuê Nhân thì chỉ sợ tất cả đều sẽ chấn động. Bát giai đế linh thảo, thất giai long lực quả. Lão giả được xưng là Tất Tiết đại sư kia sau khi nghe tộc trưởng Khuê Nhân nói, thì trong đôi mắt lập tức toát ra một tia quang mang tham lam,
cả người tiếp nhận hộp ngọc của tộc trưởng Khuê Nhân, cẩn thận mở ra. Bên trong cái hộp thứ nhất là một cây linh dược giống như đế vương, có 9 cành, phảng phất như một cái vương miện đế vương, tản ra khí tức khủng bố khiến người khác không dám tới gần, chính là bát giai linh dược trong truyền thuyết, đế linh tỷ. Mà ở trong hộp ngọc thứ hai chính là hai trái cây toàn thân màu nâu. Hai trái cây này lớn cỡ nắm đấm, trên thượng diện có vằn lốm đốm, lưu chuyển lên đạo đạo long lực chi khí hệ thổ. Đây chính là thất giai hoàng cấp linh dược, long lực quả. Tộc trưởng Khuê Nhân, ngươi thật đúng là thần thông quảng đại. Tại miền Tây Ung Châu nho nhỏ này, lại không nghĩ rằng ngay cả bát giai đế linh thảo cũng có, thật sự không giống bình thường. Nếu để cho ngươi trở thành trưởng khống giả Ung Châu, chẳng phải là thuốc tiên cửu giai cũng đều có thể có sao? Trong mắt lão giả Tất Tiết đại sư kia lóe lên tinh quang, cười lên ha hả. Trở thành trưởng khống giả Ung Châu. Tộc trưởng Khuê Nhân nghe như thế, hai con ngươi hắn liền phát sáng lên. Đồng thời cười phá lên, nói, hết thảy đều là phúc của Tất Tiết đại sư, bất quá, nếu như ta có thể thật sự trở thành trưởng khống giả Ung Châu, thì ta không dám cam đoan cửu giai thuốc tiên nhưng linh dược thất giai bát giai, thì ta tin tưởng có thể tuyệt đối muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tộc trưởng Khuê Nhân lên tiếng thề thốt, tộc trưởng Khuê Nhân, không cần phải gấp, ngươi đã có thần diệt cốc của ta ủng hộ, thì nhất định ngươi sẽ có cơ hội nắm quyền hành toàn bộ Ung Châu này. Tất Tiết đại sư cười tủm tỉm lên tiếng. Dùng tay vuốt vuốt chòm râu màu nâu xám của mình. Vậy thì Khuê Nhân ta liền cảm tạ thần diệt cốc cùng Tất Tiết đại sư ủng hộ rồi. Sau khi nghe được Tất Tiết đại sư ám chỉ, lúc này Khuê Nhân kích động lên tiếng, ngay cả con mắt cũng đều đỏ lên. Thần diệt cốc này chính là một trong hai thế lực cao cấp nhất tại Thiên Hải Đại Lục, cường giả nhiều như mây, âm thầm khống chế 6 trong 32 châu tại Thiên Hải Đại Lục, thực lực hoàn toàn áp đảo tại Ung Châu này. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, thì toàn bộ đại lục này đều không có người nào dám ngỗ nghịch. Mà Tất Tiết đại sư chính là linh dược đại sư ở bên trong thần diệt cốc, một thân tạo nghệ linh dược học cực kỳ kinh người, là một gã linh dược hoàng sư thất giai cao cấp, đồng thời cấp bậc linh sư cũng đạt đến đế linh sư bát giai trung cấp. Tại thần diệt cốc cũng thập phần hiển hách. Cho tới nay, Khuê Nhân đều một mực không cam lòng chỉ làm chư hầu một phương tại Ung Châu. Nhưng đối mặt với gia tộc Lạc Tư cường thế, thành chủ bái nhân Lý Hy cường đại thì Khuê Nhân cũng chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ. Bất quá, hiện giờ đã có thần diệt cốc ủng hộ thì hết thảy đã khác hẳn lúc trước rồi. Tuy rằng gia tộc Lạc Tư cường đại, nhưng trước mặt một trong hai thế lực cao cấp nhất Thiên Hải Đại Lục là thần diệt cốc, thì lại không đáng một xu. Như vậy thì chuyện gia tộc bố mặc của mình trở thành đệ nhất gia tộc tại Ung Châu, cũng là chuyện nằm trong tầm tay. Trong đại sảnh, khóe miệng tộc trưởng Khuê Nhân lộ ra vẻ mỉm cười, phác họa hình ảnh mỹ hảo tương lai của gia tộc. Lúc này hắn đã tưởng tượng ra quang cảnh chính bản thân hắn xuất lĩnh gia tộc bố mặc đứng trên đỉnh uy phong của Ung Châu, rồi, tộc trưởng đại nhân, việc lớn không tốt rồi. Nhưng ngay tại lúc Khuê Nhân đang lâm vào trong ước mơ mỹ diệu của mình, thì một hồi tiếng bước chân kịch liệt đột nhiên vang lên bên ngoài đại sảnh, đồng thời một thanh âm sợ hãi từ bên ngoài mãnh liệt truyền vào tai hắn, lập tức kéo hắn về với thực tế. Khuê Nhân không khỏi nhíu mày một cái, trong mắt toát ra vẻ giận dữ. Vì tiếp đãi Tất Tiết đại sư, nên hắn đã cố ý phân phó thủ hạ không có chuyện gì quan trọng, thì đứng tới quấy giày. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng vẫn có người giống to lỗ mãng quấy nhiễu khách quý như thế, điều này khiến trong lòng hắn cực kỳ không vui. Tất Tiết đại sư, thủ hạ của ta không hiểu chuyện đã kinh động đến ngài, ta sẽ khiến hắn lui đi. Khuê Nhân nhìn Tất Tiết nói, mặt mũi tràn đầy vẻ áy náy. Không sao, tộc trưởng Khuê Nhân, nói không chừng thì thực sự có chuyện quan trọng rồi. Nhưng ngàn vạn lần đừng quấy rầy chuyện tốt của ngươi. Nhận được 3 gốc tài liệu chân quý nên tâm tình Tất Tiết rất tốt, lên tiếng cười nói. Khuê Nhân do dự một chút. Nhẹ gật đầu, hắn đã phân phó thủ hạ đừng quấy rầy, nhưng bọn hắn vẫn vội vàng đến như vậy thì hiển nhiên đã có chuyện xảy ra. Vào đi. Khuê Nhân vừa lên tiếng, cửa lớn đại sảnh đang đóng chặt thoáng cái bị mở ra, một lão giả mang trên mặt vẻ kinh hoàng và lo lắng từ bên ngoài bước nhanh vào, chính là tổng quản gia tộc bố mặc. Lão giả này vừa đi vào đại sảnh thì phốc một tiếng, ngay lập tức quỳ xuống, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thống khổ, uất ức lên tiếng. Tộc trưởng đại nhân, việc lớn không tốt rồi. La Văn đại công tử, hắn ở Đoan Mộc Thành bị người. Nói đến đây, lão giả oà khóc lên ô, La Văn hắn bị làm sao? Rốt cuộc thì Khuê Nhân không cách nào bảo trì chấn định nữa, quát lên. La Văn đại công tử, hắn bị người ta giết rồi. Lão giả thống khổ kêu lên. Cái gì? Trên mặt Khuê Nhân lập tức bao phủ một lớp cho tàn, cả người mạnh mẽ đứng lên, ấm trà trên bàn thoáng cái bị hắn hất tung, trên mặt mang theo vẻ kinh sợ. Chuyện gì xảy ra? La Văn hắn như thế nào bị giết tại Đoan Mộc Thành? Tháp Mẫu Lạp và Áo Bỉ ra đâu? Không phải khiến bọn hắn đi theo La Văn sao? Mau khiến bọn hắn tới gặp ta, lập tức tới gặp ta. Khuê Nhân gào lên, sắc mặt mang theo một mảnh kinh sợ như cho tàn.
Tộc trưởng đại nhân, Tháp Mẫu Lạp và Áo Bỉ Gia cũng đã chết, đều bị giết chết rồi. Lão giả thống khổ lên tiếng. Cái gì? Tháp Mẫu Lạp và Áo Bỉ Gia cũng bị giết chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đến tột cùng là ai? Có phải là gia tộc Lạc Tư ra tay không? Trong đôi mắt Khuê Nhân mang theo một vẻ khó tin, gào lên. Không, là một thanh niên tóc đen tên là Kiệt Sâm. Hắn xảy ra xung đột với La Văn Thiếu Gia trong Linh Dược Các, sau đó hắn giết Thiếu Gia. Tộc trưởng đại nhân, sau đó thanh niên kia còn gửi một thông điệp đến. Người nói gì? Tên thanh niên kia sau khi giết La Văn còn nói gì? Người nói rõ ràng coi. Sau khi nghe xong lão giả nói, Khuê Nhân vốn đang cực kỳ phẫn nộ lập tức bình tĩnh lại, lạnh lùng mở miệng truy vấn. Thanh niên tên Kiệt Sâm kia nói hộ vệ, còn sống chuyển cáo lời hắn tới tộc trưởng đại nhân ngươi, nói muốn tìm hắn báo thù thì hắn sẽ không ngại, bất quá trước khi báo thù thì chuẩn bị sẵn tinh thần, còn nói gia tộc Bố Mặc chúng ta từ nay về sau sẽ bị xóa tên, tại Thiên Hải Đại Lục. Từng lời lão giả nói như quả chùy nặng ngàn cân nện vào trong lòng Khuê Nhân, vang vọng trong nội tâm hắn, khiến tâm tình vốn đang cực kỳ phẫn nộ của hắn lập tức trở nên lạnh như băng. Hắn thật sự nói như vậy? Khuê Nhân vẫn không thể tin được. Đúng vậy, tộc trưởng đại nhân, căn cứ tin tức từ Đoan Mộc Thành truyền về, thì rất nhiều ở tràng diện đã nghe được lời nói này. Lão giả vội vàng nói, một thanh niên chỉ hơn 20 tuổi, một chiêu đánh chết Tháp Mẫu Lạp và Áo Bỉ Gia. Hắn tối thiểu cũng là một đế linh sư bát giai, còn nói nếu như gia tộc Bố Mặc ta báo thù, thì liền khiến gia tộc Bố Mặc ta bị xóa tên vĩnh viễn khỏi Thiên Hải Đại Lục. Những lời này khiến Khuê Nhân vốn tràn ngập sát ý trong nội tâm, một lòng muốn báo thù lập tức do dự. Đối phương đã dám nói như vậy, hiển nhiên là căn bản không để gia tộc Bố Mặc trong lòng. Hơn nữa nhìn thực lực thanh niên kia, chỉ chừng ấy tuổi mà lại cường đại như vậy, hiển nhiên không phải thế lực bình thường có thể bồi dưỡng. Trong lúc nhất thời, vẻ phẫn nộ trên mặt Khuê Nhân biển ảo vô số lần, không biết hắn đang nghĩ cái gì. Trong đại sảnh, vẻ phẫn nộ trên mặt Khuê Nhân biến ảo vô cùng, không ai biết được hắn đang suy nghĩ cái gì. La Văn là đứa con trai đầu của hắn, cũng là đứa con hiểu chuyện nhất trong đám con cái đông đảo của hắn, vì thế mà hắn rất thưởng thức đứa con này. Những năm gần đây, được Khuê Nhân chỉ điểm, La Văn đã dần tham dự vào một ít sự vụ cỡ lớn của gia tộc. Khuê Nhân có ý định bồi dưỡng La Văn trở thành người thừa kế gia tộc, không đến vài năm sau, một khi hắn thoái vị thì La Văn sẽ lên chức tộc trưởng gia tộc. Nhưng hôm nay, đứa con hắn yêu thương nhất đã chết rồi, mà còn là bị người đánh chết tại thành Đoan Mộc. Cái này khiến Khuê Nhân tràn đầy phẫn nộ trong nội tâm. Hai tay của hắn nắm lại thành nắm đấm, gân xanh nổi đầy trán, hai con ngươi đỏ thẫm, hiển nhiên hắn đã tức giận đến cực hạn, trong nội tâm hắn chỉ hận không thể chém Kiệt Sâm thành tám mảnh, ngũ mã phanh thây. Nhưng lúc này, từ sâu trong đôi mắt Khuê Nhân lại ẩn ẩn có chút do dự cùng sợ hãi. Theo như lời tên quản sự nói, thì Kiệt Sâm này hiển nhiên là một gã đế linh sư bát giai, nếu là đế linh sư bát giai bình thường, thì thân là đế linh sư bát giai trung cấp như Khuê Nhân hắn chưa chắc đã sợ hãi, nhưng Kiệt Sâm kia chỉ mới hơn 20 tuổi. Hơn nữa sau khi đánh chết La Văn thì vẫn còn nói ngông cuồng như vậy. Điều này khiến Khuê Nhân hắn không khỏi do dự, trong nội tâm tràn đầy sự cảnh giác. Tuổi càng lớn càng khuếch trương thế lực gia tộc, Khuê Nhân làm việc này vô cùng cẩn thận. Mà nhìn Kiệt Sâm này, vô luận là phương diện nào thì hiển nhiên cũng đều xuất thân từ một thế lực lớn. Hơn nữa còn là một đại gia tộc không để gia tộc Bố Mặc của hắn vào mắt, còn nói muốn xóa tên gia tộc của mình khỏi Thiên Hải Đại Lục. Cái này khiến hắn vô cùng kinh hãi trong nội tâm. Khuê Nhân tự nhận mình không phải là một người nhát gan. Nhưng giờ phút này thì trong lòng hắn lại không khỏi do dự. Mối thù giết con, không đội trời chung, nhưng trước mặt thế lực tuyệt đối, trước mặt một ít cường giả, vì gia tộc, Khuê Nhân không thể không cân nhắc hậu quả khi báo thù. Khiến gia tộc Bố Mặc bị xóa tên khỏi Thiên Hải Đại Lục. Hừ, khẩu khí Kiệt Sâm này thật lớn đó. Đang lúc vẻ mặt Khuê Nhân biến ảo, do dự bất định thì một đạo thanh âm cao ngạo, tràn ngập vẻ đạm mạc lại đột nhiên vang lên bên tai hắn. Người vừa lên tiếng chính là Tất Tiết đại sư, vừa nhận một căn bát giai đế linh thảo và thất giai long lực quả của tộc trưởng Khuê Nhân. Sắc mặt của hắn bình tĩnh, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khinh thường, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tất Tiết đại sư. Sau khi nghe Tất Tiết đại sư nói, Tất Tiết không khỏi lên tiếng, trong đôi mắt mang theo vẻ bất đắc dĩ. Khuê Nhân, về điểm này thì ta muốn phê bình ngươi rồi, La Văn đứa hải tử kia lần trước ta thấy rất là không tệ. Mặc kệ Kiệt Sâm kia có thực lực như thế nào, xuất thân từ thế lực ra sao, nhưng hắn đã giết La Văn. Thân làm phụ thân như ngươi, tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc thì như thế nào cũng không được sợ hãi, lùi bước. Trong giọng nói của Tất Tiết mang theo vẻ phê bình và chỉ trích, nói. Bằng không thì, khiến thành viên gia tộc nhìn ngươi lợi hại như thế nào ở đại lục này. Tất Tiết đại sư, Kiệt Sâm kia đã có thể dễ dàng đánh chết Tháp Mẫu Lạp và Áo Bỉ Gia, hiển nhiên cũng là đế linh sư bát giai, hơn nữa lại trẻ tuổi như vậy, ta sợ. Tộc trưởng Khuê Nhân tâm thần bất định,
lên tiếng. Sợ? Ngươi đã có Thần Diệt Cốc ta ủng hộ thì còn sợ cái gì? Ta ngược lại muốn nhìn Kiệt Sâm này đến tột cùng là xuất thân từ thế lực gì mà lại ngang ngược cản rỡ như thế, còn dám không để sự ủng hộ của Thần Diệt Cốc đối với gia tộc Bố Mặc vào mắt. Khóe miệng Tất Tiết lộ ra vẻ cười lạnh, trong đôi mắt tán ra sát ý. Khuê nhân, ngươi yên tâm, việc gia tộc Bố Mặc ngươi làm cho ta hôm nay, ta nhất định sẽ quản. Lát nữa nếu Kiệt Sâm kia không cho ta một cái công đạo, thì Tất Tiết ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là thê thảm. Tất Tiết đại sư vuốt vuốt tròm râu màu nâu xám của mình, ngạo nghễ lên tiếng. Mà tộc trưởng Khuê nhân Lử một bên nghe như vậy, con mắt liền phát sáng lên, toát ra vẻ kích động. Sở dĩ lúc trước hắn do dự là vì thực lực cường đại và bối cảnh không rõ ràng kia của Kiệt Sâm. Nhưng hôm nay Tất Tiết đại sư đã mở miệng muốn ra mặt, thì khiến Khuê nhân hắn vô cùng mừng rỡ trong nội tâm. Tất Tiết đại sư là ai? Chính là Đế Linh sư bát giai trung cấp, Linh Dược Hoàng sư thất giai cao cấp, là Linh Dược đại sư Thần Diệt Cốc, một trong hai thế lực cường đại nhất Thiên Hải đại lục. Đã có hắn xuất đầu, thì vô luận Kiệt Sâm kia dựa vào thế lực bối cảnh gì sau lưng thì Khuê nhân cũng đều không sợ. Mà nói thực lực, Khuê nhân không khỏi đem ánh mắt nhìn lên người lão giả mặc trường bào hỏa hồng sắc thủy chung im lặng ở một bên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.